Siêu thần yêu nghiệt chương 1259, đi Nguyệt Hoa Đan cung đánh mặt, Phượng Minh Thủy Chung cho rằng, phòng chứng nhận không ngừng truyền đến âm thanh đinh 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 đang thành là do Vân Sư Thúc đang làm nóng người để chuẩn bị luyện chế nhị phẩm, chân đang làm, nhưng khi Vân Phi Dương đi ra, trên thân đeo thập nhất phẩm đan vương huy chương vừa mới thu được, Phượng Minh trợn trừng, trong mắt xém chút lồi luôn ra ngoài, ừng ực, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp theo run rẩy hỏi, Vân Vân Sư Thúc, thập nhất phẩm đan vương, Phượng Hiền đắng chát lắc đầu. Nghĩ thầm cháu của ta ơi, nếu ngươi tận mắt nhìn hắn luyện chế nhị phẩm chân đan đến thập nhất phẩm chân đan giống như đại bá, bình quân một ngày một lò, sợ rằng ngay cả khí lực đứng cũng không có. Phượng Hiền rất may mắn mình là người chứng kiến, lần lượt bị chấn động, lại còn có thể đứng vững thân thể, mà không ngã xuống. Đương nhiên, chấn kinh không chỉ Phượng Minh, những đan giả trong đại sảnh cũng trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, mẹ ta ơi, tên này đi vào 7 ngày, đi ra đã là thập nhất phẩm đan vương. Quả thực khủng bố đến không dám tưởng tượng, nổ, triệt để nổ tung, vẻn vẹn một ngày, tin tức Vân Phi Dương tiến vào Hiệp hội Đan Đạo từ nhất phẩm Đan Vương chứng nhận đến thập nhất phẩm Đan Vương điên cuồng truyền ra Thượng Càn Thành. Không qua mấy ngày, trong các thành lớn của dược giới, các đại thế lực cũng đã nhận được tin tức, trong lúc nhất thời, vị diện vừa mới bình tĩnh lần nữa sôi trào. Trời ạ, tên kia tiến vào Thượng Càn Đan Cung nghiên cứu Đan Đạo mới bao lâu đã đột phá đến thập nhất phẩm Đan Vương rồi, đến cùng thật hay giả, là thật. Vân Phi Dương liên tiếp 10 ngày từ nhị phẩm chân đan luyện chế đến thập nhất phẩm chân đan, hình ảnh đã truyền đến tổng bộ Hiệp hội Đan Đạo. Má nó, quá kinh khủng, tên kia còn là người sao? Chuyện Vân Phi Dương trong thời gian cực ngắn chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương truyền khắp dược giới gây nên oanh động hoàn toàn không kém gì việc đơn đấu với 70, thiên tôn trong Thượng Càn Đan Cung một năm trước. Điều này không sai, ngay cả giới chủ dược giới biết được việc này cũng cả kinh. Tiểu tử đồ đệ kia của thần nông thị không phải tư chất tam lưu à? Như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến thập nhất phẩm đan vương rồi? Nếu Vân Phi Dương như nghe được câu này, khẳng định sẽ sụp đổ. Đại gia ơi, ta trước kia khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn đó, hiểu không, hiểu không? Thất sách a, thất sách, lại an bài tiểu tử kia vào Tam Lưu Linh Đan Tông, bất quá còn tốt, hắn dựa vào năng lực của mình tiến vào nhất lưu Thượng Càn Đan Cung a. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào thập nhất phẩm đan vương. Kẻ này hẳn có kỳ ngộ khác, giới chủ đúng là giới chủ, phán đoán không sai, nhưng sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ dung hợp đan đạo kết tinh của một ngũ phẩm đan đế. Tin tức kình bạo có quan hệ với Vân Phi Dương cũng truyền đến thần Đan Minh khiến cho minh chủ thần Đan Minh, Bắc Minh Phách lộ sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn không để người trẻ tuổi tên Vân Phi Dương vào mắt, đơn giản chỉ là võ đạo có chút cao. Hiện tại khác biệt, không chỉ có thực lực gần bán tiên còn có đan đạo thực lực thập nhất phẩm đan vương, cái này so với đại đệ tử Huyền Cửu Trọng thật không sai biệt bao nhiêu, không nghĩ tới Thượng Càn Đan Cung vậy mà xuất hiện thiên tài như thế, đáng tiếc, thần Đan Minh ta không thể sử dụng a. Bắc Minh Phách có chút tiếc hận, nhưng vào lúc này, một trưởng lão đi vào trong điện, chắp tay nói, Minh Chủ, Cửu Trọng còn đang bế quan, còn đang bế quan. Bắc Minh Phách khẽ nhíu mày, từ khi đi lĩnh dược sơn mạch trở về, thủ tịch đại đệ tử này vẫn đang bế quan, không biết hắn đang làm gì. Hô, đột nhiên, khí lãng cường thế truyền đến từ trong đại điện, Bắc Minh Phách nao nao, chợt mỉm cười, khí tức thật mạnh, có người muốn đột phá. Đệ tử thần Đan Minh cảm nhận được cổ khí tức kia không khỏi động dung, một trưởng lão bán tiên còn hưng phấn nói, có người muốn đột phá bán tiên, cái gì? Sắc mặt mọi người đại biến, xoát, vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra từ đình viện, treo giữa không trung, quanh thân tản ra khí tức bán tiên cấp, là đại sư huynh, mọi người cả kinh hô, trong ánh mắt lóe ra sùng bái nóng rực, thần Đan Minh chúng ta lại sinh ra một cường giả bán tiên rồi. Cửu Trọng là đệ tử đột phá đến bán tiên nhanh nhất trong mấy vạn năm nay của thần Đan Minh ta. Một trưởng lão đứng ngoài đại điện tươi cười nói, Huyền Cửu Trọng giữa không trung, tóc đen tung bay, khóe miệng hơi dương lên hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Hô, bán tiên khí mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập, Bắc Minh Phách biến sắc, cả kinh hô, khí tức thật hùng hậu, tuyệt không phải vừa bước vào nhất phẩm bán tiên đơn giản như vậy, xem ra, hắn thu được võ đạo cơ duyên tại lĩnh vực sơn mạch a. Không sai, Huyền Cửu Trọng thu hoạch được cơ duyên. Mà cơ duyên này chính là võ đạo kết tinh của Quân Lăng Thiên, thành như Vân Phi Dương nói, tên này không có tâm pháp nghịch thiên như nghịch thiên quyết, dùng một năm cũng chỉ có thu được một phần mười năng lượng, nhưng dù một phần mười cũng đủ để Huyền Cửu Trọng từ thiên tôn đại viên mãn bước vào bán tiên, thậm chí, không kém gì các trưởng bối nhất phẩm bán tiên trong tông môn, tiếp tục hấp thu võ đạo kết tinh còn thừa, chắc sẽ đủ giúp ta trong mấy chục năm ngắn ngủi đột phá đến tam phẩm bán tiên trở lên, Huyền Cửu Trọng nói thầm. Nhưng nhớ tới thứ tiên khí, Lăng Thiên chiến tích bị Vân Phi Dương cướp đi, trong ánh mắt phun ra lửa giận mãnh liệt, tiểu tử, đang đấu chính là tử kỳ của ngươi,
Huyền Cửu trọng nổi sát tâm, Thượng Càng Đan Cung, diễn võ trường. Vân Phi Dương mặc đạo bào ngạo nghễ đứng, đẹp trai rối tinh rối mù, mà bốn phía hắn, bọn người Phượng Minh đang sùng bái nhìn lấy. Khụ khụ, Diêm Tam Tỉnh mở miệng, Vân Sư Huynh, lần này tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung cũng đại biểu cho Thượng Càng Đan Cung, nhất định phải giành được thắng lợi. Được, Vân Phi Dương gật đầu, ừng ực, Tửu Bán Tiên uống một hớp rượu, không nhịn được nói, không phải đi giao đấu thôi à, phô trương tiễn đưa như vậy thật không tưởng nổi. Ê, Diêm Tam Tỉnh rất cứng nhắc. Tửu Bán Tiên cất hồ lô rượu vào trong ngực, nói, đồ nhi, chúng ta đi. Vâng, Vân Phi Dương nói, Vân Sư Thúc, cố lên. Vân Sư Thúc, cố lên, dưới sự đưa tiễn của chúng đệ tử, Vân Phi Dương theo Tửu Bán Tiên bay khỏi Thượng Càng Đan Cung. Trên đường đi, Thu Y Thủy Thủy chung cúi đầu, sau cùng lấy hết dũng khí, nói, tại sao muốn mang ta đi Nguyệt Hoa Đan Cung? Hắn biết rất rõ mình từng là đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung, ở nơi đó không chỉ bị đoạt Hỗn Độn Hỏa, còn bị trục xuất khỏi sư môn, quả thật là mảnh đất thống khổ. Vân Phi Dương nói, cô bị bọn họ đuổi ra, ta mang cô giết qua, để bọn họ sám hối vì sai lầm năm đó. Nghe ra ý hắn muốn dẫn Thu Y Thủy đi Nguyệt Hoa Đan Cung đánh mặt, Thu Y Thủy đắng chát cười một tiếng, tâm lý lại rất cảm kích, mà Vân Phi Dương còn lại nói, Y Thủy, cô nói ta tới Nguyệt Hoa Đan Cung, ngược đệ tử trước, hay ngược trưởng lão, hay ngược cung chủ đây? Tửu Bán Tiên đi phía trước hớp một ngụm rượu, nhếch miệng cười nói, toàn ngược, được, toàn ngược. Nguyệt Hoa Đan Cung, một trong nhất lưu tông môn dược giới, bàn về tư lịch, kém xa Thượng Càng Đan Cung, nhưng luận danh khí, lại cao hơn không ít. Vì cái gì? Bởi vì Huyền Cửu trọng, thế nhân đều biết, Đan Vũ Thiên tài mạnh nhất dược giới xuất từ Nguyệt Hoa Đan Cung, sau khi bị một nữ đệ tử phản bội hôn ước mới tìm thần Đan Minh nương tựa, đến dạng tuyệt thế thiên tài như Huyền Cửu trọng mà không lưu lại được, Nguyệt Hoa Đan Cung luôn bị các thế lực khác ở dược giới chế giễu, đến mức vài chục năm nay, đường đường nhất lưu tông môn lại rất khó ngẩng đầu trước mặt rất nhiều thế lực, nhưng mỗi lần nghe được tin tức Huyền Cửu trọng tăng tiến tu vi, cả tông môn một mảnh hoan hô. Nói thật, tình huống Nguyệt Hoa Đan Cung rất giống Linh Tiêu phái năm đó, đều mất đi một tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng khác biệt, Linh Tiêu phái tự đuổi Vân Phi Dương ra, có thể nói, tự gây nghiệp. Huyền Cửu trọng rời đi nhìn như vì bị vị hôn thê gây thương tích, chỉ có thể chuyển tông môn, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là một kế hoạch. Ở trên đời này, đáng sợ nhất không phải những võ giả một lời không hợp thì chém chém giết giết, cũng không phải hoàng khố hung hăng càng quấy, mà chính là hạng người như Huyền Cửu trọng, có tâm cơ, tính kế âm hiểm xảo trá. Nguyệt Hoa Đan Cung bi kịch, qua nhiều năm như vậy thủy chung mơ mơ màng màng, cho tới bây giờ còn căm hận nữ đệ tử trước đó đã để bọn hắn bỏ lỡ siêu cấp thiên tài, Thu Y Thủy. Dùng theo lời Vân Phi Dương thì tất cả là một đám ngu bức, đối đãi ngu bức, phương pháp tốt nhất là hung hăng, mãnh liệt đánh trên mặt bọn họ, đánh cho bọn hắn tỉnh táo lại. Cho nên, trên đường tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung, Vân Phi Dương đã quyết định, điều đầu tiên muốn làm sau khi đến đó là gây sự. Nguyệt Hoa Đan Cung tọa lạc ở Nguyệt Hoa Sơn, phong cảnh tươi đẹp, tựa như thế ngoại đào nguyên, mà trên đường thông đến Sơn Môn, một nam một nữ đang song song hành tẩu, nam anh tuấn uy vũ bất phàm, nữ lụa mỏng che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng nhìn tư thái, nhất định là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Hiển nhiên, đây chính là Vân Phi Dương cùng Thu Y Thủy. Vì sao Thu Y Thủy muốn che mặt, là không tiện xuất đầu lộ diện, hay có chút sợ hãi, có chút nhát gan? Nguyệt Hoa Đan Cung là địa phương nàng sinh hoạt thật lâu, có trí nhớ tốt đẹp cũng có kỷ niệm thống khổ. Nếu như không phải Vân Phi Dương, chắc nàng mãi mãi sẽ không trở về mảnh đất thương tâm này đâu. Đi trên thềm đá quen thuộc, Thu Y Thủy trong lúc mơ hồ hồi tưởng lại một vài chuyện. Năm đó, trong lòng nàng vô hạn hướng tới đan đạo, cạnh tranh cùng vô số đan giả tiến vào Nguyệt Hoa Đan Cung. 10 năm như một ngày đắm chìm trong đan đạo, lần lượt siêu việt đồng môn, trở thành người nổi bật. Khi đó Thu Y Thủy xem Nguyệt Hoa Đan Cung như nhà mình, xem người bồi dưỡng mình làm cung chủ như chí thân. Dù đính hôn cùng Huyền Cửu trọng là do phụng mệnh phía trên cũng không oán giận, nhưng khi nàng mất Hỗn Độn Hỏa, tư chất đan đạo bị phong ấn, đan thuật rớt xuống ngàn trượng, đồng môn nịnh nọt đủ kiểu trước kia đổi một bộ mặt khác, không thèm nhìn tới. Ngay cả cung chủ ân trọng như sơn cũng lạnh lùng như băng, sau khi Huyền Cửu trọng gia nhập thần Đan Minh, khu trừ mình ra khỏi tông môn. Bao nhiêu ngày đêm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, có ủy khuất, có hận, lại không thể nào phát tiết. Thu Y Thủy rất bi kịch, nhưng cũng may mắn, bởi vì nàng gặp được Vân Phi Dương, nam nhân này nhẹ nhàng kéo tay nàng, nói, đừng sợ, có ta đây. Thanh âm êm dịu ẩn chứa một cổ ma lực truyền vào tai Thu Y Thủy để tâm cảnh đang ba động của nàng dần bình tĩnh lại. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, một đệ tử trong đám canh trước sơn môn quát, đây là Nguyệt Hoa Đan Cung, người không phận sự miễn vào, người không phận sự miễn vào. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo nhìn về bọn họ, thản nhiên nói, lăng, ầm ầm,
sơn môn bị đả kích trầm trọng, ầm vang đổ sụp, rất nhiều đệ tử bị đánh bay hơn 10 trượng, từng tên thổ huyết ngã xuống đất. Thu Y Thủy ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, Vân Phi Dương vừa tới Nguyệt Hoa Đan Cung, một lời không hợp đã đánh nát sơn môn. Tử Bán Tiên núp trong bóng tối đang chuẩn bị uống một hớp rượu thấy gặp sơn môn vỡ nát, bụi đất tung bay, há hốc mồm, đồ nhi của ta, ngươi đây không phải ngược, ngươi đây đang muốn diệt môn người ta, trong thiên địa này, chỉ cần có đường, lão tử đều có thể đi, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, phách lối, bá khí, ngưu bức, xoát, xoát, nhiều đệ tử trong núi lao xuống, nhìn thấy sơn môn bị hủy, từng người phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Ta rất ưa thích ánh mắt phẫn nộ đến muốn giết ta nhưng lại không làm gì được ta này. Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương bạo phát thần uy, trong nháy mắt tràn ngập ra để những đệ tử đang phẫn nộ khó có thể chống cự áp lực, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Có thể hắn cố ý để những đệ tử này quỳ bái Thu Y Thủy. Ta không biết, bọn họ có cười nhạo cô trước kia hay không, cho nên, chỉ có thể cùng một chỗ quỳ xuống chịu tội với cô thôi. Vân Phi Dương nói, Thu Y Thủy ngây người, xoát, xoát, nhưng vào lúc này, một vài trưởng lão từ đại điện Nguyệt Hoa Đan Cung bay tới, phẫn nộ quát, người nào lớn mật dám đến dương oai tại Nguyệt Hoa Đan Cung ta, hô, vừa dứt lời, cự đại trưởng ấn xuất hiện trên không bọn họ, Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ xuống như vỗ một con ruồi, đập toàn bộ xuống mặt đất, phốc, phốc, mấy tên trưởng lão cùng phúng máu tươi, ánh mắt hiện ra tia hãi nhiên, hiển nhiên, đã phán đoán ra, người trẻ tuổi đến dương oai có thực lực rất kinh khủng, các đệ tử đang chạy đến thấy các trưởng lão nhà mình ngã xuống đất thổ huyết. Nhao nhao ngừng bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, Chí Tôn, Thiên Tôn cấp trưởng lão đều bị ngược dễ như trở bàn tay, mình đi lên chẳng phải chịu chết. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương đứng trước sơn môn vỡ vụn, đối mặt mấy ngàn tên đệ tử, hình ảnh vô cùng cường thế, khắp dược giới, còn có ai dám một người đứng trước sơn môn nhất lưu tông môn để rất nhiều đệ tử kinh hồn bạc vía đây. Xoát, đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra, quanh thân bộc phát ra khí tức Thiên Tôn đại viên mãn, rõ ràng là cung chủ Thượng Càn Đan Cung, Ái Thiên Đạo. Người này lúc trước là đại trưởng lão, sau khi Huyền Cửu Trọng rời đi, liên thủ một vài trưởng lão, vạch tội cung chủ trước, thành công lên vị. Thu Y Thủy nhìn thấy Ái Thiên Đạo, ánh mắt hiện lên tia căm hận, năm đó mình bị đuổi ra cũng do hắn đề nghị, mà hôn ước cùng Huyền Cửu Trọng cũng do hắn đề nghị với cung chủ, mục đích là muốn lung lạc thiên tài. Về sau, Huyền Cửu Trọng đánh cắp hỗn độn hỏa của mình, đầu nhập thần đan minh, hắn liền chuyển đầu mâu đến trên người mình. Vân Phi Dương cảm nhận được hận ý phát ra quanh thân Thu Y Thủy, lạnh lùng nhìn về phía Ái Thiên Đạo, nói, ngươi đắc tội qua nữ nhân của ta. Thu Y Thủy đỏ mặt, tuy biết Vân Phi Dương lấy cớ này để gây phiền phức cho Nguyệt Hoa Đan Cung, nhưng nghe thế, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, đắc tội nữ nhân hắn. Ái Thiên Đạo lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Thu Y Thủy, thông qua mạng che mặt, thấy rõ chân dung, thần sắc biến đổi, cả kinh hô, là ngươi. Thu Y Thủy nói, là ta. Đang khi nói chuyện, để lộ mạng che mặt, hiển lộ ra dung nhan tuyệt mỹ không thể bắt bẻ. Nhưng bị hận ý bao phủ, các đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung khi nhìn rõ dung mạo Thu Y Thủy, từng người ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện vẻ khó tin. Thu Y Thủy trái với cung quy Nguyệt Hoa Đan Cung, kể từ hôm nay, trục xuất khỏi sư môn. Trong đại điện, một lão giả nghiêm nghị ngồi trên chủ vị lãnh đạm nói, Thu Y Thủy lung la lung lay đứng lên từ dưới đất, nước mắt rơi như mưa đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, những trưởng lão đã từng hòa ái dễ gần vô cùng lạnh lùng nhìn nàng, Thu sư tỷ cũng thật là... chỉ vì ý nghĩ của chính mình mà tổn thương tâm Huyền sư đệ, từ đó tìm thần đan minh nương tựa. Phi, nữ nhân này từ giờ trở đi không còn là sư tỷ của chúng ta nữa, chỉ là một phế nhân vô dụng. Thu Y Thủy ngơ ngơ ngác ngác đi trong Nguyệt Hoa Đan Cung, tất cả đồng môn đã từng cung kính, sùng bái mình đều đã đổi một bộ mặt khác, bọn họ đang thoá mạ, đang lạnh lẽo nhìn mình. Trên đường thông hướng sơn môn chỉ có trăm trượng nhưng lại tựa như chân trời góc biển đối với Thu Y Thủy. Ta không sai, tại sao bị trục xuất khỏi sư môn? Ta đã từng giúp bọn hắn giải hoặc đan đạo, chỉ điểm đan đạo không đủ, tại sao như vậy đối với ta, chẳng lẽ đây chính là câu nói, địa vị không còn, mọi người kinh khi sao, ào ào, mưa to như trút nước, Thu Y Thủy như du hồn đi trên sơn đạo, trên gương mặt không phân rõ nước mưa hay nước mắt, nhiều năm về sau, nàng lần nữa đứng trước sơn môn, đứng trên sơn đạo đã từng ngơ ngơ ngác ngác đi qua, trút bỏ lụa mỏng, hiển lộ ra gương mặt căm hận, mà những tư cách trưởng bối đó đệ tử cùng trưởng lão. Thấy rõ Thu Y Thủy khuôn mặt, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt lóe ra khó có thể tin, là nàng, Thu Y Thủy, những năm gần đây, đám đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung vẫn còn căm hận, thoá mạ nàng, bởi vì, một đan đạo thiên tài mạnh nhất đã rời đi vì nàng. Cho đến hôm nay, Nguyệt Hoa Đan Cung vẫn bị rất nhiều thế lực chế giễu, khó có thể ngẩng đầu thấy người, mà mỗi lần truyền đến tin tức Huyền Cửu Trọng,
căm hận của bọn họ đối Thu Y Thủy chỉ tăng không giảm, mà bầu không khí như thế này thật lâu chưa tiêu, đến mức đệ tử nhập môn sau cũng bị cảm nhiễm. Ái Thiên Đạo lạnh lẽo âm u nói, nghiệt đồ, người còn có mặt mũi đến Nguyệt Hoa Đan Cung. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một cánh tay vô tình vung đến, hung hăng tát trên mặt tên cung chủ này. Ba, tiếng vang thanh thúy truyền lại, Ái Thiên Đạo bụng mặt, con người lấp lóe vẻ chấn kinh, người trẻ tuổi kia xuất thủ quá nhanh, nhanh đến nỗi mình không bắt được, hắn là bán tiên. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên, hung hăng quất tới, trực tiếp đánh bay Ái Thiên Đạo ra ngoài, phun máu ngã xuống đất, ngươi. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, giơ chân, hung hăng đạp xuống, nói, nữ nhân của ta tại sao không có mặt mũi đến đây. Bành, một chân đạp lên bụng Ái Thiên Đạo, để hắn lần nữa thổ huyết, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Mắt thấy cung chủ bị cùng loạn vô tình, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão trợn tròn mắt, không nghĩ tới nữ nhân bị khu trục khỏi sư môn kia xuất hiện lần nữa lại có nam nhân cường thế như vậy đi theo. Xoát, đột nhiên, một đạo hắc ảnh bay tới từ trong hậu sơn, phẫn nộ quát, tiểu bối, thôi cuồng, hô, khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng như hồng thủy cuốn tới, là thái trưởng lão, mọi người hưng phấn, nhưng hưng phấn chỉ một lát, bởi vì người trẻ tuổi phóng ra một bước, thuộc tính quanh thân phun trào, hóa thành một tôn pháp tướng cự đại ngang nhiên nghênh đón. Bành, bạo hưởng truyền đến, thái trưởng lão còn chưa hiển hiện bóng người tựa như bị trọng thương, thân thể lui nhanh ra sau cùng lão đảo rơi trên mặt đất, giác, hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử thấy trưởng lão bị đánh lui thần sắc hãi nhiên, thái trưởng lão bán tiên cấp cũng không có chiếm được tiện nghi, tên kia quá mạnh, tử bán tiên xa, cũng có chút chấn kinh thầm nghĩ, thực lực đồ nhi này của ta đề cao hơn một năm trước không ít, chắc đã lĩnh ngộ thượng càng tiên công đến tầng thứ nhất. Thái trưởng lão nhất phẩm bán tiên, Tôn Diệu Minh ổn định thân thể, áp chế khí huyết lăn lộn trong người, vẻ mặt nghiêm túc nói, xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh, lúc xuất hiện xưng Vân Phi Dương tiểu bối, bây giờ đổi thành các hạ, điều này chứng minh, thái trưởng lão ý thức được thực lực đối phương trên mình. Vân Phi Dương lôi kéo ngọc thủ Thu Y Thủy, nói, đại đệ tử Linh Đan Tông, đồ đệ tử bán tiên thượng càng đan cung, Vân Phi Dương, lời vừa nói ra, sắc mặt các đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung xôn xao đại biến. Ái Thiên Đạo nằm rạp trên mặt đất thổ huyết cũng chấn kinh, khó trách mạnh như thế, khó trách thái trưởng lão đều rơi xuống hạ phong, nguyên lai tên này chính là Vân Phi Dương đã đoạt thứ tiên khí trong tay Huyền Công Tử. Sắc mặt Tôn Diệu Minh khó coi nói, Nguyệt Hoa Đan Cung ta từ trước đến nay không có ân oán cùng Thượng Càn Đan Cung, ngươi có ý gì? Vân Phi Dương nói, chỉ khó chịu các ngươi năm đó đuổi nữ nhân ta ra thôi. Hắn lời nói hiểu rất rõ, ta chính là vì ta nữ nhân, đến cố ý tìm phiền toái. Tôn Diệu Minh nhìn về phía Thu Y Thủy, cả giận quát, nàng này năm đó phạm sai lầm, bị khu trục, hợp tình hợp lý, ngươi đánh tới như vậy là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, dẫm trên mặt đất, lực lượng cường đại bạo phát, lan tràn bốn phía, hưu, hưu, lực lượng cường đại khiến cho mặt đất chấn động, mấy ngàn đệ tử đứng đằng xa bị chấn động bay lên, không sai, ta muốn đến khi phụ các ngươi đó, một tiếng gầm vang lên, các đệ tử chấn lên không như bị thương nặng trước ngực, thổ huyết bạo bay ra ngoài. Vân Phi Dương dùng lực lượng vừa đến, chỉ đánh sấp, không có thương tổn tánh mạng. Tôn Diệu Minh thấy thế, lửa giận ngút trời, tiếp theo bạo phát toàn bộ tu vi, hiển nhiên, muốn liều mạng cùng Vân Phi Dương, bị người hủy sơn môn, đệ tử lại bị đánh, thân là thái trưởng lão, khẳng định không nhẫn được. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, tử bán tiên bay tới, cười nói, lão Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tử bán tiên, ánh mắt Tôn Diệu Minh như phun lửa, nói, cử động lần này của đồ nhi là muốn đại biểu thượng càng đang cung tuyên chiến với Nguyệt Hoa Đan Cung ta sao? Không phải, không phải, tử bán tiên lắc đầu, nhưng giả bộ khiển trách Vân Phi Dương, đồ nhi, chúng ta đến đang đấu, không phải đến ẩu đả. Ba, Vân Phi Dương vỗ trán, nói, không sai, không sai, tự dưng quên mất chính sự ta, nghĩ một hồi lại chắp tay nói, lỗ mãn quá, xin hãy tha lỗi. Tôn Diệu Minh kém chút thổ huyết, hủy sơn môn ta, ngược đệ tử, trưởng lão cùng cung chủ, ngươi vậy mà còn dám xin thứ lỗi, có xấu hổ hay không? Đừng nói đến Vân Phi Dương, bởi vì hắn đã sớm không có mặt mũi, nếu không sẽ không một lời không hợp thì đã ngược toàn bộ Nguyệt Hoa Đan Cung đâu. Tử bán tiên hòa giải, lão Tôn ơi lão Tôn, đồ nhi này của ta lỗ mãn, ngươi chớ để trong lòng. Nguyên lai còn có một lão già không biết xấu hổ, đồ đệ náo đến nước này còn bảo người ta chớ để trong lòng. May mà Tôn Diệu Minh là nhất phẩm bán tiên, đổi lại người khác, tâm cảnh có lẽ đã bất ổn, có thể bị hai sư đồ không biết xấu hổ này tươi sống tức chết. Sự việc phát triển đến đây, làm sao bây giờ? Người thông minh đều biết Vân Phi Dương rất cường thế,
lúc này có thể làm cũng chỉ đành mượn cây thang do Tử Bán Tiên đưa tới, tranh thủ thời gian xuống đài. Nguyệt Hoa Đan Cung làm nói tiếp nhận đang đấu giữa Vân Phi Dương và Huyền Cửu Trọng, chính thức nghênh đón nhân vật chính đầu tiên. Bi kịch là, nhân vật chính đến đang đấu này một lời không hợp đã hủy sơn môn, sau đó còn ngược tất cả mọi người trong Nguyệt Hoa Đan Cung. Tuy tự mình động thủ sửa chữa sơn môn đẹp đẽ như thương, cũng liệu thương cho các đệ tử bị thương, nhưng cũng là sỉ nhục trần trụi. Cái này không sai. Vân Phi Dương đi vào Nguyệt Hoa Đan Cung 3 ngày, ngẫu nhiên tản bộ trong cung, rất nhiều đệ tử trốn tránh, vụng trộm nhìn hắn hầm hầm. Y Thủy, hoàn cảnh nơi này không tệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Đi vào một đình đá, Vân Phi Dương cười nói, ừm. Thu Y Thủy gật đầu, hai người ngồi trong thạch đình thưởng thức phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm, Vân Phi Dương Thủy chung lôi kéo tay Thu Y Thủy, trong ngôn ngữ, ánh mắt, quan tâm đầy đủ. Nữ đệ tử đi ngang qua không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một nữ nhân đã bị khu trục đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể dây dưa với thiên tài như Vân Phi Dương a? Nữ đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung rất nhiều, các nàng nhìn Vân Phi Dương yêu thương Thu Y Thủy, nhất thời khó chịu. Huyền Cửu Trọng năm đó, dù tướng mạo hay tư chất đều thuộc dạng đứng đầu Nguyệt Hoa Đan Cung để các nàng ái mộ không thôi. Thu Y Thủy cùng Huyền Cửu Trọng định ra hôn ước khiến cho rất nhiều nữ đệ tử sinh ra hận ý. Bàn về tư chất và đan đạo, các nàng không bằng Thu Y Thủy, chỉ có thể mặt ngoài nịnh nọt, âm thầm nguyền rủa. Về sau, Huyền Cửu Trọng đầu nhập thần Đan Minh, Thu Y Thủy bị khu trục khỏi tông môn, rất nhiều nữ đệ tử liền xé nát khuôn mặt ngụy trang. Các nàng cho rằng, đời này của Thu Y Thủy đã xong, về sau nhất định không còn là người cùng một thế giới với mình. Vạn vạn không nghĩ đến, nàng trở về, còn mang theo nam nhân của mình. Mà Vân Phi Dương này bàn về tướng mạo còn đẹp trai hơn Huyền Cửu Trọng, khí chất, võ đạo và đan đạo tư chất cũng sàng sàng nhau. Thu Y Thủy kia đến cùng có tài đức gì để cho nam nhân ưu tú như thế quan tâm nàng như thế. Tâm ghen ghét của nữ nhân có lúc còn mãnh liệt nam nhân, cho nên, Vân Phi Dương càng tốt với Thu Y Thủy, càng để nữ đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung khó chịu. Khó chịu thì đúng rồi, Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy cố ý diễn cảnh này trước mặt công chúng, chỉ vì muốn chọc tức những đệ tử này. Ta nhàm chán vậy đó, ta thích xem biểu cảm khi các ngươi rất căm hận nhưng lại không thể làm gì kia. Vân Phi Dương đến làm trên không Nguyệt Hoa Đan Cung tràn ngập từng tầng oán khí vô hình, không có cách, đã đối ngoại tuyên bố cung cấp sân bãi cho đan đấu, đu ái thiên đạo không thoải mái cũng phải phân phó đệ tử bố trí sân bãi đan đấu cho chu đáo. Trải qua mấy ngày bố trí, trên chủ diễn võ trường bố trí ra một đan đài to lớn, không bao lâu, các đại thế lực đến từ trời Nam đất Bắc cùng nhóm đan giả đã nhao nhao chạy tới. Ủa, hình như sơn môn Nguyệt Hoa Đan Cung mới sửa chữa lại nghe, kỳ quái. Ta nhớ sơn môn bọn họ mới cải tạo mấy chục năm trước mà, nhanh như vậy đã sửa nữa, tình huống như thế nào đây? Có tiền, tùy hứng. Rất nhiều người đến đây quan sát đấu đang lắc đầu, sau đó tiến vào trong. Ngắn ngủi 2 ngày, người đến quan sát Vân Phi Dương cùng Huyền Cửu Trọng thi đấu đã đạt đến mấy vạn. Còn có rất nhiều còn đang đi đường, thô sơ giản lược tính toán thì chỉ sợ vượt qua 10 vạn. Số lượng này chỉ đại biểu tiến vào Nguyệt Hoa Đan Cung, thân phận bọn họ đều cao quý, rất có năng lượng. Dưới chân núi, đan giả không quyền không thế đã hơn 100 vạn. Theo bọn họ suy đoán, cấp bậc đang đấu như Huyền Cửu Trọng và Vân Phi Dương, khẳng định sẽ có hình ảnh màn sáng. Quả nhiên, ngày thứ hai, một tòa cự đại màn sáng tại xuất hiện trên bầu trời Nguyệt Hoa Sơn, ngàn dặm xung quanh đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chật chật, Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng vừa xuất hiện, cười nói, vẫn rất long trọng. Có thể, Tử Bán Tiên sau khi ực một hớp rượu, nói, ngươi cùng Huyền Cửu Trọng đang đấu là giao phong đan đạo mạnh nhất thế hệ trẻ. Mạnh nhất, Vân Phi Dương cười tà, tên kia trước mặt ta, không xứng với hai chữ mạnh nhất, ha ha ha, Tử Bán Tiên nhếch miệng cười khen, vi sư thì thích tính cách phách lối cuồng vọng này của ngươi, đồ nhi, nói cho vi sư nghe ngươi nắm chắc mấy thành khi đang đấu với Huyền Cửu Trọng, Vân Phi Dương nói, 10 thành, Tử Bán Tiên cười nói, vậy thì tốt, vi sư chờ mong ngươi biểu hiện đặc sắc, Vân Phi Dương cười nói, sẽ không để cho lão thất vọng, hưu, hưu, nhưng vào lúc này, bầu trời nơi xa xuất hiện vài đạo lưu quang, bộc lộ ra khí tức cường thế, Huyền công tử đến, có người hô, xoát, xoát, rất nhiều đan giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ các đạo lưu quang giảm bớt, bên trong một người chính là Huyền Cửu Trọng phong độ nhẹ nhàng, Minh chủ thần Đan Minh cũng đến, có võ giả phát hiện Bắc Minh phách phía trước Huyền Cửu Trọng, hửng, một bán tiên đến quan chiến khẽ cau mày nói, Huyền công tử đột phá đến bán tiên, thật đã bước vào bán tiên, một bán tiên khác ngưng trọng nói, mọi người đều kinh hãi. Huyền công tử còn chưa đến 1000 tuổi, tuổi tác như vậy đã đột phá đến bán tiên, quả thật đệ nhất nhân dược giới ta, rất nhiều đan giả sùng bái không thôi. Dưới vạn chúng chú mục, Huyền Cửu Trọng theo Minh chủ nhẹ nhàng rơi vào trên không Nguyệt Hoa Đan Cung, ánh mắt tự nhiên rơi vào chỗ đình viện Vân Phi Dương ở,
lửa giận bên trong thân thể đột khởi, nhưng sau một khắc, thần sắc lại ngốc trệ, bởi vì tại bên cạnh gia hỏa đáng giận kia, có một nữ nhân, Thu Muội. Huyền Cửu Trọng vui vẻ nói, tại sao nàng ở chỗ này? Nàng biết không, ta tìm nàng bao lâu nay à, Thu Muội, các đại thế lực trong cung trước tiên nghĩ đến Thu Y Thủy năm đó vứt bỏ Huyền Cửu Trọng, nữ tử này không phải bị đuổi ra à, sao lại xuất hiện ở Nguyệt Hoa Đan Cung, mọi người mờ mịt, có lẽ do Vân Phi Dương ở cạnh, Thu Y Thủy không còn cúi đầu, mà chính căm hận nhìn Huyền Cửu Trọng, tìm ta, là muốn giết ta. Để cho chuyện xấu xa ngươi đã từng làm vĩnh viễn không có người biết, Thu Muội, Huyền Cửu Trọng nói, tuy nàng rời đi, nhưng nàng vẫn là vị hôn thê của ta, là người ta yêu nhất, Huyền công tử thật sự si tình, bị nữ tử này phản bội còn nhớ mãi không quên như thế, mọi người cảm khái, ba, 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 đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, Vân Phi Dương cảm khái, Vân Phi Dương ta tự xưng vô sĩ nhất, không nghĩ tới trên đời này còn có người vô sĩ hơn ta a. Hắn ngẩng đầu, chân thành nói lời thật lòng, diễn kỹ của ngươi thật quá kém, nghĩ một lát, quét về phía đám người Ái Thiên Đạo đang đứng trong đại điện, chỉ cái đầu, nói, các ngươi bị người lừa gạt lâu như vậy, nơi này không phải đã bị chó ăn đó chứ, ngươi, Ái Thiên Đạo cùng các trưởng lão phẫn nộ không thôi, Vân Phi Dương cười nói, ta nói sai, không phải y quy cho chó ăn, mà tất cả chỉ là một âm mưu, mục đích để đoạt đi hỗn độn hỏa, Ái Thiên Đạo nghe vậy, ánh mắt nhoáng một cái, Huyền Cửu Trọng vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, Vân Phi Dương, đừng miệng lưỡi trơn tru, ba ngày sau, dùng thực lực đến phân cao thấp đi, Vân Phi Dương nói, ba ngày sau trên đan đài, ta sẽ dùng thực lực hung hăng nhục nhã tiểu nhân cực dối trá cực như ngươi, người này thật chảnh, đúng vậy, rất nhiều đan giả khó chịu, tuy một năm trước, Vân Phi Dương cùng loạn 70 thiên tôn, lại liên tục chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương chấn kinh dược giới, nhưng bọn hắn vẫn ủng hộ Huyền Cửu Trọng vô điều kiện, dù sao cũng là người địa phương, mà Vân Phi Dương có khả năng đến từ ngoại giới, Huyền Cửu Trọng trước mặt người khác cần phải gìn giữ phong độ. Không có đi để ý tới Vân Phi Dương mà nhìn về phía Thu Y Thủy, nói, Thu Muội, dừng lại, Vân Phi Dương ngăn cản, lạnh lùng nói, Y Thủy hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi đừng hô buồn nôn như vậy, nữ nhân của ngươi, Huyền Cửu Trọng khẽ nhíu mày, tiếp theo nhìn về phía Thu Y Thủy, giống như đang cầu xin chứng minh, Thu Y Thủy không nói, hiển nhiên ngầm thừa nhận, chật chật, Thu Y Thủy này vậy mà dính vào Vân Phi Dương, lợi hại, lợi hại, trên đời đáng sợ nhất là nữ nhân dung mạo xinh đẹp, lại có thủ đoạn như thế này, Huyền công tử cũng thế nữa, Thu Y Thủy đã làm ra sự tình trơ trẽn, cần gì phải để ý tới chứ, đúng đấy, mọi người nhỏ giọng nghị luận, ta hiểu, Huyền Cửu Trọng ôm nhu cười một tiếng, nói, chúc hai vị hạnh phúc, nói rồi phiêu nhiên rơi vào đại điện, Bắc Minh Phách cũng rơi xuống, nhưng trong lòng rất không minh bạch, mình đường đường là ngũ phẩm bán tiên lại nhìn không thấu cảnh giới tiểu tử kia, Cửu Trọng, hắn ngưng trọng nhắc nhở, kẻ này thâm bất khả trắc, thời điểm đang đấu không nên khinh địch. Huyền Cửu Trọng ứng một tiếng, linh hồn Vân Phi Dương cường hãn, hắn đã lĩnh giáo trong động phủ thần bí, nhưng lại không để trong lòng trong đang đấu, đơn giản cũng là nắm giữ tiên thiên chân hỏa và địa hỏa, không có gì để sợ hãi. Ba ngày sau, ta sẽ dùng đan đạo đánh tan tự tin của hắn trên đan đài. Một quan Huyền Cửu Trọng lãnh lệ, trong đình viện, Thu Y Thủy nói, Phi Dương, ngươi lúc trước nói tới âm mưu là có ý gì? Vân Phi Dương nói, Huyền Cửu Trọng đánh cắp hỗn độn hỏa của cô, rõ ràng sớm có dự mưu. Khẳng định có đồng lõa, đồng lõa. Ai đây? Thu Y Thủy bực tức nói, Vân Phi Dương nói, ta cần hiểu nhiều hơn mới có thể suy đoán ai là đồng lõa. Ta hiểu, Thu Y Thủy hơi chút trầm mặt, vẫn kể hết mọi chuyện ra không chút giấu giếm. Cuối cùng, Vân Phi Dương đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra mấy chục năm trước. Sự việc đại khái là thế này, bên trong thân thể Thu Y Thủy có hỗn độn hỏa, nhưng chuyện này Nguyệt Hoa Đan Cung không biết, bản thân nàng cũng chưa từng bại lộ qua. Dù tu luyện hay luyện đan đều lấy thiên địa hỏa, đến mức khi hỏa diễm mạnh nhất bị Huyền Cửu Trọng cướp đi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ, còn về làm sao bị cướp, nàng không nhớ, chỉ biết có một ngày đang tu luyện đột nhiên cảm thấy rã rời, sau đó sớm đi nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại, hỗn độn hỏa tự dưng biến mất, thiên địa hỏa và tư chất đan đạo bị phong ấn, thân thể cực độ suy yếu, mà phòng đang nằm cũng không phải phòng mình, mà là phòng của một tên sư đệ đồng môn, ngay tại thời điểm hỗn độn hỏa bị cướp, đan đạo tư chất bị phong ấn, đang thất kinh thì Huyền Cửu Trọng và một vài trưởng lão xông vào, thủ đoạn thật thấp, Vân Phi Dương lắc đầu, loại chuyện này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, Thu Y Thủy khẳng định bị hạ một loại dược nào đó mất đi tư duy, thừa dịp thời gian này, Huyền Cửu Trọng dễ như trở bàn tay cướp hỗn độn hỏa, sau đó ném vào phòng của người sư đệ kia, mà những trưởng lão đi theo Bắc Giang, hoặc thông đồng hết, hoặc bị Huyền Cửu Trọng xúi dục, Thu Y Thủy căm hận nói, mới đầu,
ta cho rằng hỏa diễm của mình đột nhiên biến mất, về sau biết được Huyền Cửu Trọng lấy hỗn độn hỏa đánh bại vô số đệ tử tại Thần Đan Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai do hắn trộm đi. Vân Phi Dương nói, cô xác định, hỏa diễm của cô ngay cả cung chủ trước cũng không biết, cung chủ khẳng định không biết. Thu Y Thủy nói, hỏa diễm áp đảo thiên giai cỡ nào rất ít xuất hiện tại dược giới, ta không dám bại lộ, sợ bị người khác nhầm ngó, vậy thì kỳ quái. Vân Phi Dương nâng cầm suy tư, đúng rồi, Thu Y Thủy nhớ tới cái gì, nói, ta từng thi triển qua hỗn độn hỏa một lần ở Hậu Sơn, sau đó kinh động không ít trưởng lão, bị phát hiện, hẳn là không. Thu Y Thủy nói, ta thu hồi hỏa diễm tức thời, sau đó rời khỏi phòng tu luyện, đại trưởng lão đi đầu chạy đến thấy không có dị dạng liền rời đi. Đại trưởng lão, là đương nhiệm cung chủ Ái Thiên Đạo. Ba, Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói, lão gia hỏa kia nhất định đã phát hiện ra hỗn độn hỏa, cố ý giả vờ không biết. Thu Y Thủy ngạc nhiên, Vân Phi Dương lại nói, cô không phải nói, Huyền Cửu Trọng là do hắn đưa vào Nguyệt Hoa Đan Cung à, không sai, hôn sự hai người các cô cũng do hắn một tay tác hợp, đúng, Vân Phi Dương cười nói, chắc hắn là một trong số trưởng lão theo Huyền Cửu Trọng xông vào phòng, có hắn, Vân Phi Dương cười nói, xem ra, cung chủ hiện nay hẳn là đồng lõa của Huyền Cửu Trọng. Thu Y Thủy trầm mặt, cố gắng nhớ lại hết thảy, nhớ tới, mình cùng Huyền Cửu Trọng đính hôn là do hắn cực lực tác hợp, mất đi hỗn độn hỏa, sau khi Huyền Cửu Trọng bi phẫn rời đi, hắn là người đầu tiên đưa ra ý đuổi mình, đại trưởng lão này không đơn giản nha. Vân Phi Dương cười nói, không chỉ trợ giúp Huyền Cửu Trọng thu được hỗn độn hỏa, còn thuận tay đẩy tiền nhiệm cung chủ rớt đài, mình ngồi lên chức cung chủ. Đúng rồi, hắn nói, tiền nhiệm cung chủ đâu? Thu Y Thủy lắc đầu, từ khi ta bị khu trục, chưa nghe nói qua bất cứ tin tức gì có quan hệ đến tiền nhiệm cung chủ. Đêm tối, Vân Phi Dương xếp bằng trong đình viện, giờ phút này hắn đang phóng thích linh hồn lực bao phủ cả Nguyệt Hoa Sơn. Nhờ vào nghịch thiên quyết vận chuyển, linh hồn hắn tràn ngập ra, dù Tử Bán Tiên và Bắc Minh Phách cũng không phát giác được. Mới đầu, Vân Phi Dương tính toán khóa chặt Ái Thiên Đạo, nhìn hắn có liên hệ cùng Huyền Cửu Trọng không, nhưng dù hai người thật có thương lượng, ý nghĩa không lớn, vẫn nên tìm tiền nhiệm cung chủ trước. Vân Phi Dương tăng tốc phóng thích linh hồn tìm kiếm cả tòa Nguyệt Hoa Sơn, đáng tiếc, không chút phát hiện nào, tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn hơn. Vân Phi Dương lần nữa lan tràn linh hồn, rất nhanh hắn đã có thu hoạch. Hoang Sơn Giả Lĩnh bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn mấy chục dặm, có dấu hiệu trận pháp tồn tại, bố trí trận pháp ở địa phương này, không phải rõ ràng muốn nói cho ta biết, bên trong cất giấu bí mật à. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, linh hồn bắt đầu thẩm thấu, rất thời gian ngắn, trận pháp đẳng cấp không quá cao đã bị phá giải, Vân Phi Dương linh hồn tiếp tục đi vào, phát hiện chỗ vách núi có một sơn động, trong động không lớn nhưng có đồ dùng sinh hoạt cùng một lão giả đầu bù tóc rối, hắn nằm trên giường, hô hấp yếu ớt, tựa như hấp hối. Vân Phi Dương xuất hiện trong sơn động, đi đến trước mặt lão giả đang hấp hối, đột nhiên nhíu mày lại, người này gầy như que củi, tay chân có vết thương, hiển nhiên, bị đánh gãy tứ chi. Lão giả nằm trên ván gỗ cảm thấy có người tới gần, suy yếu dương mắt, khi hắn phát hiện người đến rất xa lạ, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một chút hy vọng. Người trẻ tuổi, cứu, cứu ta, yết hầu run rẩy phát ra thanh âm yếu ớt lại khàn khàn. Vân Phi Dương lắc đầu nói, trạng thái ngươi quá kém, dù đang dược thượng đẳng cũng vô lực nghịch chuyển. Lão giả tóc xù nghe vậy, hy vọng đột nhiên sụp đổ, bất quá Vân Phi Dương đi tới, một tay đặt trên mạch đập hắn, nói, may mắn mà gặp được ta. Khi nói chuyện, sinh mệnh thuộc tính bàn bạc như sóng biển điên cuồng rót vào, bổ sung sinh mệnh lực cho hắn. Lão giả chấn động, đây là thuộc tính sinh mệnh, được sinh mệnh cường đại uẩn dục, lão giả sắc mặt đang tái nhợt dần hồng nhuận, kinh mạch bị hao tổn cũng nhanh chóng khép lại. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính gần như có khả năng khởi tử hồi sinh. Mấy canh giờ sau, được sinh mệnh thuộc tính uẩn dục, tinh thần lão giả ngày càng sung mãn, tay chân bị đánh gãy cũng triệt để khôi phục. Hắn đứng dậy, run run hai tay cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu cứu giúp, bị giam nhiều năm như vậy, hắn cho rằng vận mệnh mình đã kết thúc, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục sống, tiện tay mà thôi, Vân Phi Dương nói. Lời vừa nói ra, tâm thần lão giả chấn động, thầm nghĩ, người này có sinh mệnh thuộc tính, tất nhiên là đại nhân vật, Vân Phi Dương nói, nếu như không đoán sai, ngươi chính là cung chủ tiền nhiệm của Nguyệt Hoa Đan Cung, Yến Thượng Hải, vừa rồi lúc điều trị thương thế cho lão đầu, hắn phát hiện, trong đan điền người này có một loại nguyền rủa nào đó, phong ấn đan đạo cùng võ đạo, lời nguyền này giống nguyền rủa trong thân thể Thu Y Thủy, hiển nhiên, xuất phát từ một người, mở ra nguyền rủa, Vân Phi Dương phát hiện cảnh giới lão nhân này đạt tới nhất phẩm bán tiên, nếu như không nhìn nguyền rủa cũng có thể dựa vào thực lực lão suy đoán, lão là cung chủ tiền nhiệm của Nguyệt Hoa Đan Cung, Yến Thượng Hải giật mình. Tiểu hữu nhận biết lão hữu, Vân Phi Dương nói, lúc trước không biết, hiện tại đã biết,
Yến Thượng Hải ứng một tiếng, chợt trong ánh mắt lóe lên căm giận ngút trời. Vân Phi Dương nói, Yến cung chủ rơi vào tình trạng như thế chắc hẳn bởi vì ái thiên đạo, không sai. Yến Thượng Hải nắm đấm, cả giận nói, người này cấu kết thần đăng minh cướp vị trí tông chủ của ta. Vân Phi Dương nói, không dối gạt Yến cung chủ, ta đến cũng vì chuyện này. Yến Thượng Hải không có giấu giếm, nói ra sự việc vài chục năm trước, như Thu Y Thủy nói, vị bán tiên này cũng lâm vào hôn mê do một loại độc nào đó, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đan đạo và võ đạo bị phong ấn, ái thiên đạo bức bách, buộc giao ra vị trí cung chủ, đột nhiên nhường ngôi, khẳng định sẽ bị cao tầng sinh nghi, mà ái thiên đạo lại lấy lý do không thể lưu lại Huyền Cửu Trọng thuận lợi tiếp chưởng Hoa Nguyệt Đan cung, trước để Huyền Cửu Trọng trộm hỗn độn hỏa của Thu Y Thủy, sau diễn một màn kịch Huyền Cửu Trọng bị thương tiến vào thần đan minh, từ đó thuận lợi khống chế Yến Thượng Hải, mỗi một bước đều là kế hoạch. Vân Phi Dương lắc đầu, hảo thủ đoạn, bất quá, hắn có chút khó hiểu, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi còn sống mà không bị diệt khẩu. Yến Thượng Hải hơi chút trầm mặt, nói, tiểu hữu có chỗ không biết, Nguyệt Hoa Đan cung ta mặc dù không như thần đan minh nhưng có đan đạo thuật độc môn, không phải cung chủ, không thể tu luyện, lão hữu sở dĩ sống đến bây giờ vì một mực không có nói ra đan đạo thuật kia, thì ra là thế. Vân Phi Dương cười, Yến cung chủ nói một chút, đan đạo thuật độc môn của quý cung đi, cái này. Yến Thượng Hải trầm mặt, hoặc nói, hắn cảnh giác, âm thầm suy đoán, người này có phải do ái thiên đạo cố ý phái ra hay không, nghĩ như thế, càng thêm cảnh giác. Vân Phi Dương thấy hắn không nói, run run vai nói, đã không nói, vậy thì thôi, Yến cung chủ, theo ta đi gặp người quen. Người quen? Yến Thượng Hải ngạc nhiên. Trong đình viện, nghịch thiên quyết bao phủ, Yến Thượng Hải lặng yên không một tiếng động đi vào, khi hắn nhìn thấy Thu Y Thủy thần sắc đột nhiên ngốc trệ, đồng dạng, Thu Y Thủy cũng khẽ giật mình. Nàng xem cung chủ như phụ thân, bởi vì tất cả thành tựu đều nhờ hắn dạy bảo, nhưng cho đến khi mình bị đánh cắp hỏa diễm, bị phong ấn, thái độ trở nên cải biến, sau cùng còn đuổi mình ra. Một khắc này, Thu Y Thủy mới biết được, cung chủ mình xem như phụ thân sở dĩ quan tâm mình chỉ bởi vì đan đạo tư chất, mất đi thì đã không có bất kỳ giá trị gì. Hài tử, Yến Thượng Hải run rẩy nói, vì cái gì con lại trở về? Thu Y Thủy đau lòng, âm thanh này thật đáng nhớ, nếu không có bị khu trục, sợ rằng nàng sẽ bổ nhào qua, thúc thích trong ngực lão nhân. Thu Y Thủy nhịn xuống, trên mặt nàng không có bất kỳ tâm tình gợn sóng gì, thậm chí, xoay người sang chỗ khác. Yến Thượng Hải thở dài một hơi, Thu Thủy, Vân Phi Dương nói, Yến cung chủ năm đó giống cô cũng bị hạ độc, vì bảo toàn cô nên mới đuổi cô ra khỏi tông môn. Thu Y Thủy cứng ngắc, Vân Phi Dương nói, nếu không, cô sao có thể an toàn rời khỏi Nguyệt Hoa Đan cung, có thể sống đến bây giờ. Yến Thượng Hải yêu thương Thu Y Thủy, hắn không ngu nên sớm đã nhìn ra vài manh mối vốn hắn muốn điều tra việc này, nhưng bị ái thiên đạo tiên hạ thủ vi cường, khống chế mất. Yến Thượng Hải tự biết vô lực nghịch chuyển, chỉ có thể cầu xin đối phương, buông tha Thu Y Thủy. Ái thiên đạo vì lấy được độc môn đan thuật, lại nhận định Thu Y Thủy lật không nổi bọt nước, vì vậy mới tha cho nàng. Như thế mới có một màn Yến Thượng Hải lấy thân phận cung chủ đuổi Thu Y Thủy ra Nguyệt Hoa Đan cung. Nói đơn giản, đuổi Thu Y Thủy ra cũng hy vọng nàng rời khỏi nơi này, có thể sống sót. Bất quá, có một số việc, rất khó đoán trước, Thu Y Thủy chung hận ý trong lòng, ẩn vào Linh Tuyền Tông lại ngoài ý muốn kết bạn với Vân Phi Dương. Như thế, tiểu ngư trong mắt ái thiên đạo lại mang theo một đầu cá mập, mang theo sóng biển ngập trời giết trở lại Nguyệt Hoa Đan cung. Biết được cung chủ vì bảo toàn mình, nước mắt Thu Y Thủy rơi xuống, khóc như một đứa bé. Yến Thượng Hải tự trách, hài tử, là bản cung chủ sai, để con chịu oan mấy chục năm. Phù phù, hắn quỳ trên đất, hướng về Vân Phi Dương dập đầu. Vân thiếu hiệp, lão hữu từng này tuổi đã coi nhẹ hết thảy, nhưng xin ngươi rửa sạch oan khuất cho Y Thủy. Yến cung chủ, không thể, không thể. Vân Phi Dương vội vàng đỡ Yến Thượng Hải lên, nói, Y Thủy là nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn người nói xấu nàng, thương tổn nàng. Yến Thượng Hải khẽ giật mình, tiếp theo nhìn về phía Thu Y Thủy, cười nói, tốt, tốt, có câu nói này, lão hữu yên tâm. Ba ngày sau, sáng sớm, bên ngoài diễn võ trường Nguyệt Hoa Đan cung, đan giả đến từ bốn phía sớm đã chiếm cứ vị trí quan chiến có lợi nhất, bọn họ yên tĩnh chờ đợi giao đấu đặc sắc nhất diễn ra. Ông, trên không, hình ảnh trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển, hình ảnh trên đan đài hiện ra, đan giả trong ngàn dặm xung quanh đều có thể thấy, đan đài thật lớn, một người là đan vương thập nhị phẩm, một người là đan vương thập nhất phẩm, loại đan đấu cấp bậc này thật hiếm thấy. Bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn, rất nhiều đan giả tranh nhau nghị luận, chư vị, nhưng vào lúc này, một trưởng lão đi lên đan đài, lớn tiếng nói, hoan nghênh đến Nguyệt Hoa Đan cung quan chiến đan đấu của hai đan đạo thiên tài kiệt xuất nhất. Lời vừa nói ra để mọi người hừ lạnh không thôi, trong mắt bọn hắn,
Huyền Cửu Trọng có loại phong độ này, Đan Giả có khí độ, mới là thiên tài kiệt xuất, còn về Vân Phi Dương, tạm thời không xứng. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện quá đột ngột, lưu truyền tại dược giới đơn giản là sự tích hắn một người độc chiến 70 thiên tôn cùng bán tiên, võ đạo trâu, không phủ nhận. Nhưng nếu như chỉ từ Đan Vương nhất phẩm thăng lên Đan Vương thập nhất phẩm, vẫn không được bọn họ tán thành. Trên đài, trưởng lão cũng không nói nhảm, cất cao giọng nói, như vậy, cho mời hai vị Đan Giả lên đài. Nguyệt Hoa Sơn hoàn toàn yên tĩnh, Vân Phi Dương đi lên đầu tiên, hắn ngày hôm nay mặc một đạo bào, cổng kiếm đỏ thẫm, không thể không nói, rất có khí chất, rất đẹp trai, đáng tiếc, ra sân như thế để mọi người xem thường, nghĩ thầm, tham gia đang đấu còn đeo một thanh kiếm cổ quái, thật trang bức, rất nhiều nữ hài cũng lạnh nhạt, nói thật, nếu như Vân Phi Dương không phải khiêu chiến Huyền Cửu Trọng thần tượng toàn dân, lấy tướng mạo hắn, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít. Vân Phi Dương nhảy lên đan đài, tiêu sái hất tóc đen, tiên thiên chi hỏa phun trào, không chịu nổi, tên này quá trang bức, hừ, hy vọng lúc hắn đang đấu, có thế trang bức như vậy, mà không phải bị Huyền công tử ngược thương tích đầy mình. Mọi người dưới đài cười lạnh không thôi, bọn họ hâm mộ, tên này còn có thể tiêu sái trang bức, đổi lại người khác, căn bản không có mặt mũi làm được. Vân Phi Dương lên đài, Huyền Cửu Trọng cũng đến, hắn một thân đạo bào màu lam nhạt, trên mặt mang mỉm cười, qua, Huyền công tử đẹp trai quá, không được, ta kích động không thể hô hấp. Dưới đài rất nhiều tiểu muội mê trai ửng đỏ gương mặt, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, theo thanh âm reo hò, nghênh đón, lần đang đấu này, Huyền Cửu Trọng không thể nghi ngờ là tiêu điểm để vạn chúng chú mục, còn về Vân Phi Dương, căn bản không có người chú ý, không thể nói không vì ba thiên kiêu bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn đang ngó chừng hắn, còn tốt, sớm hoàn thành nhiệm vụ, bắt kịp đang đấu, Mã Thượng Tái cười nói, Huyền Cửu Trọng kia giống như đã đột phá đến bán tiên, Lý Tề Phi nói, ta nghe nói đám lão gia hỏa kia để mắt tới người này. Không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ được phong thiên kiêu, Sa Bảo Long nói, Mã Thượng Tái nói như vậy, hai người đang đấu, xem như đối kháng giữa thiên kiêu, ngựa, ngươi cảm thấy hai người ai thắng được trận này, Lý Tề Phi hỏi, nếu nhìn đan thuật, khẳng định là Huyền Cửu Trọng, dù sao thì hắn cũng xuất thân từ thần Đan Minh, còn có hỗn độn hỏa hiếm thấy, ta cũng cho rằng như vậy, Sa Bảo Long nói, Lý Tề Phi phủ quyết, ta luôn cảm thấy Vân Phi Dương này không đơn giản, hắn đã dám lấy đan đạo tiếp chiến. Chắc có chút tài năng, đến đi, Sa Bảo Long cười nói, trong mắt ngươi chỉ cần là võ giả đều không đơn giản, theo ta thấy, tiểu tử kia được phong làm thiên kiêu, nội tâm bành trướng cực độ, đầu óc phát sốt đáp ứng đang đấu thôi, Mã Thượng Tái đồng ý, lão Sa nói không sai, Lý Tề Phi lắc đầu không nói, Huyền Cửu Trọng lên đài, tiếng nghị luận bình tĩnh lại, hắn đi đến trước đan bàn, chắp tay nói, thần Đan Minh, Huyền Cửu Trọng, tự báo tông môn cùng tính danh, dù đấu võ hay đang đấu đều là một loại lễ nghi. Vân Phi Dương tuân thủ loại lễ nghi này, tất cao giọng nói, thành chủ Thiết Quốc thành vạn thế đại lục, tông chủ cùng tông tiểu thần giới, đại đệ tử Linh Đan tông dược giới, đồ đệ tử bán tiên thượng càng đan cung, Vân Phi Dương, mọi người co giật, mẹ nó, ào ào giới thiệu một hồi, tên này thật quá kỳ hoa, há, quên nữa, Vân Phi Dương lần nữa chắp tay nói, còn có chiến đấu chi thần thần giới, Vân Phi Dương, tên này, danh hào quá nhiều, nhưng khi hắn nói đến thần giới, nói đến chiến đấu chi thần, con ngươi Huyền Cửu Trọng hiện lên một tia dị dạng, tuy che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Vân Phi Dương bắt được, hắn thầm nghĩ, người này hẳn là người mang thần hồn, tên này đến từ vọng giới, ta nghe nói vị diện tự xưng thần này đã sớm bị hủy diệt một vạn năm trước, không nghĩ tới còn có người sống sót, cùng tông tiểu thần giới cũng là một tông môn thích tìm đường chết, khó trách cuồng vọng như thế, mọi người nghị luận, dù khoảng cách dị thường xa xôi, bọn họ vẫn nghe nói về vị diện ngông cuồng xưng thần, nghe nói qua tiểu thần giới. Còn về vạn thế đại lục, vị diện phàm giới cấp thấp thì chưa nghe nói qua, chật chật, Mã Thượng Tái cười nói, tên này danh hào không ít, xem ra, có cố sự rất đặc sắc, tự báo tông môn cùng tên, chính thức tiến vào đan đấu, mà hai người cũng đều đứng trước đan bàn, không thể không nói, lần đan đấu này quy cách cực cao, riêng cái bàn cũng đã dùng khoáng thạch hiếm thấy chế tạo, mà trước đan bàn, có rất nhiều giá thuốc, phía trên để dược tài phẩm chất cực cao, số lượng hơn vạn, đương nhiên. Đan giả quan tâm nhất là lần này đang đấu so làm sao, lại so đang dược gì. Rất nhanh, Nguyệt Hoa Đan Cung công bố quy tắc lần đang đấu này, một trận phân thắng thua, luyện chế đan dược là nhất phẩm kim đan. Công bố quy tắc xong, đám đan giả nhất thời trợn tròn mắt, trời ạ, lần đang đấu này vậy mà luyện chế kim đan. Đây chính là đan dược cấp đan đế, không có cảnh giới đan đế, có thể luyện chế ra sao? Trong khi mọi người bàn luận, trưởng lão Nguyệt Hoa Đan Cung nói, Huyền công tử, có ý kiến gì không? Huyền Cửu Trọng chắp tay nói, vương trưởng lão, vãn bối không ý kiến, thật có hàm dưỡng, mọi người khen một phen,
Trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Dương nói, Vân Thiếu Hiệp, có ý kiến? Vân Phi Dương cười nói, không ý kiến, được. Trưởng lão nói, đang đấu giữa thủ tịch đại đệ tử Thần Đan Minh, Huyền Cửu Trọng cùng Thượng Càn Đan Cung, Vân Phi Dương, chính thức bắt đầu. Chậm, Vân Phi Dương nói, đừng vội bắt đầu, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Lần đan đấu này luyện chế kim đan để rất nhiều đan giả khiếp sợ. Không nói đan giả cấp đan vương có thể luyện chế ra đan đế cấp kim đan hay không, dù thời gian chỉ sợ cũng đến 1-2 tháng. Đây là đan đấu dài, rất nhiều đan giả đến quan chiến cũng đã chuẩn bị quan chiến thời gian dài. Nhưng lúc sắp bắt đầu, Vân Phi Dương lại mở miệng cắt ngang, để bọn hắn rất sụp đổ. Mời nói, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão nói, Vân Phi Dương nhìn về phía Huyền Cửu Trọng, cười nói, chỉ là giao đấu đan đạo, không khỏi có chút buồn tẻ. Huyền Cửu Trọng cười nói, ta cũng cho rằng như vậy, không bằng như vậy đi. Vân Phi Dương nói, đan đấu kết thúc, chúng ta tiến hành một trận đấu võ đi. Quả nhiên, Mã Thượng Tái bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn nói, tên này tham gia đan đấu vẫn muốn dựa vào võ đạo, đan đấu thua, lấy võ đạo đến lật về mặt mũi, cũng được. Sa Bảo Long nói, hai người nghị luận, Huyền Cửu Trọng nói, có thể, dựa vào võ đạo kết giới đột phá đến bán tiên, hắn tự nhiên vui lòng dùng võ đạo hung hăng ngược tên này. Bắc Minh Phách ngồi quan chiến đài cười rộ lên, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi tự rước sỉ nhục tại đan vũ hai đạo a. Đương nhiên, Vân Phi Dương lại nói, giao đấu như vậy, cũng không có chút vui thú, không bằng chúng ta thêm tiền đặt cược, đánh cược như thế nào? Huyền Cửu Trọng nói, Vân Phi Dương cười nói, đổ mệnh, đổ mệnh. Huyền Cửu Trọng khẽ nhíu mày, Vân Phi Dương nói, vô luận đan đấu hay đấu võ, ta thua một trận liền tự tuyệt. Ngoạ tào, tên này, mọi người giật mình. Cửu Bán Tiên cùng Thu Y Thủy đang quan chiến cũng kinh biến nghĩ thầm, tên này chơi lớn quá, đan đấu, võ đấu thua một trận thì tự tuyệt, cái này xác thực chơi rất lớn. Bất quá, Huyền Cửu Trọng lại âm thầm cười lạnh, hắn thấy, tên này cướp đi Lăng Thiên chiến kích thì đã là người chết. Vân Phi Dương tiếp tục nói, mà ngươi, nếu như đan đấu cùng đấu võ đều thua, mệnh ngươi sẽ thuộc về ta. Tên này, Cửu Bán Tiên có chút sụp đổ, cùng người ta định sinh tử, hắn đan vũ song đấu thua một thì chết, đối phương thì phải toàn thua mới chết, rõ ràng gây bất lợi cho mình. Huyền Cửu Trọng cau mày, đặt cược như ngươi thật đặc biệt như đã nhận định, đan đấu và võ đấu đều sẽ tất thắng. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, tự nhiên, thật ngông cuồng, cuồng đến thực chất. Bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn, Mã Thượng Tái nói, tên này thật cuồng. Sa Bảo Long lắc đầu, không hổ là tông chủ cùng tông, lão Sa xem như phục. Huyền Cửu Trọng cười, ta đáp ứng, chẳng phải khi dễ ngươi, không không. Vân Phi Dương nhìn về phía mọi người, nói, đây là Vân Phi Dương ta tìm đường chết, không có quan hệ gì với ngươi. Rất nhiều đan giả sụp đổ, tên này cũng nói tìm đường chết, đâu có phải bị lừa đá hay không. Được, Huyền Cửu Trọng nói, cứ đánh bạc như vậy, bắt đầu đi. Vân Phi Dương làm ra một động tác mời, nhưng theo mọi người, cái này là động bắt đầu tác đếm ngược đến tử vong. Huyền công tử chỉ cần thắng được một trận, tiểu tử này phải tự tuyệt, khẳng định không có hy vọng. Nguyệt Hoa Đan Cung cung cấp kim đan tên nhất phẩm đại lực kim đan, thuộc về đan đạo tăng phúc, võ giả phục dùng, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, còn về có thể mạnh bao nhiêu phải theo phẩm chất đan dược và tự thân người phục dụng quyết định. Đương nhiên, trọng điểm không phải tác dụng của đại lực kim đan, mà chính là dược tài cần để luyện chế nó nhiều đến 1000 loại. Muốn luyện chế đan dược có số lượng dược tài như thế, tất nhiên là đại khảo nghiệm, rất nhiều thập nhị phẩm đan vương cũng chưa chắc có tự tin có thể luyện chế ra. Nhưng Huyền Cửu Trọng không hổ là thiên tài đan vũ mạnh nhất, khi giao đấu bắt đầu, đã lấy thời gian nhanh nhất chọn lựa ra toàn bộ 1000 loại dược liệu, mỗi một loại đều có phẩm chất cao nhất. Bắc Minh Phách gật đầu tán thưởng, hắn thấy lý giải đan đạo của Huyền Cửu Trọng đã đăng phong tạo cực, đột phá đan đế chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ đã bước vào đan đế, nếu như nhờ lần đan đấu này hướng thế nhân chứng minh, khẳng định sẽ gây nên náo động lớn, mang đến vinh dự cho Thần Đan Minh. Huyền Cửu Trọng chọn xong dược tài thì phất tay lên, hỏa diễm trong bàn tay phun trào, nhiệt độ chung quanh nháy mắt đề cao, hỏa diễm vô cùng tinh thuần, lộ ra một cổ khí tức đặc thù, tựa như lúc đản sinh tại thiên địa sơ khai làm cho lòng người lâng lâng. Hỗn độn hỏa, thiên địa sơ khai, hình thành trong hỗn độn, mọi người thấy loại hỏa diễm hiếm có này, ánh mắt lóe ra hâm mộ và sùng bái. Đối với rất nhiều người em mờ, đời này có thể ngưng tụ ra một loại hỏa diễm địa giai cũng đã không tệ, hỏa diễm thiên giai thì chưa bao giờ nghĩ tới. Thu Y Thủy ngồi bên cạnh Cửu Bán Tiên, đôi bàn tay nắm chặt, trong mắt đều là hận ý. Loại hỏa diễm để thế nhân sợ hãi thán phục vốn là của mình, bây giờ lại bị hắn chưởng khống, thật khó chịu, đây chính là hỗn độn hỏa. Vân Phi Dương nói thầm, tuy không tệ nhưng kém xa Tử Ly Nghiệp hỏa, hắn nói kém là kém về cường độ hỏa diễm. Hỗn độn hỏa rất mạnh, nhưng Tử Ly Nghiệp hỏa mạnh hơn, một là hắn có tiên thiên hỏa linh thể, hai là trải qua Cửu Long cấm trận lịch luyện,
không thể so với đan đạo, nếu đơn thuần lấy hỏa diễm chiến đấu, Vân Phi Dương có thể trong nháy mắt giết tên này không còn sót lại một chút cặn. Huyền công tử dựa vào hỗn độn hỏa cường hãn như thế, luyện chế nhất phẩm kim đan cũng không vấn đề. Có người nói, xoát, nhưng vào lúc này, hỏa diễm hình thành từ trong hỗn độn bay về phía đan lô, trong nháy mắt bao phủ, cháy hừng hực lên, xoát, xoát, xoát. Cùng lúc đó, Huyền Cửu Trọng vung tay lên, từng gốc dược tài bay vào đan lô, hảo lợi hại. Chỉ một lần đầu nhập trăm dược tài, có người cả kinh, rất nhiều cường giả đan đạo nói, có thể làm được điểm này, linh hồn lực Huyền công tử khẳng định cực mạnh, tử bán tiên khinh thường, chiêu đồng thời khống chế nhiều tài liệu luyện đan này, một năm trước đồ nhi đã thi triển qua, không có gì kinh ngạc, xoát, 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 từng gốc dược tài bay vào đan lô, Huyền Cửu Trọng đã đầu nhập hơn 300 gốc trong ngàn gốc, tiết tấu vững vàng, mây bay nước chảy, một khắc này, đan giả quan chiến phản phất như có một loại ảo giác, Huyền Cửu Trọng không phải đan vương, mà chính là đan đế, chẳng lẽ Huyền công tử đã đột phá đan vương, bước vào đan đế, một đan đạo cường giả cả kinh hô, mọi người kinh hãi, nếu như Huyền Cửu Trọng bước vào đan đế lại phối hợp thực lực võ đạo bán tiên, tuyệt đối là một đại sự đủ để oanh động dược giới, xoát, mọi người chấn kinh, truyền đến từng đợt gió lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy từng gốc dược tài rơi trên đan bàn của Vân Phi Dương, chọn lựa đều là dược tài hàng cao cấp nhất. Xoát, chọn dược tài xong, Vân Phi Dương vất tay, tiên thiên chân hỏa phun trào, có người cười nhạo, trước mặt hỗn độn hỏa, tên này còn dám lấy ra hỏa diễm thiên giai, tiên thiên chân hỏa thiên giai cao phẩm trong mắt rất nhiều đan giả là khó có thể chạm đến, nhưng khi Vân Phi Dương đưa ra ngoài lại để mọi người chế giễu không thôi, dù sao, thiên giai tuy mạnh nhưng trước mặt hỗn độn hỏa, quả thực không đáng nhắc tới, Thu Y Thủy hơi nhíu mày, thầm nghĩ, tên này không sử dụng tử liên nghiệp hỏa. Chỉ có một mình nàng biết Vân Phi Dương có hỏa diễm không kém gì hỗn độn hỏa, nhưng chưa bao giờ lấy ra. Lần này đối mặt Huyền Cửu Trọng thực lực đang đạo phi phàm, vậy mà không triệu hoán ra để cho nàng có chút lo lắng. Hô, đột nhiên, lại có một loại hỏa diễm xuất hiện, là địa hỏa. Quả nhiên truyền ngôn không sai, người này là song hỏa võ giả. Trong một năm này rất nhiều đan giả đều nghe nói Vân Phi Dương lấy ra hai loại hỏa diễm, gọi ra hai loại hỏa diễm, chẳng lẽ muốn tiến hành song hỏa luyện đan, có người cả kinh hô. Song hỏa luyện đan, một loại luyện đan thuật của dược giới, đan thuật luyện chế đan đạo nhiều hỏa diễm này rất phổ biến, nhưng nếu bàn về mạnh nhất, vẫn là đa viêm luyện đan thuật bất truyền của Nguyệt Hoa Đan Cung. Nghe nói đan thuật đó không chỉ có thể để hai loại hỏa diễm luyện đan, còn có thể để càng nhiều hỏa diễm dung hợp, chỉ cần thuộc tính hỏa diễm đủ nhiều, ba loại, bốn loại, đều có thể cùng luyện, đồng thời, hỏa diễm càng nhiều, xác suất luyện đan thành công cũng đề cao thật lớn, bất quá. Từ khi tiền nhiệm cung chủ Yến Thượng Hải từ nhiệm, đương nhiệm cung chủ có chút điệu thấp, rất ít khi thi triển với ngoại nhân, không phải điệu thấp, ái thiên đạo căn bản không học được, tử bán tiên mờ mịt, chẳng lẽ, tiểu tử này tự hành lục lọi ra phương pháp song hỏa luyện đan, xoát, nhưng vào lúc này, cổ tay Vân Phi Dương chuyển một cái, địa hỏa trong nháy mắt bay ra cùng tiên thiên chân hỏa hòa làm một thể, xoát, 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 hắn không ngừng đánh ra thủ ấn cổ quái, hai loại hỏa diễm bị thao túng. Cuối cùng hoàng mỹ dung hợp tiến vào trạng thái ổn định, đây là một đan đạo cường giả cả kinh hô, đa viêm luyện đan thuật, mọi người đều kinh hãi, tiểu tử này làm sao biết đan thuật bất truyền của Nguyệt Hoa Đan Cung, hơn nữa còn thuần thục như thế, bọn họ mê mang, tất cả trưởng lão Nguyệt Hoa Đan Cung cũng trợn tròn mắt, từng người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sắc mặt ái thiên đạo âm trầm thầm nghĩ, kẻ này làm sao lại biết đa viêm luyện đan thuật, chẳng lẽ Yến Thượng Hải đã từng ngoại truyền, hắn đoán đúng một điểm. Vân Phi Dương hiểu được đa viêm luyện đan thuật thật do Yến Thượng Hải truyền thụ, nhưng sai là thời gian truyền thụ chỉ có 2 ngày. Thu Y Thủy biết chuyện cũng chấn kinh, thầm nghĩ, ngắn ngủi 2 ngày, tu luyện có thành tựu, hắn làm sao làm được, còn có thể làm sao làm được, khẳng định là nhờ thời gian 50 lần gia tốc. Huyền Cửu Trọng thao túng hỗn độn hỏa dung hợp dược tài cũng ý thức được Vân Phi Dương thi triển đa viêm luyện đan thuật, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng xem thường, đa viêm luyện đan thuật cố nhiên cường hãn, nhưng lấy hai loại hỏa diễm dung hợp vẫn không sánh ngang cùng hỗn độn hỏa, tiểu tử, chờ chết đi, xoát, xoát, vung tay lên, dược tài còn thừa đồng loạt bay vào đan lô, bắt đầu nghiêm túc luyện đan, đan giả chấn kinh, ngoại nhân không hiểu tại sao đan thuật bất truyền của Nguyệt Hoa Đan Cung lại truyền ra ngoài cũng tỉnh táo lại, tập thể nhìn về phía Huyền Cửu Trọng, luyện chế kim đan không phải một ngày có thể thành, bắt lấy cơ hội này, quan sát thủ pháp thiên tài đan đạo luyện đan, khẳng định lấy được chỗ ích không nhỏ, bi kịch Vân Phi Dương. Lấy ra đa viêm luyện đan thuật vẫn không được coi trọng, không quan trọng, Vân Phi Dương không để ý, một bên thao túng hỏa diễm, một bên dung nhập dược tài,
nhưng đầu nhập mấy chục gốc, lại khẽ nhíu mày. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được, dù có đa viêm luyện đan thuật gia trì, nhưng lấy địa hỏa cùng chân hỏa luyện chế kim đan vẫn có chút khó khăn. Nhất phẩm kim đan quả nhiên không phải tầm thường. Vân Phi Dương nói thầm, xem ra là thời điểm vận dụng tử ly nghiệp hỏa. Soát, hắn đi ra đan bàn, tiến hành quan sát huyền cửu trọng luyện đan, đám người thấy thế, kém chút tập thể ngã quỵ. Ca ca ơi, ngươi ném dược tài vào rồi ở chỗ này không để ý, bộ không sợ đan dược hủy hết thất bại sao, hay nói ngươi muốn chết như vậy? Vân Phi Dương khẳng định không muốn chết, hắn bên này trang bức, bên kia hoàng mỹ khống chế dược tài, cường độ linh hồn bán tiên, có thể nhất tâm đa dụng. Soát, Vân Phi Dương điểm điểm chân, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, chư vị, không kinh ngạc à, mọi người có xúc động mắng chửi, tên này không phải đến luyện đan, mà là tới trang bức, tửu bán tiên cũng nhìn không được, sợ đồ nhi không cẩn thận, khiến cho đan dược trong lò hủy đi. Soát, đột nhiên, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, ngạo nghễ nói, đều trừng to mắt xem cho ta, hỏa diễm mạnh nhất đăng tràn, hỏa diễm giữa thiên địa, tất cả đều cúi đầu thần phục, mọi người trợn trắng mắt, giả bộ, mời tiếp tục. Đây là thời khắc sau cùng ngươi trang bức trước khi chết, vù vù, đột nhiên, từng đoàn hỏa diễm trong bàn tay Vân Phi Dương bay ra, lướt tới khoảng không, hỏa diễm tử sắc bay đến độ cao nhất định chuyển hóa hình liên hoa, hỏa diễm không ngừng lắc lư phát họa ra tượng Phật mơ hồ, phát ra khí tức Phật môn thần thánh, không có nóng rực, không có táo bạo, chỉ có ấm áp gột rửa tâm linh, cảm hóa chúng sinh. Đây là lửa gì? Rất nhiều đan giả hoảng hốt, bọn họ chỉ nghe nói qua tử liên nghiệp hỏa, nhưng chưa thấy qua, cho nên chỉ cảm thấy rất huyễn, rất đặc biệt, nhưng tử bán tiên lại đứng lên, hồ lô rượu trong tay rớt xuống đất, biểu lộ rất chấn kinh. Bắc Minh Phách và các đan đạo cường giả cũng trợn tròn mắt. Đây là một đan đạo cường giả dùng âm thanh cực độ run rẩy nói, tử liên nghiệp hỏa. Toàn trường tĩnh mịch, biểu hiện trên mặt đan giả mờ mịt, trong nháy mắt thay đổi, sau cùng tập thể ngốc trệ. Hỏa diễm dược giới cũng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp bậc, mà áp đảo thiên giai mới là mạnh nhất, cũng rất ít xuất hiện trên thế gian, tỉ như hỗn độn hỏa. Bên trong ghi chép của dược giới, loại hỏa diễm áp đảo thiên giai này mấy chục vạn năm qua, số lần xuất hiện chỉ có hai, lại tỉ như vô lượng hỏa, tại dược giới chỉ xuất hiện qua một lần, tuy cực hy hữu nhưng tốt xấu xuất hiện qua, nhưng có một loại hỏa diễm mạnh nhất, chưa bao giờ xuất hiện qua ở dược giới, mà ngọn lửa này chính là tử liên nghiệp hỏa. Trong cổ thư, hình dung như vậy, diễm tử hiện lên hình sen, có thể tịnh hóa tà mị, gột rửa tâm linh, độ nhân hướng thiện, tử liên nghiệp hỏa, lại xưng thánh hỏa Phật môn, mà trước mắt, ngọn lửa màu tím treo giữa không trung kia, cho nên, nói đúng hơn là, ngọn lửa này là tử liên nghiệp hỏa. Đối mặt thiên tài đang đạo như huyền cửu trọng, Vân Phi Dương rốt cục tế ra tử liên nghiệp hỏa, không có gì bất ngờ, khi đám người thấy ngọn lửa này, ý thức được nó chính là tử liên nghiệp hỏa chưa bao giờ xuất hiện qua ở dược giới, nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, đâu chỉ giật mình, phải nói là chấn kinh phi thường cường liệt. Thu Y Thủy đang nghe truyện trên TV audio CV âm thầm lắc đầu, lần đầu biết được Vân Phi Dương có loại hỏa diễm thứ ba không kém gì hỗn độn hỏa, nàng cũng bị rung động thật sâu. Tiểu tử này, tử bán tiên ngây người rốt cục lấy lại tinh thần, hưng phấn cười to, lại có hỏa diễm cường hãn như thế, ha ha ha. Đến nay hắn luôn cho rằng, Vân Phi Dương không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ có tử liên nghiệp hỏa, quả nhiên đại hỷ, trời ạ, là tử liên nghiệp hỏa, ngọn lửa này, chưa bao giờ xuất hiện qua tại dược giới, người này thật đáng sợ, thân kim ba loại hỏa diễm, rất nhiều đan đạo cường giả bị rung động thật sâu, những khán giả lúc trước xem thường hắn, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ hâm mộ và kính trọng. Địa hỏa, tiên thiên chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa, ba loại hỏa diễm, một loại cường hơn một loại, toàn bộ tồn tại trong một thân thể, quả thực không dám tưởng tượng, tiểu tử này thật không đơn giản, lại có tử liên nghiệp hỏa. Mã Thượng tái ngạc nhiên, nghe nói dùng hỏa diễm này luyện đan, đan dược ngưng tụ ra sẽ ẩn chứa Phật môn chi khí, hiệu quả tăng gấp bội. Sa Bảo Long nói, ta đã nói, hắn đã dám đan đấu cùng thiên tài mạnh nhất dược giới, nhất định có chút tài năng. Lý Tề Phi cười nói, tử liên nghiệp hỏa, vật này danh tiếng quá lớn, lớn đến rất nhiều người đều không dám nghĩ tới. Khi Vân Phi Dương lấy ra tử liên nghiệp hỏa, không thể nghi ngờ chấn kinh toàn trường cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Huyền Cửu Trọng đang luyện đan nhìn thấy tử liên nghiệp hỏa, cảm nhận được khí tức ngọn lửa kia hung hăng áp chế hỗn độn hỏa của mình, tâm thần cũng rung động không thôi. Một khắc này, hắn bị đả kích trầm trọng, nếu không đột phá đến tầng thứ đan đế, tâm cảnh ổn định, chỉ sợ sớm đã bị ảnh hưởng đến việc luyện đan. Huyền Cửu Trọng tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, có tử liên nghiệp hỏa lại như thế nào? Hỏa diễm Vân Phi Dương mạnh, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin thắng lợi, huống hồ, người này thực lực chỉ là thập nhất phẩm đan vương, dù có đa viêm luyện đan thuật,
có tử ly nghiệp hỏa, muốn luyện chế nhất phẩm kim đan, độ khó cũng cực lớn, coi như may mắn luyện chế thành, phẩm chất cũng sẽ không quá cao. Bắc Minh Phách từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nói thầm, tiểu tử này tuy có tử ly nghiệp hỏa, nhưng chung quy cũng thua cửu trọng, rất nhiều đan đạo cường giả cũng cho rằng như vậy. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương lấy tử ly nghiệp hỏa ra, xác thực chấn kinh bọn hắn một phen, nhưng phân tích kỹ lại, thập nhất phẩm đan vương luyện chế nhất phẩm kim đan, tỷ lệ thành công chỉ sợ không đến một hai thành. Huyền cửu trọng ngược lại, không chỉ có nắm giữ thực lực đan đế, còn có hỗn độn hỏa, xác suất luyện chế kim đan thành công tuyệt đối hơn chín thành, một thành, chín thành, chênh lệch một trời một vực, xoát. Nhưng vào lúc này, tử liên nghiệp hỏa treo giữa không trung hóa thành màu tím, dung hợp cùng hai loại hỏa diễm khác, vù vù, hỏa diễm nóng rực bay lên trong nháy mắt bao phủ đan lô, bắt đầu dung luyện dược tài, mà tử liên nghiệp hỏa gia trì, cảm giác lực bất tòng tâm biến mất, để Vân Phi Dương cảm thấy rất nhẹ nhõm. Quả nhiên, luyện chế kim đan vẫn phải dựa vào hỏa diễm mạnh, xoát, 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 từng gốc dược tài bay vào lò đan, thời gian cực ngắn, Vân Phi Dương đã đầu nhập toàn bộ dược tài còn thừa. Bắt đầu thuần thục thao túng ba loại hỏa diễm, có luyện đan thuật của Nguyệt Hoa Đan Cung, ba loại hỏa diễm hoàng mỹ dung hợp, khi tăng vọt, lúc nội liễm, có thể nói hoàng mỹ không một tì vết, trong lúc mơ hồ, mọi người cảm giác, mình giống như đang nhìn một đan đế luyện đan, chẳng lẽ người này cũng đột phá đến đan đế, làm sao có thể, hắn không phải thập nhất phẩm đan vương à, loại khí tức này chỉ đan đế mới có thể xuất hiện, mọi người khiếp sợ không thôi, Vân Phi Dương là thập nhất phẩm đan vương, nhưng dung hợp đan đạo kết tinh. Thu nạp lĩnh ngộ đan đạo, khí thế đã là đan đế, dù chỉ vẻn vẹn khí thế, bất quá, rất nhiều đan đạo cường giả quan sát Vân Phi Dương thao túng hỏa diễm, nhìn thủ pháp luyện đan của hắn, trong nháy mắt tăng xác suất thành công từ một thành lên tới hai thành, kẻ này cũng có thể thành đan, nhưng quyết định thắng bại vẫn nhờ vào phẩm chất đan dược quyết định bởi cảnh giới đan đạo, người này tuy có khí thế đan đế, nhưng thực lại chỉ là thập nhất phẩm đan vương, dù thành đan, phẩm chất cũng chỉ là hạ đẳng, các đan đạo cường giả nghị luận. Dược giới phân chia chất lượng đan dược giống như tiểu thần giới, có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thật tốt, hoàng mỹ năm loại, hạ đẳng, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo đặt tâm thần đặt trên việc luyện đan, nhìn chăm chú dược tài trong lò, tiến hành điều khiển hỏa diễm. Luyện chế nhất phẩm kim đan, không chỉ cần thực lực cũng cần thời gian, hai người tiến vào trạng thái luyện đan, một ngày, hai ngày, năm ngày, thời gian trôi qua, dù ban ngày hay đêm tối, hai loại hỏa diễm chí cao vô thượng không ngừng phóng thích. Cái này rất khảo nghiệm linh hồn lực của đan giả, bởi vì vừa phải khống chế nhiệt độ, còn phải sử dụng hỏa diễm hữu hiệu, tránh lãng phí. Đan giả đến đây quan chiến nhìn Vân Phi Dương cùng Huyền Cửu Trọng không chuyển mắt, có thể nói không biết mệt mỏi. Mà mỗi khi hai người làm động tác nhỏ gì đó, đan giả ngộ tính không tệ cũng có thu hoạch. Đan đạo giống như võ đạo, đóng cửa trong nhà kém xa quan sát thực chiến. 7 ngày sau, trán Huyền Cửu Trọng xuất hiện mồ hôi, hiển nhiên. Thời gian dài khống chế hỏa diễm cùng quan sát đan lô rất hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, trái lại, trên mặt Vân Phi Dương vẫn đầy mỉm cười, không nóng không vội, không có rã rời, rất nhiều đan đạo cường giả âm thầm sợ hãi thán phục. Ngày thứ 8, sắc mặt Huyền Cửu Trọng hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên có chút cố hết sức, kẻ này hẳn vừa bước vào đan đế không bao lâu, còn không vững chắc, có cường giả nói, khi hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng lại co giật, bởi vì tên kia vẫn chưa rã rời. Thậm chí còn sinh long hoặc hổ, càng quá phận là, hơi lim dim mắt, nhìn qua giống như đang ngủ gật, linh hồn lực tên này chẳng lẽ đã đạt tới bán tiên, có cường giả cả kinh nói, hô, đột nhiên, đan lô bị hỗn độn hỏa bao phủ, truyền đến một trận khí lãng, nương theo mùi thuốc nồng nặc, kết đan, rất nhiều đan đạo cường giả biến sắc, ngắn ngủi 10 ngày đã dung hợp ngàn loại dược liệu thành đan, tốc độ này thực quá nhanh, từ mùi thuốc nồng nặc nhìn ra có lẽ phẩm chất thật tốt, theo ta thấy, hẳn là hoàng mỹ. Các đan đạo cường giả tranh nhau thảo luận, trong ánh mắt nhìn về phía Huyền Cửu Trọng đầy thưởng thức, thời gian ngắn như vậy kết đan, phẩm chất từ thật tốt trở lên, không hổ là thiên tài đan vũ mạnh nhất dược giới, chương, để cho các ngươi thất vọng, 10 ngày kết đan, tốc độ của Huyền Cửu Trọng chấn kinh mọi người, nhưng kết đan không có nghĩa thành đan, cho nên tiếp đó còn cần thời gian đến tiến hành luyện chế, không thể mảy may thư giãn, hô, hỗn độn hỏa vẫn đang thiêu đốt, Huyền Cửu Trọng vẫn duy trì trạng thái luyện đan, không nóng không vội. Được rất nhiều đan đạo cường giả ca ngợi, lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn cũng không bị Huyền Cửu Trọng kết đan ảnh hưởng, vẫn với tiết tấu của mình, một bên khống chế hỏa diễm, một bên nhìn chăm chú đan lô, trình độ thông dong Huyền Cửu Trọng kém xa, hô, nửa ngày sau, ba loại hỏa diễm bao phủ đan lô, phun ra khí lãng nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra, hiển nhiên cũng kết đan, vô số cường giả rất kinh ngạc,
nhưng ngửi được mùi thuốc kia lại nhao nhao lắc đầu. Không hề nghi ngờ, ngửi mùi thơm thì thấy Vân Phi Dương Kết đang yếu hơn Huyền Cửu Trọng. Một cường giả nói, dù tên này có thành đan, phẩm chất cũng chỉ đến trung đẳng, thắng bại đã định. Đan đạo cường giả có phán đoán, Cửu Bán Tiên và Thu Y Thủy thì nhíu mày. Tuy mùi thơm nồng đậm không thể quyết định phẩm chất đan dược, nhưng trên cơ bản thì không có gì quá đại biến. Vân Phi Dương luyện chế thành kim đan, cao phẩm chất chỉ sợ đến thượng đẳng là cực hạn. Phiền phức, Cửu Bán Tiên sầu lo, thua cũng không có gì, nhưng cái này liên quan đến sinh tử, không hay chút nào. Thu Y Thủy cũng hết sức khẩn trương, nhưng vẫn ôm hy vọng, tên này sẽ sáng tạo kỳ tích. Mùi vị bên Huyền công tử càng dày đặc hơn Vân Phi Dương, phẩm chất khẳng định cao hơn hắn. Trước mặt đan đạo thiên tài mạnh nhất như Huyền công tử, dù có Tử Liên nghiệp hỏa, cũng không được, người này không còn sống lâu nữa. Vân Phi Dương cùng Huyền Cửu Trọng gần như đồng thời kết đan, tiếp đó là thành đan sau cùng, đồng dạng, rất hao tốn thời gian. Đan giả quan chiến vẫn rất có kiên nhẫn, không có chút sốt ruột. Một ngày, hai ngày, năm ngày, đinh, 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 lò đan hỗn độn hỏa bao phủ truyền đến âm thanh thanh thúy, truyền khắp diễn võ trường Nguyệt Hoa Đan Cung. Huyền công tử thành đan, nhất phẩm kim đan, 15 ngày luyện chế thành, quả thực thần tốc a. Đan giả đến đây quan chiến nhất thời nghị luận, sùng bái và kính lễ càng thêm nồng đậm. Bắc Minh Phách Thủy Chung căng thẳng tư duy cũng triệt để buông lỏng, trên mặt tràn đầy mỉm cười, chắp tay nói, Tửu lão, đa tạ. Tửu Bán Tiên thản nhiên nói, thắng bại còn chưa phân, đa tạ cái rắm. Đúng thế, đúng thế. Bắc Minh Phách cười cười, rất nhiều đan đạo cường giả bên cạnh lại âm thầm lắc đầu, tuy thắng bại chưa phân, nhưng kết cục đã định. Đinh, đinh, đinh. Vào lúc này, lò đan bị Tử Liên nghiệp hỏa bao phủ cũng truyền đến thanh âm không dứt. Hiển nhiên, đan thành, nhanh như vậy, rất nhiều đan đạo cường giả không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ theo sát phía sau, luyện thành đan. Huyền Cửu Trọng thân là đan đế, 15 ngày luyện chế ra kim đan, mọi người mặc dù kinh hãi nhưng cũng cho rằng đương nhiên. Nhưng Vân Phi Dương mới là thập nhất phẩm đan vương, lại cũng lấy tốc độ như vậy thành đan, để bọn hắn khó có thể lý giải. Thành đan nhanh, phẩm chất không tốt, hoặc luyện ra phế đan, vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có người nói, không sai, mọi người đồng ý. Cho nên, giờ phút này bọn họ đưa ánh mắt khóa chặt trên thân Huyền Cửu Trọng, chờ mong hắn sẽ lấy ra đan dược phẩm chất gì. Dưới vạn chúng chờ mong, Huyền Cửu Trọng thu hồi hỗn độn hỏa, tiện tay vung lên, đan lô bay lên rơi vào vật chứa phía trước, 10 viên đan dược mới toanh xuất hiện lăn xuống. Không hề nghi ngờ, mãn đan, vẻn vẹn 15 ngày, luyện chế ra mãn đan, Huyền công tử thực quá lợi hại, mọi người sùng bái. Đâu chỉ mãn đan, một đan đạo cường giả nhìn lấy 10 viên đan dược chất lượng trong chén chứa tròn trịa sáng long lanh, ngưng trọng nói, tất cả đều là phẩm chất hoàn mỹ, đám người sợ hãi, thắng bại đã phân, một tên đan đạo cường giả nói, mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất, lại nhanh hơn Vân Phi Dương một bước, tất cả mọi người ở hiện trường nhận định, Huyền Cửu Trọng thắng, sắc mặt Tử Bán Tiên trở nên khó coi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng vô pháp phủ nhận, Huyền Cửu Trọng biểu hiện không có thể bắt bẻ, đan dược cũng không thể bắt bẻ, ha ha ha, Bắc Minh Phách cười rộ lên, tiểu tử, đệ tử ta nhanh hơn ngươi, lại là mãn đan hoàn mỹ phẩm chất, ngươi còn có năng lực gì phản kháng? Khi đan dược Huyền Cửu Trọng xuất hiện, tất cả mọi người biết, trận đấu kết thúc, thắng bại đã phân. Dù Vân Phi Dương cũng là mãn đan phẩm chất hoàn mỹ, thời gian kém một bước cũng thua. Huống hồ, lấy thực lực thập nhất phẩm đan vương của tên này và mùi thuốc vừa rồi, coi như mãn đan cũng tuyệt không có phẩm chất hoàn mỹ. Chật chật, Vân Phi Dương thu hồi ba loại hỏa diễm, nói, ngươi mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của ta. Huyền Cửu Trọng còn cười nói, lấy đan ra đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tiếp theo vung tay lên, đan lô bay lên, bắt đầu phun ra từng khỏa đan dược. Đinh, 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 đan dược rơi vào trong chén, số lượng 10 khỏa. Hiển nhiên, mãn đan, chỉ là khi đan dược lăn xuống hết, toàn bộ diễn võ trường lại ầm vang cười to, bởi vì những viên thuốc kia đều có màu đen. Ha ha ha, là phế đan, lợi hại, là một lò phế đan. Rất nhiều đan giả cười đến gặp cả người, cho dù Bắc Minh Phách, cung chủ siêu nhất lưu cũng có chút vì cười không thôi. Tử Bán Tiên co giật khóe miệng, tâm lý lại oa lạnh, thời điểm mọi người đang chế giễu, 10 viên thuốc trong chén hơi rung rẩy, tiếp theo xuất hiện khe hở, hửng, phế đan sắp nổ, phốc ha ha, rất nhiều đan giả cười lợi hại hơn, một đám ngu ngốc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, bành, bành, bành. Nhưng vào lúc này, đan dược ngâm đen vỡ tan truyền tới âm thanh vang khẽ, mà khi bề ngoài tróc hết, ánh sáng trong nháy mắt phun ra, quang mang rất lóa mắt như như mặt trời. Mà những đan giả đang cười bị ánh sáng lấp lóe nhiễu loạn khó có thể mở mắt, trong khoảnh khắc, tiếng cười trên diễn võ trường im bặt, đám đan đạo cường giả như Bắc Minh Phách kinh biến,
Nguyên niệm cấp tốc bao phủ đan dược đang lấp lóe ánh sáng, trong ánh mắt hiện ra hải nhiên thật sâu, rất nhanh, quang mang yếu dần, đan dược nguyên bản ngâm đen tựa như thoát thai hoán cốt, hóa thành từng khỏa đan dược ngũ thải tân phân, nồng đậm mùi thơm tràn ngập khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Cái này, rất nhiều đan đạo cường giả trừng to hai mắt, Tửu Bán Tiên cũng mộng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, đứng lên, không kiên nể gì cười ha hả, làm một trưởng bối về đan đạo, hắn trong nháy mắt phán đoán, dù màu sắc đan dược hay mùi thơm, kim đan của Vân Phi Dương đều mạnh hơn của Huyền Cửu Trọng, còn mạnh hơn Hoàng Mỹ, như vậy chỉ có một khả năng, phẩm chất siêu việt Hoàng Mỹ. Siêu việt Hoàng Mỹ là loại cấp bậc khác của đan đạo dược giới, mà loại phẩm chất này cơ hồ sẽ không xuất hiện, bởi vì, từ xưa đến nay, đan dược phẩm chất này chỉ xuất hiện có 9 lần, không có ý tứ. Vân Phi Dương nhìn về phía Huyền Cửu Trọng, nhìn về phía đám đan giả lúc trước cười to nhất cười, nói, để cho các ngươi thất vọng rồi. Huyền Cửu Trọng luyện chế ra mãn đan, từng viên phẩm chất Hoàng Mỹ, xác thực không có kẻ hở, nhưng Vân Phi Dương cũng luyện chế ra mãn đan, phẩm chất siêu việt Hoàng Mỹ. Cái này là lần xuất hiện thứ 10 trong ghi chép của dược giới. Phải biết, dược giới sinh ra đến nay có 500.000 năm lịch sử, đan dược có phẩm chất siêu việt Hoàng Mỹ bình quân 50.000 năm mới xuất hiện một lần, kinh khủng bực nào. Sau khi Bắc Minh Phách cùng rất nhiều đan đạo cường giả thấy đan dược phẩm chất siêu việt Hoàng Mỹ vẫn còn đang chấn kinh và khó tin, Huyền Cửu Trọng cũng trợn mắt. Một khắc này, tự tin và tự tôn của hắn bị trọng thương thật sâu trước mặt từng đan dược khỏa siêu việt Hoàng Mỹ, không có khả năng. Sao hắn luyện chế ra đan dược siêu việt Hoàng Mỹ được, nhất định là giả tượng. Rất nhiều cường giả sinh ra nghi vấn. Giả tượng, Vân Phi Dương cười nói, có thể nếm thử một phen. Soát, vừa dứt lời, Bắc Minh Phách bay tới, nắm một viên thuốc trong tay, tâm thần rung động không thôi, đã không cần phục dụng, bởi vì, làm một đan giả chuyên nghiệp, trong nháy mắt nắm trong tay đã có thể xác định, đan dược phát ra khí tức cao hơn Hoàng Mỹ phẩm chất. Càng nhiều đan đạo cường giả bay tới, bọn họ run rẩy nắm đan dược trong tay, cảm nhận được hơi thở áp đảo Hoàng Mỹ lại biến sắc, đan dược siêu việt Hoàng Mỹ đã có 60.000 năm không xuất hiện, lão hủ lúc còn sống có thể tận mắt nhìn thấy, quả thật may mắn a. Một đan đạo cường giả kích động nói, 9 lần siêu việt Hoàng Mỹ đan dược trước chỉ ở phẩm chất thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ này, lần này đản sinh ở kim đan đúng là lần đầu, chúng ta là nhân chứng chứng kiến việc kim đan siêu việt Hoàng Mỹ được sinh ra. Nói đến chỗ này, rất nhiều đan giả cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có kính nể thật sâu. Tuy siêu việt Hoàng Mỹ đang dược sinh ra do có thành phần vận khí quanh thân, nhưng người này luyện chế ra, quả thật nên được tôn kính. Những đan giả lúc đầu chế giễu Vân Phi Dương cũng trầm mặt, bị chấn động khó nói nên lời. Ha ha ha, Tửu Bán Tiên thống khoái cười lớn, Thu Y Thủy ngồi bên cạnh cũng vui cười. Vân Phi Dương nhìn về phía trưởng lão Nguyệt Hoa Đan Cung, hỏi, có thể tuyên bố kết quả chưa? Người trưởng lão kia nuốt nước miếng một cái, tiếp theo nhìn về phía Ái Thiên Đạo, tự hồ đang trưng cầu ý của hắn. Sắc mặt Ái Thiên Đạo rất khó nhìn, nhưng đan dược siêu việt Hoàng Mỹ loại này đã đạt được các đan đạo cường giả ở hiện trường chứng nhận, chỉ có thể bất đắc dĩ cho một ánh mắt, trưởng lão hội ý, tuyên bố trước mặt mọi người, lần này đan đấu kết thúc, người thắng trận, Vân Phi Dương. Ba, Vân Phi Dương vỗ tay một cái, cười nói, như vậy, tiếp theo cũng nên tranh tài sở trường của lão tử rồi. Khóe miệng mọi người co giật, tên này có ý tứ rất rõ ràng, đan đạo là mặt yếu của hắn. Yếu con mẹ nó chứ. Yếu đến nỗi luyện chế nhất phẩm kim đan ra phẩm chất siêu việt Hoàng Mỹ, mà luyện chế đan dược nửa tháng nay, nhìn hắn giống như bây giờ đã có thể bắt đầu đấu võ, chẳng lẽ không mệt? Vân Phi Dương một điểm cũng không mệt, hiện tại hắn vẫn sinh long hoặc hổ như cũ, tự nhận chơi ngã Huyền Cửu Trọng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, sau khi thua đan đấu, Huyền Cửu Trọng rất mệt mỏi, cho nên, thản nhiên nói, ba ngày sau, đấu võ, hắn cần nghỉ ngơi, để điều chỉnh tâm thần hao phí quá độ, như thế mới có thể nghênh chiến Vân Phi Dương. Tốt thôi, cho ngươi ba ngày sống tạm. Vân Phi Dương thu đang dược vào bình, tiêu sái đi xuống đài. Tên này, ánh mắt Huyền Cửu Trọng hiện lên vẻ tức giận, khi rời đi trong lòng nghĩ đến việc ba ngày sau ngược sát hắn như thế nào. Đang đấu lấy Vân Phi Dương chiến thắng kết thúc, dựa theo đánh cược hai người trước đó định ra, chỉ cần thắng được đấu võ, Huyền Cửu Trọng sẽ tự tuyệt. Đương nhiên, rất nhiều đan giả không cho rằng Huyền Cửu Trọng sẽ đấu võ thua, dù sao, hắn đã đột phá đến nhất phẩm bán tiên, võ đạo không thể so với đan đạo. Lực lượng thật đối kháng nhau sẽ không tồn tại may mắn luyện chế ra đan dược siêu việt Hoàng Mỹ. Rất nhiều đan giả thủy chung cho rằng Vân Phi Dương luyện chế ra đan dược siêu việt Hoàng Mỹ là may mắn. Trên thực tế thì, không phải thế, không phải thế. Nếu như để cho hắn dùng Bách Thảo Đan Lô luyện chế một lần, khẳng định vẫn có phẩm chất siêu việt Hoàng Mỹ. Bách Thảo Đan Lô, tốt thôi. Thực ra, tên này đã gian lận khi tỷ đấu, nhìn như lấy ba loại hỏa diễm luyện chế nhất phẩm kim đan. Trên thực tế, linh hồn đã dung nhập Phi Dương Đại Lục.
lấy dược tài giống nhau lặng yên luyện chế kim đan đồng dạng. Nói đơn giản, luyện đan trên đan đài chỉ là làm dáng, tranh thủ không cho đan dược nổ lô, chân chính luyện chế là ở Phi Dương Đại Lục, có Tử Liên Nghiệp Hỏa, lại có Đa Viêm luyện đan thuật phối hợp Bách Thảo Đan Lô, Vân Phi Dương rất thuận lợi luyện chế ra đan dược siêu việt hoàn mỹ. Lúc đan dược ra lò, lấy thủ pháp thần không biết quỷ không hay thay thế, giấu giếm được Tử Bán Tiên, giấu giếm được Bắc Minh Phách, giấu giếm qua tất cả người. Cái này rất vô sĩ, nhưng mà có nên hổ thẹn hay không? Đổi lại người khác, khẳng định làm không được. Đồ Nhi, ngươi đến cùng thế nào luyện chế ra đan dược phẩm chất siêu việt hoàn mỹ thế? Trên đường trở về đình viện, Tử Bán Tiên khó hiểu hỏi. Vân Phi Dương cười nói, chắc do ăn ở tốt. Tử Bán Tiên trầm mặt, xác thực là vận khí tốt, không phải vậy, lần này đan đấu không có chút cơ hội lật bàn nào. Ba ngày sau, đan đài lúc trước đã được Nguyệt Hoa Đan Cung cải tạo biến thành võ đài quy cách, không ít cao thủ trận pháp đang bố trí đại trận duy trì cho võ đài. Rất nhiều đan giả sáng sớm đã nhanh chân chiếm cứ vị trí có lợi, yên lặng chờ hai nhân vật chính xuất hiện. Trong lúc đó, khẳng định có không ít lời nghị luận về ai sẽ chiến thắng lần đấu võ này. Tuy Vân Phi Dương ba ngày trước thắng đan đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn tương đối có khuynh hướng huyền cửu trọng, dù sao, người ta đã đột phá đến bán tiên. Chuyện có quan hệ đến thực lực Vân Phi Dương đơn giản cũng chỉ là ỷ vào Lăng Thiên chiến kích, chiến thắng nhất phẩm bán tiên. Nếu như hạn chế binh khí, Vân Phi Dương kia không có phần thắng. Có người nói, đúng vậy, rất nhiều người đồng ý. Mà bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn, ba thiên kiêu đến từ Thiên Kiêu Điện cũng chạy tới, bọn hắn không có hứng thú quá lớn với đan đấu, nhưng phi thường trọng thị với trận đấu võ này. Bởi vì họ lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thực lực võ đạo của Vân Phi Dương, thiên kiêu mới lên cấp. Mà không giống với đan giả dược giới, ba thiên kiêu cùng đứng bên phía Vân Phi Dương, được một đám lão gia hỏa tán thành, thu danh thiên kiêu, nếu như võ đạo người này không có gì phi phàm thì không được đám lão già kia để mắt tới đâu. Theo thông lệ, trưởng lão Nguyệt Hoa Đan Cung lên sân khấu, nói đơn giản vài câu, sau đó tuyên bố, cho mời hai vị ra sân. Soát, vừa dứt lời, từng đạo tàn ảnh hư thực đang xen bay đến, Vân Phi Dương tiêu sái đứng trên võ đài, nhưng khi hắn đã dừng khá lâu, những tàn ảnh tràn ngập trên đường vẫn không có biến mất. Trời ạ, thân pháp thật đẹp, mọi người sợ hãi thán phục. Tử Bán Tiên cũng kinh ngạc không thôi, hiển nhiên đã nhìn ra Đồ Nhi mình lý giải túy ảnh bộ càng sâu hơn trước kia. Mà chưa uống rượu đó, nếu như cho một vò rượu vào bụng, có hơi tử há không cường hãn hơn. Vân Phi Dương lấy túy ảnh bộ huyền diệu đăng tràn gây nên oanh động không nhỏ, nhưng để rất nhiều người khịt mũi coi thường, kẻ này thật rất giả vờ. Đến lúc đối mặt nhất phẩm bán tiên huyền công tử, hy vọng còn có thể tiêu sái như thế. Sau khi Vân Phi Dương đăng tràn, Huyền Cửu Trọng cũng đi tới, hắn thông cao điệu giống mên, rất điệu thấp đi bộ đến. Huyền công tử thật khiêm tốn, mọi người khen. Vân Phi Dương lắc đầu, nghĩ thầm, đám người này thật sùng bái Huyền Cửu Trọng. Bất quá, hắn cười nói, ngược người bọn hắn sùng bái trước mặt bọn hắn mới thú vị. Đặt, Huyền Cửu Trọng đi lên võ đài, khí tức bán tiên cường thế trong nháy mắt bạo phát, từng đạo liên y mắt trần có thể thấy khuếch tán ra bốn phía. Ông, khí tức tiếp xúc trận pháp ở mép võ đài để chúng trở nên vặn vẹo, mà mười mấy thiên tôn đại viên mãn phụ trách gia trì lộ vẻ mặt nghiêm túc, thật mạnh, bán tiên đây sao, tâm thần bọn họ chấn kinh, tràn ngập lo lắng đối với giao đấu sắp bắt đầu, lo lắng một khi Huyền công tử bạo phát, tất cả mọi người có thể ổn định được trận pháp hay không. Vân Phi Dương thì cạn lời, tên này cố ý phóng thích khí tràn rõ ràng khoe khoang thực lực mình với thế nhân, con bà nó chứ, khiêm tốn ở đâu. Sau khi hai người lên đài, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão nói, căn cứ quy định, lần này đấu võ cấm sử dụng bất kỳ binh khí nào. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cười, không thể động dụng binh khí, Vân Phi Dương còn có năng lực gì đi tranh phong với Huyền công tử. Tử Bán Tiên khẽ nhíu mày, sinh tử đấu võ mà cấm dùng binh khí, rất hiển nhiên, Nguyệt Hoa Đan Cung phương cố ý thiên vị. Không sao, Vân Phi Dương cười nói, hai quả đấm của ta đủ để giải quyết tên xảo trá này rồi. Mọi người khịt mũi coi thường, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão nói, như vậy, đấu võ chính thức, chậm đã. Huyền Cửu Trọng ngăn cản, nhìn về phía Vân Phi Dương nói, nếu ta thắng, thứ tiên khí trả lại cho ta. Bành, Vân Phi Dương vung tay lên, Lăng Thiên chiến kích ầm vang rơi xuống đất, cười nói, ngươi thắng, ta tự tuyệt, nó sẽ là của ngươi, đây chính là thứ tiên khí. Mọi người đánh giá chiến kích, trong ánh mắt hiện ra chấn kinh. Mã Thượng Tái nói, chật chật, không nghĩ tới tên này có chiến kích thứ tiên khí. Lý Tề Phi và Sa Bảo Long cũng kinh thán. Sau khi Lăng Thiên chiến kích xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn họ hiểu thần binh lợi khí như thế chỉ có thiên tài như Huyền công tử mới xứng sử dụng. Thấy chiến kích, Huyền Cửu Trọng cũng yên tâm. Huyền công tử, Nguyệt Hoa Đan Cung trưởng lão hỏi, có thể bắt đầu chưa? Huyền Cửu Trọng gật đầu, như thế, trưởng lão lần nữa cất cao giọng tuyên bố,
thần đan minh huyền cửu trọng, thượng càng đan cung vân phi dương, đấu võ bắt đầu. Nói xong, người cấp tốc bay ra khỏi đài. 3. Huyền cửu trọng hợp hai tay lại, khí tràng bán tiên cấp lần nữa bộc phát chấn động trận pháp ở mép rung lẫy bẫy. Mười mấy thiên tôn đại viên mãn đang vững chắc trận pháp lại âm thầm kêu khổ. Vân Phi Dương lắc đầu, bọn họ cũng không dễ dàng, làm gì lần lượt phóng thích khí tràng làm khó người ta chứ. Theo ta thấy, hắn dừng một chút, cười nói, không bằng giải thoát cho bọn họ. Hai chữ giải thoát vừa ra, quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra thần uy cường thế, sóng biển hóa thành ngập trời điên cuồng hướng lao tới bốn phía. Oanh, một tiếng nổ vang, trận pháp mấy chục thiên tôn gia trì nhất thời vỡ vụn, mà bọn họ thì từng người thổ huyết bay ra ngoài, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cổ lực lượng vừa rồi kia quá mạnh, mạnh đến nỗi mười mấy thiên tôn đại viên mãn không có năng lực liên thủ đối kháng. Khí tràng thật mạnh, rất nhiều võ đạo cường giả chấn kinh. Huyền cửu trọng cũng bắt đầu lo lắng, mình hai lần bạo phát chỉ để trận pháp rung rẩy, người này vừa bạo phát đã đánh tan, khí thế mạnh hơn mình xa. Phải, Vân Phi Dương nắm giữ thần cách hoàn chỉnh, bàn về khí tràng, tuyệt đối phi thường trâu bò. Đương nhiên, trâu không chỉ khí tràng, còn có thực lực. Khi trận pháp vỡ vụn, Vân Phi Dương động, hóa thành vô số tàn ảnh. Xoát, xoát, rất nhanh, trên võ đài, hàng trăm hàng ngàn tàn ảnh lít nha lít nhít hình thành khiến người ta hoa mắt. Rất nhiều võ giả không phân rõ, đâu là bản thể Vân Phi Dương, đâu là hư ảnh. Huyền cửu trọng cũng chảy mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn cũng không cách nào phán đoán hư ảnh thật giả. Không thể phủ nhận, bàn về đan đạo, hắn có thể so tay với Vân Phi Dương, nhưng bàn về võ đạo, thật rất yếu. Yếu đến nỗi lúc Vân Phi Dương đang không ngừng thi triển thân pháp vẫn không quên trêu đùa. Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội thi triển ác chủ bài mạnh nhất để chuyển bại thành thắng. Đáng giận, Huyền cửu trọng phẫn nộ, hai tay đánh R thủ ấn A phức tạp, quát lạnh, vạn vật tịch diệt chưởng, hô, hô. Trong khoảnh khắc liên tục đánh ra mấy chục đạo chưởng ấn đánh tan toàn bộ tàn ảnh tràn ngập trên võ đài. Đáng tiếc cũng không đánh trúng Vân Phi Dương, mà hắn còn xuất hiện sau lưng Huyền cửu trọng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cùng bạo lực lượng phun trào, bành, tiếng nổ vang truyền đến, Huyền cửu trọng bị Vân Phi Dương đánh bay đến mép võ đài, sau lưng một mảnh cháy đen. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, Bắc Minh Phách thì đứng lên, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới, Huyền cửu trọng đột phá đến nhất phẩm bán tiên bị Vân Phi Dương chà đạp dễ dàng như thế. Ba thiên kiêu bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn cũng lộ sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cảm nhận được khí thế của Huyền cửu trọng, người này không chỉ là nhất phẩm bán tiên hàng thật giá thật, mà đã vô cùng vững chắc. Vân Phi Dương này dễ như trở bàn tay đánh bay, thực lực chỉ sợ đã đến cấp độ nhất phẩm bán tiên đỉnh phong. Tử bán tiên cười không nói, Vân Phi Dương biểu hiện cường hãn chỉ có một khả năng, chính là trong một năm ngắn ngủi, thuận lợi lĩnh ngộ được một tầng của thượng càng tiên công. Huyền công tử không chịu nổi một kích, không phải không chịu nổi một kích, mà tên kia quá lợi hại. Thời khắc mọi người nghị luận, Vân Phi Dương thi triển thân pháp xuất hiện trước mặt Huyền cửu trọng, một chân dẫm trên lưng hắn, lạnh lùng nói, đan vũ thiên tài mạnh nhất dược giới, giác, toàn trường tĩnh mịch, đám người tận mắt nhìn thấy đan vũ thiên tài được xem như truyền kỳ của dược giới bị Vân Phi Dương dẫm lên, bị chà đạp tôn nghiêm. A, à, đột nhiên, Huyền cửu trọng phẫn nộ rống to, quanh thân hiện ra kim sắc quang mang, khủng bố thần lực trong nháy mắt bạo phát, vù vù, cùng lúc đó, trong miệng hắn bay ra một đạo kim sắc lưu quang, nó vô hạn mở rộng, sinh ra hấp lực mãnh liệt, thôn phệ thần thông. Vân Phi Dương cười lạnh, lúc này giơ tay lên, nói, đến đây, xem ai hút ai, vù vù, lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt bao phủ vòng xoáy thôn phệ kia, tiếp theo thôi động nghịch thiên quyết, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Cái gì? Huyền cửu trọng phóng xuất ra ác chủ bài mạnh nhất, hải nhiên đại biến, hoảng sợ muốn thu hồi thôn phệ thần thông, đã muộn, thôn phệ thần thông của thôn phệ thần một khi đã xuất ra, một khi bị Vân Phi Dương bao phủ, đó sẽ thuộc về hắn. Tiểu tử, Vân Phi Dương nói, ngươi không xứng nắm giữ loại thần thông này, ngày hôm nay ta lấy danh nghĩa thần, thu hồi, không, Huyền cửu trọng gầm thét, dựa vào võ đạo kết tinh của ngũ phẩm bán tiên, Huyền cửu trọng có thể từ thiên tôn đại viên mãn bước vào bán tiên, mà cảnh giới rất vững chắc, nhưng trước mặt Vân Phi Dương vẫn yếu rối tinh rối mù, dù không có triệt để bạo phát, lấy lực lượng thân thể đơn thuần nhất cũng có thể tùy tiện chà đạp, đám người quan chiến kinh ngạc đến ngây người, thiên tài đang vũ mạnh nhất dược giới bị dẫm dưới chân để bọn hắn bị trùng kích rất lớn. Huyền cửu trọng không đành lòng chịu nhục nhã, phẫn nộ hét lớn một tiếng, bạo phát hết thần thông trong thể nội, kim sắc lưu quang bay ra từ thân thể, hình thành vòng xoáy sinh ra hấp lực cường đại. Đây là thôn phệ thần thông của thôn phệ thần, có thể thôn phệ hết thảy, từ đó chiếm thành của mình. Hỗn độn hỏa của Thu Y Thủy bị thần thông này thôn phệ, trở thành vật của Huyền cửu trọng. Đáng tiếc, tên này tính toán sai một bước, chính là, lấy thực lực hắn bây giờ đâu có thể thôn phệ Vân Phi Dương. Soát,
lực lượng kinh khủng cùng linh hồn lực trực tiếp bao phủ thôn vệ vòng xoáy, nghịch thiên quyết vận chuyển, điên cuồng luyện hóa. A, Huyền Cửu Trọng kêu thảm. Một khắc này, hắn trải qua mọi loại thống khổ tra tấn, muốn thu hồi thần thông đã không thể. Chuyện gì xảy ra? Kim quang là cái gì thế? Huyền công tử giống như rất thống khổ. Mọi người kinh ngạc không thôi. Hưu, đột nhiên, kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa trước mắt bao người. Huyền Cửu Trọng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Thôn vệ thần thông của thôn vệ thần đã bị Vân Phi Dương triệt để thu hết, điên cuồng luyện hóa, chiếm thành của mình. Một lát sau, đan điền Vân Phi Dương ngưng tụ ra một vòng xoáy quỷ dị, mà đây cũng là thần thông của thôn vệ thần. Nói đúng hơn là, hiện tại hắn lại nhiều thêm một loại thuộc tính, lại tìm được một thần hồn khác. Kết thúc, chưa? Vân Phi Dương vung tay lên, bắt Huyền Cửu Trọng đang run rẩy lại, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập vào trong. Cùng lúc đó, thôn vệ thuộc tính vừa mới dung nhập trong đan điền chen chút ra, tiến lên vô cùng bá đạo. A, thần sắc Huyền Cửu Trọng dữ tợn kêu thảm, thanh âm truyền khắp diễn võ trường khiến người ta rùng mình. Đáng giận, trên quan chiến đài, ánh mắt Bắc Minh Phách lấp lóe tia lạnh lùng, tiếp theo bay ra ngoài, đánh tới Vân Phi Dương. Lúc này, nếu như hắn không ý thức được Huyền Cửu Trọng sẽ đại nạn, vậy thì không xứng làm minh chủ. Hưu, nhưng Bắc Minh Phách vừa bay ra ngoài, một đạo lưu quang đã ngăn trước mặt hắn, Tử Bán Tiên híp mắt, cười nói, Bắc Minh minh chủ, ngươi muốn quấy nhiễu trận đấu sao? Khi nói chuyện, khí tức mạnh mẽ bạo phát, hiển nhiên đang cảnh cáo đối phương đừng làm loạn. Ngươi, ánh mắt Bắc Minh Phách lạnh lùng, nhưng thực lực lão nhân này không kém mình, có hắn kéo chân, mình tuyệt rất khó xông vào. Phù phù, nhưng vào lúc này, võ đài truyền đến âm thanh rơi xuống, đưa mắt nhìn lại thì thấy Huyền Cửu Trọng uể oải ngã trên mặt đất, thần sắc vẫn giữ tợn vặn vẹo, trí nhớ tên này bị Vân Phi Dương trộm hết, hỗn độn hỏa và chân long hạch trong đan điền bị thu lấy, triệt để biến thành phế nhân. Hưu. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn và thôn vệ thuộc tính, ánh mắt nhìn về phía Ái Thiên Đạo trên đại điện, nhếch miệng xuất hiện tà tiếu. Ái Thiên Đạo không khỏi lạnh run. Yến cung chủ, ngày hôm nay Vân Phi Dương ta sẽ thay Nguyệt Hoa Đan cung thanh lý môn hộ, ngài không ý kiến chứ? Vân Phi Dương cười nói. Yến cung chủ, mọi người hoảng hốt, tiếp theo nhìn theo ánh mắt Vân Phi Dương, chỉ thấy một lão giả đang mặc y phục người hầu đang ngồi cạnh Thu Y Thủy. Soát, Yến Thượng Hải triệt tiêu ngụy trang, hiển lộ ra khuôn mặt đang vô cùng căm hận. Phẫn nộ nói, làm phiền Vân tiểu hữu, là Yến cung chủ, rất nhiều người quan chiến cả kinh hô, tất cả trưởng lão Nguyệt Hoa Đan cung cũng đại biến, dù sao, tiền nhiệm cung chủ đã mất tích mấy chục năm, sinh tử không rõ. Vân Phi Dương một tay nắm Lăng Thiên chiến kích, lãnh đạm nói, Ái Thiên Đạo cùng Huyền Cửu Trọng cấu kết với nhau làm việc xấu, trộm lấy hỗn độn hỏa của nữ nhân ta, hãm hại Yến cung chủ bị ép nhường ngôi, hôm nay ta lợi dụng lợi khí trong tay, chém giết ác tặc này. Khi nói chuyện, từng bước đi đến đại điện, hô, sát khí nồng nặc tràn ngập đến, mọi người ở Nguyệt Hoa Đan cung cảm nhận được cổ sát khí đáng sợ kia, tâm thần không khỏi rung động. Ái Thiên Đạo hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hắn muốn chạy nhưng bị chiến thần uy áp chiếu thẳng lại khó có thể bước ra một bước, tử vong ngày càng gần. Hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống, cho nên hoảng sợ nhìn về phía Bắc Minh Phách, hô, Bắc Minh minh chủ, cứu, cứu ta. Sắc mặt Bắc Minh Phách âm trầm, nhưng bất lực, bởi vì Tử Bán Tiên nhìn chằm chằm mình, không thể nhúc nhích mảy may, không ai có thể cứu ngươi. Vân Phi Dương đi từng bước một đến, Lăng Thiên chiến kích trong tay nhẹ nhàng huy động, nói, dùng tử vong để rửa sạch linh hồn dơ bẩn đi. Hưu, một đạo lưu quang nổ bắn ra ra giống như lưỡi hái tử thần, chém rụng đầu lâu Ái Thiên Đạo dễ như trở bàn tay. Phốc, máu tươi phun trào như suối trước mặt các trưởng lão để từng người bọn hắn ngây ra như phỏng. Thi đấu võ đạo kết thúc, rất nhiều người đều không ngờ rằng Huyền Cửu Trọng sẽ bại dứt khoát, dễ dàng như vậy. Không ai nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ dùng thứ tiên khí chém giết cung chủ Nguyệt Hoa Đan cung tại chỗ, sẽ không ngờ Yến Thượng Hải nhường ngôi là bị Ái Thiên Đạo bức hiếp, càng sẽ không nghĩ tới thần tượng bọn họ sùng bái trộm hỗn độn hỏa của Thu Y Thủy, là tiểu nhân vô sĩ từ đầu đến đuôi. Trên màn sáng lớn, trí nhớ hình ảnh Huyền Cửu Trọng lần lượt được hiện ra, bên trong hiện ra việc hắn như thế nào cấu kết cùng Ái Thiên Đạo, như thế nào trộm lấy hỗn độn hỏa của Thu Y Thủy. Mẹ kiếp, chúng ta bị lừa, tên này thật xảo trá. Sau khi rất nhiều võ giả thấy hình ảnh trí nhớ của Huyền Cửu Trọng, sắc mặt từng người đỏ bừng, tiếp theo tức giận không thôi. Bi kịch nhất không ai qua được đệ tử cùng các cao tầng Nguyệt Hoa Đan cung, bởi vì bọn họ bị lừa rất thảm, thậm chí còn nối giáo cho giặc. Cung chủ, chúng ta có tội. Tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ trước mặt Yến Thượng Hải, sắc mặt vô cùng thống khổ, ấy nấy. Yến Thượng Hải lắc lắc đầu, ta đã nhường vị không còn là cung chủ, các ngươi muốn bái thì bái nàng đi. Nói rồi nhìn về phía Thu Y Thủy. Tất cả trưởng lão tỉnh ngộ, tiếp theo hướng về Thu Y Thủy hành lễ, tham kiến cung chủ. Thu Y Thủy ngốc trệ,
Bắc Minh Phách rời khỏi nhưng cũng không theo Huyền Cửu Trọng, bởi vì sau khi sự việc, tên này như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, vì vinh dự thần Đăng Minh, phải bỏ qua. Nói thật, hắn còn muốn cảm tạ Vân Phi Dương, bởi vì từ đầu đến cuối đều không nói việc Huyền Cửu Trọng, Ái Thiên Đạo và thần Đăng Minh cấu kết với nhau ra. Rất rõ ràng, Vân Phi Dương đang cấp cho thần Đăng Minh lối thoát, mà nếu người đứng đầu một minh như hắn còn nhìn không ra, vậy sống uổng phí. Đan Vũ giao đấu kết thúc, võ giả đến xem chiến lần lượt xuống núi, nhưng đi ngang qua sơn môn đều sẽ tận lực dừng lại nhìn về phía Huyền Cửu Trọng cực độ suy yếu đang bị trói trên cây cột. Phi, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tiểu nhân hèn hạ, mọi người phỉ nhổ, thiên tài mạnh nhất dược giới trước kia không chỉ mất đi một thân tu vi võ đạo và hỗn độn hỏa, mà còn triệt để thân bại danh liệt. Không đến mấy ngày, những chuyện xảy ra ở Nguyệt Hoa Đan Cung như cùng phong thổi khắp toàn bộ dược giới, từ đó gây nên oanh động xưa nay chưa từng có. Thời khắc đó, không ai đi để ý việc Huyền Cửu Trọng thua Vân Phi Dương khi tranh đấu Đan Vũ, mà chỉ để ý người này nguyên lai là một tiểu nhân hèn hạ. Đáng giận, chúng ta bị hắn lừa gạt mấy chục năm, nguyên lai, hỗn độn hỏa của hắn là trộm lấy từ trên người Thu Y Thủy, trái lại hãm hại nàng. Nhiều năm sùng bái giờ lộ bộ mặt thật dối trá khiến cho đan giả dược giới rất phẫn nộ, rất tự trách. Không qua mấy ngày, lại có một tin tức truyền đến, Thu Y Thủy bị bêu danh mấy chục năm tiếp nhân trưởng chức cung chủ Nguyệt Hoa Đan Cung. Cần phải thế, mọi người đều đồng ý. Dù sao, bao nhiêu năm rồi, Thu Y Thủy một mực gánh vác oan khuất, bị đám người thóa mạ xem thường. Nguyệt Hoa Đan Cung, trong mật thất, hỗn độn hỏa không ngừng xuất hiện để nhiệt độ chung quanh không ngừng gia tăng, tại chừng một lát, dần dần thu liễm. Hô, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, từ giờ trở đi, hỏa diễm thuộc về cô lại trở về. Thu Y Thủy nhẹ nhàng mở mắt, cảm thụ được hỗn độn hỏa thuộc về mình, nước mắt rơi xuống, bị khu trục khỏi Nguyệt Hoa Đan Cung, nàng nghĩ tới báo thù, nhưng từ chưa tưởng tượng được mình còn có thể lần nữa nhận lại được hỗn độn hỏa. Cảm ơn, Thu Y Thủy nức nở nói. Vân Phi Dương cười đáp, khách khí. Thu Y Thủy đứng lên, ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, cô sẽ không lấy thân báo đáp đó chứ, huynh đã nói. Thu Y Thủy theo sát đi tới, lấy hết dũng khí nói, ta là nữ nhân của huynh mà. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ vì giúp cô mới nói như vậy, cô đừng coi là thật, đúng không? Thu Y Thủy cúi đầu xuống, ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm, lại xóa đi nước mắt, miễn cưỡng cười nói, ta còn có việc cần phải xử lý, đi thôi. Vân Phi Dương nói, ta nghỉ ngơi một hồi. Thu Y Thủy rời đi, mà nhìn bóng lưng uyển chuyển kia, Vân Phi Dương nói thầm, thật xin lỗi, hắn đến dược giới vì để trả lại hài cốt thần nông thị và tu luyện đan đạo, không có cân nhắc nhi nữ tình trường, huống hồ đã đạt đến thập nhất phẩm đan vương cũng nên lên đường rời đi. Ngày thứ hai, được Yến Thượng Hải chủ trì, Thu Y Thủy thuận lợi tiếp trưởng chức cung chủ Nguyệt Hoa Đan Cung, mà chuyện thứ nhất sau khi tiếp nhận chính là kết minh cùng Linh Tuyền Tông và Thượng Càn Đan Cung. Tất cả trưởng lão không có bất cứ ý kiến gì, dù sao, hai thế lực này đều có quan hệ với Vân Phi Dương. Bất quá, lúc Thu Y Thủy tiếp nhận cung chủ, Vân Phi Dương lặng yên rời đi, vào một mật thất bên ngoài thần Đăng Minh mấy chục dặm, thuận lợi tìm đến võ phần và võ đạo kết tinh. Cũng may, tên kia chỉ hấp thu một phần mười năng lượng, Vân Phi Dương nói thầm cũng đọc qua võ phần. Phía trên ghi lại lý giải về võ đạo và một vài vũ kỹ áp đảo thiên giai. Tỷ như vạn vật tịch diệt trưởng Huyền Cửu Trọng thi triển lúc trước là một trong số đó, dựa theo cảnh giới chân vũ thần vực phân chia, loại trưởng pháp này hẳn đến thứ tiên cấp, có thể bế quan tại dược giới một đoạn thời gian, tu luyện vũ kỹ bên trong võ phần luyện rồi rời đi cũng không muộn. Vân Phi Dương trở về Nguyệt Hoa Đan Cung, vội vàng nói chuyện với Thu Y Thủy nhau vài câu, sau đó dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, muốn tu luyện vũ kỹ trong võ phần, muốn thu võ đạo kết tinh còn thừa, mà đan đạo tự nhiên cũng muốn tu luyện, bề bộn nhiều việc. Vô cùng bận biểu, đến mức Vân Phi Dương tu luyện trọn vẹn 50 năm trong Phi Dương Đại Lục, vạn vật tịch diệt trưởng, hô, 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 diễn võ trường phủ thành chủ, vô số chưởng ấn tràn ngập, khí thế bàn bạc khiến người ta kinh thán. Bành, bành, mỗi một chưởng đều cực kỳ tinh chuẩn đánh vào trước ngực thao thiết, còn hắn thì không ngừng lui nhanh, sau cùng miệng sùi bọc mép ngã quỵ nghĩ thầm, tên này lấy ta làm bao cát, không tệ. Vân Phi Dương thu hồi chưởng, cười tươi, chưởng pháp thứ tiên cấp được hắn lĩnh ngộ đại thành, trong lúc xuất thủ biến ảo trăm chưởng ấn, một khi bạo phát chân chính, đủ để cho vạn vật tịch diệt. Đề bạc không chỉ vũ kỹ, 50 năm qua, Vân Phi Dương triệt để hiểu rõ đan đạo kết tinh đan đế cấp, dù không sử dụng tử liên nghiệp hỏa cũng có thể luyện chế ra nhất phẩm kim đan, nắm giữ thực lực nhất phẩm đan đế, cảnh giới võ đạo cũng đề bạc không ít. Giờ phút này, Vân Phi Dương đã thuận lợi bước vào thiên tôn sơ kỳ, có thể dễ dàng chống lại nhị phẩm bán tiên.
hắn có thể từ chí tôn hậu kỳ bước vào đại viên mãn, lại bước vào thiên tôn bởi vì hấp thu bộ phận võ đạo kết tinh rồi lĩnh ngộ thượng càng tiên công đến tầng thứ ba. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, La Mục hưng phấn chạy tới, hơ tay múa chân, Phi Dương ca, ta đột phá đến chí tôn đại viên mãn rồi, cắt, Vân Lịch nơi xa còn kinh thường, thật chậm, tên này ba ngày trước đã thuận lợi đột phá đến chí tôn đại viên mãn, mấy người Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần cũng lần lượt đạt đến cấp bậc này, không tệ, không tệ, Vân Phi Dương cười nói, La Mục cảm kích, nhờ Phi Dương ca lấy võ đạo kết tinh ra để cho chúng ta hấp thu, nguyên lai, Vân Phi Dương lấy võ đạo kết tinh của Quân Lăng Thiên ra để bọn người La Mục hấp thu, lúc này mới để bọn hắn trong mấy chục năm đột phá đến chí tôn đại viên mãn, thực lực các ngươi đề cao mới có thể phụ tá ta tốt hơn hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, Vân Phi Dương cười nói, võ đạo kết tinh mặc dù không tệ nhưng giá trị đối với hắn kém xa thượng càng tiên công. Dù sao, đề bạc một tầng thì sẽ đề bạc một cảnh giới nhỏ, đây tuyệt đối nghịch thiên, ngược lại, ngộ tính bọn người La Mục có hạn, tu luyện tiên pháp đề bạc cực chậm, cho nên hấp thu võ đạo kết tinh bán tiên cấp càng cấp tốt hơn. Sau khi tu luyện kết thúc, Vân Phi Dương về ngoại giới, mà dược giới giờ phút này đã qua đi một năm. Trong một năm, biến hóa rất lớn, Thu Y Thủy dựa vào hỗn độn hỏa và thiên địa hỏa, không chỉ tu luyện đa viêm luyện đan thuật có thành tựu, đan đạo cảnh giới cũng tăng lên đến lục phẩm. Thiên phú nàng không kém với Huyền Cửu Trọng, chỉ cần tu luyện, thành tựu đan đế, không hề khó khăn. Muốn đi, một ngày này, Vân Phi Dương đứng trên ngọn núi, Thu Y Thủy nhẹ nhàng đi tới hỏi, ừm, Vân Phi Dương nói khẽ, ta còn có chuyện muốn làm không thể lưu lại dược giới quá lâu, Thu Y Thủy muốn nói cái gì lại khẽ cắn môi mỏng chôn lời nói trong lòng. Thực ra, lúc dung hợp hỗn độn hỏa, nàng đã dự cảm được một ngày này, sau khi ta rời đi, Linh Đan Tông nhờ cô, Vân Phi Dương nhờ vả, Thu Y Thủy đáp, ừm, Vân Phi Dương nhìn Huyền Cửu Trọng thần chí không rõ đầu bù tóc rối trước sơn môn, nói, sinh tử của hắn, cô cứ quyết định. Thu Y Thủy nói, ta sẽ cho hắn giải thoát, ta đi đây, Vân Phi Dương phất phất tay, có thời gian, ta sẽ tới thăm cô, khi đó cô sẽ là nữ nhân của ta, nhìn bóng người dần dần rời xa, ánh mắt Thu Y Thủy xuất hiện tia không muốn, nhẹ gió thổi tới, thổi loạn tóc xanh, Vân Phi Dương, nàng hô, ta sẽ chờ huynh, trước khi rời khỏi dược giới, Vân Phi Dương cố ý đi một chuyến đến Thượng Càn Đan Cung tạm biệt Tửu Bán Tiên, sau cùng đi vào Linh Đan Tông, đại sư huynh. Ánh mắt các đệ tử Linh Đan Tông nóng rực sùng bái vạn phần nhìn hắn. Hai năm nay, bọn họ đã sớm nghe nói đến tin tức có quan hệ với Vân Phi Dương, kích động và phấn khởi quả thực khó có thể hình dung. Huyền Cửu Trọng, trước mặt đại sư huynh cũng chỉ là một cái rắm. Dưới sự sùng bái vô hạn của mọi người, Vân Phi Dương đi vào đan điện, hướng Phí Bàn Tranh hành lễ, nói, tông chủ, ta phải đi rồi, muốn đi. Phí Bàn Tranh kinh ngạc, đi đâu? Vân Phi Dương cười nói, rời khỏi dược giới, đi khác vị diện xông xáo. Phí Bàn Tranh rất không muốn, nhưng cũng biết người trước mắt này quá mạnh, hắn đi ở do chính hắn quyết định, mà ta tới đây để một lần nữa bố trí trận pháp cho Linh Đan Tông, để cung chủ và các đệ tử có hoàn cảnh tu luyện cao hơn. Phí Bàn Tranh đại hỷ, trước khi Vân Phi Dương tiến về Thượng Càn Đan Cung tham gia đan đấu đã bố trí các loại trận pháp, tông môn đệ tử tiến vào tu luyện, hai năm qua, có thể nói trưởng thành thần tốc. Vài ngày sau, Vân Phi Dương rời khỏi Linh Đan Tông, bay về phía bầu trời vô tận. Toàn bộ Linh Đan Tông bị trận pháp bao phủ, thiên địa thuộc tính bên trong mạnh hơn ngoại giới 10 lần, đây chỉ là nhân tố ngoại lai. Linh Đan Tông về sau có thể cường đại hay không, có thể thành nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu tông môn hay không thì phải nhìn năng lực Phí Bàn Tranh. Đại sư huynh, trong tông, rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn Vân Phi Dương biến mất giữa bầu trời, trong con ngươi tràn đầy phiền muộn. Vân Phi Dương tiến vào dược giới, cảnh giới mới đến chí tôn trung kỳ, đan đạo gà mờ, rời khỏi dược giới, cảnh giới thiên tôn sơ kỳ. Nhất phẩm đan đế, ngắn ngủi 2 năm, có thể nói, đề bạc thần tốc, đến mức khi Vân Phi Dương sắp bay ra khỏi hàng rào dược giới chủ dược giới xuất hiện lần nữa, cảm khái, tiểu tử, ngươi đề bạc rất nhanh a, tiền bối, Vân Phi Dương chắp tay chào, giới chủ dược giới còn cười nói, lão hữu nhìn nhầm, không nghĩ tới tiểu hữu lại là thiên kiêu vạn giới thiên kiêu minh, tin tức có quan hệ đến Vân Phi Dương, hắn thân là giới chủ, chỉ cần hơi tìm hiểu thì có thể nhẹ nhõm biết được. Vân Phi Dương khiêm tốn cười một tiếng, dược giới chủ nói thật, ngươi phế thiên tài đang vũ mạnh nhất dược giới ta, lão hữu vốn nên làm khó dễ ngươi, Vân Phi Dương căng thẳng, đây chính là cường giả bán tiên đại viên mãn nha, nếu thật động thủ, mười mấy mình cũng chưa chắc còn mệnh, nhưng, dược giới chủ còn lắc đầu, ngươi thân là thiên kiêu, có chỗ dựa thiên kiêu minh, lão hữu lại không thể làm gì, cho nên, hắn chỉ bầu trời, phất phất tay, nhanh đi, nhanh đi. Vân Phi Dương biết nhất giới chi chủ này cũng không muốn khó xử mình,
lúc này chắp tay chào tạm biệt, tiền bối, cáo từ, nói rồi nhanh như chớp chạy mất dép. Bên trong Hạo Hãn vũ trụ, Tử Ngọc Tiên Hồ bay ra ngoài, Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong. Liễu Nhu hỏi, Phi Dương, bước kế tiếp đi đâu? Vân Phi Dương nhìn tinh không đồ, nỉ non, đi cửu u giới, trên đường thuận tiện tìm người mang theo thần hồn, từng, Liễu Nhu gật đầu, Vân Phi Dương cười nói, bằng vào thực lực ta bây giờ đủ để chống lại bán tiên nhị tam phẩm, gặp lại hắc y nhân kia, không cần chạy trối chết như trước nữa. Nghĩ đến đó, hắn triệt tiêu vận chuyển nghịch thiên quyết, bên trong Hạo Hãn vũ trụ, hắc y nhân đau khổ tìm kiếm Vân Phi Dương hơn 2 năm nhất thời bắt được khí tức hắn, đột nhiên đại hỉ, xoát, xoát. Hắc y nhân thi triển thân pháp nhanh chóng phi hành trong vũ trụ, rất nhanh đến khu vực dược giới, phát hiện Tử Ngọc Tiên Hồ, mà để hắn ngoài ý muốn là, mục tiêu truy sát đang ngồi trên hồ lô, bắt chéo hai chân, một mặt mỉm cười nhìn mình, hừ, hắc y nhân cười lạnh, tiểu tử, làm sao không chạy, nói rồi, hắc kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém tới, hô, cường đại kiếm khí bạo phát trong nháy mắt để không gian vũ trụ chung quanh vỡ vụn, hình thành hư không loạn lưu lạnh lùng, quá yếu. Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng dậy, tay phải hóa quyền đánh tới hư không, trực tiếp chân nát kiếm khí đang bay đến, hắc y nhân kinh hãi, xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, lực lượng kinh khủng hóa thành đại thủ trực tiếp trói buộc hắn, răng rắc, bỗng nhiên nắm chặt, a, à, hắc y nhân thống khổ hét thảm, ánh mắt sợ hãi, giờ phút này hắn đã ý thức được, thực lực đối phương mạnh không kém gì nhị phẩm chân tiên, 2 năm trước, tên này đối mặt với mình chỉ có thể chạy trốn. Tại sao bây giờ gặp lại thì đã mạnh đến cấp độ khủng bố như thế? Trước khác nay khác, thực lực Vân Phi Dương bây giờ cường đại đến nỗi dễ dàng bóp chết nhất phẩm bán tiên. Hắc y nhân không nghĩ ra, mà hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì một cổ linh hồn lực cường đại trong nháy mắt vọt tới, xâm nhập thức hải hắn. A, à, tiếng kêu thảm thiết tại vang khắp vũ trụ. Trong lúc nhất phẩm bán tiên này đang thống khổ giãy giụa, trí nhớ không chỉ bị thu lấy, mà ngay cả thuộc tính trong đan điền cũng bị thôn phệ. Trong chớp mắt, bắp thịt hắc y nhân héo rút như thây khô, người cũng triệt để tử vong, hiển nhiên, bị rút khô năng lượng bên trong thân thể. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực cùng thôn vệ thần thông, an trí bàn bạc năng lượng vào trong đan điền, đi vào Tử Ngọc Tiên Hồ sau đó rời đi. Bành, một lúc sau, thi thể hắc y nhân nổ tung, hóa thành bột phấn phiêu đãng trong vũ trụ vô tận. Bên trong hồ lô, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, nghịch thiên quyết cùng thôn vệ thần thông điên cùng vận chuyển. Cuối cùng chuyển hóa toàn bộ võ đạo năng lượng của hắc y nhân, trước kia hắn cũng có thể hấp thu thuộc tính của người khác để hóa thành của mình, nhưng chỉ giới hạn trong thuộc tính mà cơ thể hắn có, tỉ như băng hỏa lôi, bây giờ nắm giữ thôn vệ thần thông có thể không nhìn thuộc tính, trực tiếp hấp thu, phối hợp với nghịch thiên quyết, có thể chuyển hóa năng lượng gần 3 phần, nếu như lại hấp thu năng lượng một tên nhất phẩm bán tiên nữa chắc có thể đột phá đến thiên tôn trung kỳ, Vân Phi Dương nỉ non. Nắm giữ thôn vệ thần thông chẳng khác nào nắm giữ năng lực đề bạt cảnh giới càng nhanh, điều này khiến hắn rất hưng phấn. Bất quá, dần dần, ánh mắt hắn cũng dần lãnh lệ, thu lấy trí nhớ hắc y nhân, hắn dĩ nhiên minh bạch, người này là phụng mệnh tiểu thần chủ chuyên tới để giết mình, xác thực mà nói, là tiểu thần chủ trước. Nguyên lai, tiểu thần chủ tiểu thần giới hiện tại chỉ là tiểu thần chủ, thủ phạm diệt thần giới đang ở chân vũ thần vực, Vân Phi Dương lẩm bẩm, hừ, lão tặc. Trước để cho ngươi hưởng thụ thêm mấy ngày ở chân vũ thần vực, đợi ta giải quyết vị diện của con và ngươi, chắc chắn đi lên đó trảm cái cổ trên đầu người, Phi Dương. Vào lúc này, Liễu Nhu lên tiếng, phát hiện người mang theo thần hồn, Vân Phi Dương thu hồi tạp niệm, nhìn qua màn sáng, nhất thời đại hỷ, bởi vì trên bản đồ tinh không chí ít có 4 khu vực tồn tại người mang thần hồn, đi, xuất phát, hưu, Tử Ngọc Tiên Hồ vạch phá không gian cực nhanh hướng về khu vực gần nhất, để trọng tố thần giới. Vân Phi Dương không thể không chạy loạn khắp vũ trụ, từ đó tìm kiếm người mang thần hồn tản mát tại các vị diện. Cũng may, nắm giữ Tử Ngọc Tiên Hồ, có thể tinh không đồ cảm ứng thần hồn để cho độ khó khăn giảm mạnh. Điều này không sai. Vân Phi Dương bay ra một vị diện không biết, dung nhập vào Tử Ngọc Tiên Hồ, mang theo một thiếu niên chừng 15-16 tuổi. Người này tên Lăng Thông, thần hồn trong cơ thể hắn chính là thất tinh thần một trong phá quân thần quân, cũng là người thứ tư sau khi rời khỏi dược giới. Tiểu gia hỏa giờ phút này đầy rẫy hoảng sợ, nhưng lại có chút hưng phấn, bởi vì rốt cuộc đợi được người mình phải đợi, Nhu Nhi, tìm tiếp nào. Vân Phi Dương cười nói, Liễu Nhu lắc lắc đầu, tính cả vạn thế đại lục chúng ta, chàng mới tìm được 26 người mang thần hồn, còn cách 108 rất xa, không vội, không vội. Vân Phi Dương cười nói, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hết, hắn đã từng không ôm hy vọng quá lớn về việc tìm được 12 người mang thần hồn tại vạn thế đại lục, nhưng cuối cùng vẫn tìm ra. Bây giờ rời khỏi vạn thế đại lục, tại các vị diện như tiểu thần giới tìm thêm 13 người,
đây đã là một bước tiến xa. Những người mang thần hồn trước và sau có thể sẽ không được liệt kê đồng nhất, có chút thần nhất định là vai quần chúng, cho nên sẽ không giới thiệu đặc biệt, miễn cho dài dòng câu chữ. Đi thôi, xuất phát. Tử Ngọc Tiên Hồ tiếp tục đi tới, địa phương đang hướng đến chính là Cửu U Giới, vị diện này rất cổ lão, khoảng cách xa xôi, chí ít cần nửa năm mới có thể đuổi đến. Huống hồ, dọc đường, khi Tinh Không Đồ hiện ra người mang thần hồn, Vân Phi Dương sẽ dừng lại, cho nên thời gian càng bị kéo dài ra. Một năm sau, Tử Ngọc Tiên Hồ mới tiến vào khu vực Cửu U Giới trưởng khống, mà trên đường, Vân Phi Dương lại tìm thêm 5 người mang thần hồn, 2 thượng vị thần, 3 hạ vị thần. Bên trong có 2 người không chuyện ác nào không làm, ỷ vào thần hồn lực làm sằng làm bậy, bị Vân Phi Dương lấy thần danh nghĩa thần thu hồi hết thần thông. Cuối cùng, tính cả thần hồn giác tỉnh giả cùng chư thần bị Vân Phi Dương dung hợp thần thông, tất cả là 31, gần 1/3 chặng đường. Phiến vũ trụ này lớn như vậy, đi tìm tiếp hẳn sẽ có thể tìm thêm. Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương nói, chờ ta giải quyết sự việc ở Cửu U thì đi một đại vũ trụ khác tìm kiếm. Liễu Nhu lườm hắn một cái, ta phải nhắc nhở chàng, đi Thiên Kiêu Điện đưa tin chỉ còn lại 7 năm, không có việc gì. Vân Phi Dương nói, tới kịp, chạy vài ngày, Tử Ngọc Tiên Hồ rơi vào trên không Cửu U Giới, Vân Phi Dương bay ra, thu chí bảo vào, phiêu nhiên rơi xuống, phốc, phốc, giữa rừng núi tối tăm, vô số phi điểu đen thui bay ra cũng phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta rùng mình, thật âm u. Vân Phi Dương đứng trên một tảng đá, nguyên niệm phóng thích, phát hiện chung quanh bao phủ mê vụ, trở ngại mãnh liệt, nơi này có khí độc tà âm, có thể ngăn cách nguyên niệm. Bảo Lị mở lời, sau khi Vân Phi Dương tiến vào Cửu U Giới, nàng liền từ Phi Dương Đại Lục đi ra, cảm thụ được quê hương, tâm cảnh hơi sao động. Lị Nhi, nàng không phải nói, Cửu U có 9 tầng địa ngục à, tại sao nơi này không khác gì tiểu thần giới, dược giới vậy? Vân Phi Dương nói, bành, Vân Phi Dương bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bảo Lị thu hồi quyền đầu, nói, đi vào Cửu U, gọi ta U Mị, được, U Mị, Vân Phi Dương miệng sùi bọt mép đáp lại. Bảo Lị trở lại chuyện chính, căm hận nói, có thể do trải qua nhiều năm, quỷ tộc và tinh tộc đã chỉnh hợp lại cửu ngục, soát. Vân Phi Dương đứng lên, chân thành nói, yên tâm đi Mị Nhi, ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù, bành, lại một lần hoa lệ bay ra, mà Bảo Lị lại nhắc, gọi ta U Mị, đừng gọi Mị Nhi, ta hiểu rõ, làm một giới cổ lão. Diện tích Cửu U Giới còn lớn hơn dược giới, dù sơn lâm hay thảo nguyên rộng lớn đều ngưng tụ bàn bạc thuộc tính quỷ dị, xác thực mà nói, đây là yêu khí, quỷ khí và tinh khí. Võ giả không có tu luyện ba đạo ở chỗ này thời gian dài, tâm thần rất dễ dàng bị quấy rối mà ẩu hỏa nhập ma, nhưng Vân Phi Dương trải qua ma hóa, bên trong thân thể lại có tà ma khí, có thể không nhìn loại thuộc tính này. Nếu như ở chỗ này tu luyện yêu quỷ tinh ba đạo, lĩnh ngộ đại thành rồi dung hợp ma vũ kiếm, thực lực hẳn sẽ đề bạt càng lớn. Vân Phi Dương lẩm bẩm, bành, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng phá hủy, có người ẩu đả, Vân Phi Dương hô, Bảo Lị còn cau mày, ta bắt được yêu khí, hẳn là tộc nhân ta đang giao thủ cùng tinh tộc, ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình, Cửu U Giới đại chiến đã có vạn năm, cửu ngục cũng bị chỉnh hợp thành một vị diện hoàn chỉnh, có yêu tộc may mắn còn sống sót, thời khắc suy nghĩ, hắn ôm Bảo Lị bay đến nơi phát ra âm thanh, rất nhanh, một võ giả thân cao 7-8 trượng như một ngọn núi lớn đang hung hăng dẫm đạp mặt đất, đây chính là tinh tộc, Vân Phi Dương kinh ngạc, quả nhiên to lớn, người khổng lồ rất lớn, nhưng bạo phát thực lực chỉ đến hư không cảnh, Vân Phi Dương không để vào mắt, khu vực người khổng lồ tinh tộc đạp có một bộ lạc, lần lượt bị đạp, kiến trúc sụp đổ, rất nhiều võ giả mặc hắc bào ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn phúng, Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sát ý tràn ngập, Vân Phi Dương thấy thế, trong nháy mắt phán đoán, những hắc bào võ giả bị khi nhục là yêu tộc, mà thật quá yếu, mạnh nhất còn chưa đến vũ thần. Nếu người khổng lồ tinh tộc không có ý nhục nhã, một bàn chân to đạp xuống, bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Soát, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tới gần trước mặt tinh tộc cự nhân, nhẹ nhàng đứng trên vai hắn, kích cỡ hắn trong nhân loại xem như tài năng xuất chúng, nhưng đứng trên vai tinh tộc cự nhân 7-8 trượng, cũng nhỏ một cách không thể tưởng nổi. Hửng, tinh tộc nhân dừng chân, quay đầu to nhìn lại. Chỉ thấy một người đang mỉm cười đứng trên bờ vai mình, lăn đi, hắn giơ bàn tay vỗ xuống, giống như đang đập ruồi. Ba, Vân Phi Dương nâng tay lên, dễ như trở bàn tay tiếp được cự thủ, cười nói, hỏa khí không nhỏ. Nói rồi, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy tinh tộc cự nhân cao 7-8 trượng, nặng đến mấy ngàn cân bạo bay ra ngoài, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, yêu tộc võ giả ngã trên mặt đất trợn mắt hốc mồm nhìn người trẻ tuổi đeo kiếm lơ lửng giữa không trung kia. Nhẹ nhàng đẩy tay đã đánh bay một tinh tộc cường giả hư không cảnh, thực lực người này quá mạnh, hô, nhưng vào lúc này,
tinh tộc cự nhân mới ngã xuống chậm chạp đứng lên, phẫn nộ nhìn Vân Phi Dương, đấm ngực trống giận, thanh âm rất vang dội, chấn động để lá cây chung quanh rung động, hắn đang gọi viện binh. Bảo Lị cau mày, Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, buông nàng ra, hoạt động gân cốt, cười nói, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, từng tinh tộc võ giả thể trạng to lớn rầm rầm xông lại, số lượng hơn 10 người, bọn họ phản phất như từng tòa đại sơn cao không thể chạm, dù Thái Dương cũng bị che chắn. Vân Phi Dương bị vây nhốt trước mặt một đám quái vật khổng lồ, nhỏ bé không khác gì một cục đá nhơ dưới mặt đất. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tinh tộc cự nhân dẫn đầu phẫn nộ quát hỏi, nương theo đó là mùi thối khiến người ta buồn nôn. Ngoạ tào, thối quá. Vân Phi Dương bịt mũi, dạ dày dời núi lấp biển a. Trả lời ta. Tinh tộc cự nhân phẫn nộ quát, hô, khẩu khí gào thét đến để mùi thối khiến người ta buồn nôn lần nữa cuốn tới, điều này khiến Vân Phi Dương không thể nhịn được, phi thân lên, đạp một chân tới, bành, tinh tộc cự nhân dẫn đầu bị đạp bay ra ngoài ngàn trượng, sau đó ầm ầm một tiếng mới ngã xuống đất, miệng méo mắt lát sùi bọc mép, hiển nhiên đã ngất, lão đại, gia hỏa đáng giận, muốn chết, đám tinh tộc võ giả to lớn còn lại đột nhiên giơ chân dẫm xuống Vân Phi Dương, lực lượng bạo phát to lớn, khí thế rất cường hãn, bành. Bành, Vân Phi Dương luân phiên huy quyền, lực kình mạnh mẽ bạo phát đánh bay từng tinh tộc võ giả như đại sơn bay ra ngoài, lấy thực lực hắn bây giờ, ngược đám khổng lồ này dễ như ăn cháo, thật mạnh, yêu tộc võ giả núp trong bóng tối thấy Vân Phi Dương tùy tiện giải quyết hết 10 tinh tộc cự nhân, tâm thần rung động không thôi, hô, đột nhiên, một đạo lưu quang nổ bắn đến, đó là một tinh tộc cự nhân mặc áo giáp, bởi vì thể trạng to lớn, lại từ trên cao rơi xuống, người còn chưa tới, cuồng phong đã cuốn tới trước, trong khoảnh khắc kiến trúc đổ sụp xung quanh bị quét bay, từng cây đại thụ cũng bị nhổ tận gốc. U Mị Bảo Lị hô, tinh tộc Bách Phu Trưởng, cửu U tinh tộc có hệ thống cùng loại với quân đội nhân loại, chia làm Thập Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng và Đại Tướng. Tinh tộc võ giả có thể làm Bách Phu Trưởng, thực lực chí ít đã đạt tới hóa thần cảnh. Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng thì phân biệt đối ứng Chí Tôn, Thiên Tôn, mà Đại Tướng có thể so với Bán Tiên. Phía trên đại tướng là tinh chủ cũng chính là chúa tể tầng 3 địa ngục cùng cấp với giới chủ một giới. Trong trí nhớ U Mị, tinh tộc vạn năm trước có 5 đại tướng, chiến lực mạnh nhất tinh tộc ngoại trừ tinh chủ, Bách Phu Trưởng. Khi Vân Phi Dương nói chuyện, tinh tộc cự nhân mặc khải giáp đã bay đến, búa lớn trong tay ầm vang chém xuống. Tiểu tử, thương tổn thuộc hạ ta, chết, hô. Một búa này thật có cảm giác khai thiên tích địa, những nơi đi qua, không gian gần như vạn vẹo. Vân Phi Dương kinh ngạc. Thực lực người này chỉ có hóa thần cảnh quy tông kỳ, uy lực lại không yếu hơn niết bàn kỳ. Soát, khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên giơ lên, trực tiếp kẹp lấy búa lớn, sắc mặt tên Bách Phu Trưởng đại biến, mình từ trên trời giáng xuống, quán tính cộng với tự thân lực lượng, có thể nói là một kích mạnh nhất từ trước đến giờ, kẻ này lại dễ như trở bàn tay tiếp được. Trời ạ, đám võ giả yêu tộc trừng to hai mắt, Vân Phi Dương cười nói, đại gia hỏa, chút lực lượng này của ngươi không thể giết được ta đâu. Bành. Vừa dứt lời, búa lớn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành toái phiến, cho nên, Vân Phi Dương nghĩ một lát, phóng ra một bước, đánh tới nói, ở đâu tới đây, cút về chỗ đó, bành, một quyền ẩn chứa thần lực trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài như một ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời, dần dần biến mất, ừng ực, đám yêu tộc võ giả nhìn bầu trời lấp lóe tinh quang nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, đêm đến, bên trong một phòng trúc được tạo lâm thời, mấy chục yêu tộc võ giả cùng nhau dùng yêu tộc lễ nghi, nói, vạn phần cảm tạ tiểu hữu đã cứu giúp, tiện tay mà thôi, Vân Phi Dương cười nói, tộc trưởng của tiểu hình bộ lạc yêu tộc này nói, khí tức tiểu hữu rất cổ quái, hẳn không phải người cửu u giới ta, không sai, Vân Phi Dương đáp, tộc trưởng lại nhìn về phía U Mị, trên thân vị cô nương này bộc lộ ra khí tức yêu tộc ta, xin hỏi đến từ bộ lạc nào, U Mị đáp, U bộ lạc, sắc mặt tộc trưởng và rất nhiều yêu tộc võ giả đại biến, cửu u yêu tộc sinh hoạt theo phương thức bộ lạc, từ xưa đến nay, U bộ lạc chính là bộ lạc cao quý nhất yêu tộc, yêu chủ trước kia chính là thủ lĩnh U bộ lạc, không có khả năng, tộc trưởng phẫn nộ nói, vạn năm trước, U bộ lạc cao quý của chúng ta đã vẫn lạc, ngươi thân là yêu tộc, giả mạo như vậy, quả thật không thể tha thứ, ông, đột nhiên, quanh thân Bảo Lị lóe ra lưu quang sau đó hóa thành một chữ U ẩn chứa khí tức quỷ dị, chữ này năm đó từng xuất hiện qua vạn thế đại lục, sau đó hóa thành kết giới, ngạnh kháng một kích của giới chủ linh vũ giới bảo toàn cho Vân Phi Dương. Đây là U tự quyết, tộc trưởng cùng rất nhiều yêu tộc võ giả kinh hãi, sau cùng đồng loạt quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. U tự quyết, tâm pháp bất truyền của yêu tộc yêu chủ, chỉ có hắn và con gái mới có tư cách tu luyện, mà nữ tử này có thể thi triển, tất có huyết mạch với yêu chủ trước kia. Nhớ kỹ,
Bảo Lị thản nhiên nói, ta tên U Mị, U Mị, tâm thần tộc trưởng chấn động, tuy nhiên đã qua vạn năm, nhưng là hậu nhân yêu tộc, hắn vẫn biết, yêu chủ đại nhân năm đó có một trai một gái, nữ nhi tên U Mị, thực lực yêu vương, tham kiến Ngô vương. Tộc trưởng run rẩy la to, yêu tộc võ giả trong gian phòng cũng cùng hô to, bên trong thanh âm có kích động, có hưng phấn. U Mị lại đắng chát cười một tiếng, đến cả tộc nhân cũng không thể bảo hộ, mình có tư cách gì được xưng vương, ta rời khỏi cửu U quá lâu, cần phải biết, tình huống bây giờ. Tộc trưởng vội vàng kể hết mọi chuyện mình biết cũng như tình hình hiện nay ra, U Mị rời đi vạn năm, cửu U chiến hỏa không ngừng, mà do quỷ, tinh hai tộc liên hợp, yêu tộc cuối cùng không thủ được, toàn bộ ba tầng địa ngục luân hãm. Sau khi hai tộc, không ít cường giả liên thủ, chồng toàn bộ chín tầng địa ngục lên mới có được một vị diện như hôm nay. Mà sau khi yêu tộc chiến bại, bị bắt làm nô tài, bị hai đại tộc loại chi phối vạn năm, tùy ý giết hại, tùy ý nhục nhã. Tuy trong khoảng thời gian này có không ít yêu tộc võ giả xương cốt cứng rắn đứng lên nhưng đều bị trấn áp vô tình. Cho đến hôm nay, toàn bộ bộ lạc lớn cửu U yêu tộc không còn sót lại chút gì, yêu tộc nhân số còn sống chỉ có mấy chục vạn, đã từng là ngàn ngàn vạn, bây giờ còn mấy chục vạn. Hai tộc áp bách và tùy ý đồ sát yêu tộc thật sự rất kinh khủng. U Mị biết được hết thảy, nắm chặt đôi bàn tay, trên gương mặt xinh đẹp vũ mị bao trùm lấy một tầng sát khí nồng nặc. Phụ hoàng ta đâu, yêu chủ, mau nói, U Mị quát lạnh. Tộc trưởng lúc này quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, yêu chủ lão nhân gia ác chiến mấy năm cùng chi chủ hai tộc, từ đó không có tin tức, không rõ sống chết. Đêm tối phía dưới cửu U, bầu không khí quỷ dị, mà giữa rừng núi càng ngưng tụ sương mù ngẫu nhiên truyền đến tiếng rít khiếp người. U Mị một người ngồi trên tảng đá lớn, hai tay khoác lên đầu gối, đầu chôn xuống, nước mắt rơi từng giọt lên mặt đá. Nàng rất thương tâm, nhưng không hề khóc to. Một cánh tay đưa qua khoác trên vai U Mị, tiếng mên ta truyền đến. Có lẽ, bá phụ còn sống. U Mị ngẩng đầu, xóa đi nước mắt, hy vọng như thế. Vân Phi Dương nói, tiếp đó, nàng có tính toán gì? U Mị nói, nghe theo chàng, đi vào cửu U giới. Biết được tin tức phụ hoàng và yêu tộc bị vô tình áp bách, muốn báo thù chỉ có thể dựa vào nam nhân này. Vân Phi Dương cười nói, vậy ta tự tiện chủ trương, khai chiến quỷ tinh hai tộc, khai chiến. U Mị hoảng hốt, Vân Phi Dương nói, nghe tộc trưởng nói, cách đây ngàn dặm có một tòa thành trì là trọng địa do tinh tộc phòng ngự, ta tính chiếm nó, sau đó dùng chỗ này làm căn cứ, khai chiến hai tộc, dựa vào linh tộc. Ừm, tinh tộc to lớn vô cùng, thực lực càng mạnh hơn phổ thông võ giả. Linh tộc có thể ứng phó sao? U Mị lo lắng. Có thể, Vân Phi Dương tự tin. U Mị còn lo lắng, thực lực đại tướng tinh tộc có thể so với bán tiên, chàng có thể một mình chống đỡ. Cái này, Vân Phi Dương trầm mặt, nếu như nhất nhị phẩm bán tiên, tuyệt đối không thành vấn đề, nhẹ nhõm đánh một trận, nhưng nếu như đại tướng đối phương đến tam phẩm hoặc hơn tam phẩm thì hơi phiền toái. Vân Phi Dương nói, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. U Mị hỏi, làm sao dùng trí? Vân Phi Dương nói, phải chăng quỷ tộc có hình thái không khác gì nhân loại? Ừm, vậy thì giả trang quỷ tộc võ giả quấy rối tinh tộc, từ đó bốc lên chiến tranh hai tộc, chúng ta ngồi thu, ngư ông đắc lợi. Vân Phi Dương cười nói, biện pháp này không tệ, nhưng, U Mị nghĩ một lát nói, quan hệ hai tộc hiện tại đâu thể tùy tiện phát động chiến tranh. Vân Phi Dương cười nói, trên đời này không có minh hữu tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối, bọn họ đã liên hợp lại diệt yêu tộc các nàng, khẳng định có ý nghĩ độc chiếm cửu U. Ngày thứ hai, một nam tử quanh thân phát ra khí tức quỷ dị từ trong núi rừng đi ra, người này tóc dài rối tung, da thịt hơi đen, nhếch miệng lên hiện ra mỉm cười thấu phát quỷ khí nồng đậm. Chủ nhân, quỷ khí của ta giúp ngươi gia trì, dù bán tiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối. Tiếng thiên cẩu vang lên bên tai, không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, người tựa như quỷ tộc võ giả này là Vân Phi Dương giả trang, còn về quỷ khí quanh thân phát ra thì do thiên cẩu nhập vào thể nội. Xoát. Vân Phi Dương lăng không bay về hướng thành trì ngoài ngàn dặm, mấy canh giờ sau, rơi xuống trước cửa thành, thể trạng tinh tộc to lớn, mà tòa bố lạc thành này cũng phi thường cao lớn, riêng cổng thành đã hơn 30 trượng, chật chật, đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn lên, Vân Phi Dương thầm nghĩ, thật cao, oanh, oanh, hai người cự nhân mặc y phục thô sơ đi tới, cúi đầu khinh thường nói, người đến, đưa ra yêu bài, nếu không không thể vào, yêu bài, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, oanh, oanh. Trước cửa bố lạc thành thành yên bình đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ mạnh, khiến cho rất nhiều tinh tộc trong nội thành hoảng hốt, xoát. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ cổng thành bay vào, rớt xuống trên đường phố, vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói, dám không cho Bách Lý Phi Dương ta vào thành, thật không biết sống chết. Bách Lý Phi Dương, thần sắc đám tinh tộc cùng số ít quỷ tộc võ giả nội thành đột nhiên biến đổi. Quỷ tộc có tứ đại gia tộc,
Bách Lý chính là một trong số đó, mà cái họ Bách Lý này rất hiếm, nghe nói chỉ cần họ Bách Lý, đều có liên quan đến Bách Lý gia tộc, chí ít cũng là đồng tông, con cháu Bách Lý gia rất ít ra đời, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Bố Lạc Thành, không phải giả mạo đó chứ. Hai tên hộ vệ ngoài cửa thành bị hắn đánh ngã cưỡng ép xông vào thành, đảm lượng này cũng chỉ có con cháu Bách Lý gia mới làm ra được thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ kiên kỵ, dù sao, Bách Lý gia không dễ chọc. Nghe bọn họ tự mình nghị luận, Vân Phi Dương cười thầm, giả mạo dòng chính gia tộc này, xem như đi đúng hướng. Giả mạo con cháu Bách Lý gia, dùng tên giả Bách Lý Phi Dương là đề nghị của Thiên Tẩu. Vân Phi Dương hôm nay tới đây chính vì muốn ỷ vào thân phận này làm một vố lớn, vừa giá họa Bách Lý gia tộc, vừa bốc lên bất mãn của Tinh tộc, từ đó để hai tộc sinh ra khoảng cách. Bất quá, để Vân Phi Dương ngoài ý muốn là, Tinh tộc và Quỷ tộc cũng không hòa khí như trong tưởng tượng, tiến vào thành còn muốn yêu bài. Oanh, oanh, đột nhiên, từng đợt tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một tên thập phu trưởng mang theo 10 tên thủ hạ vây quanh Vân Phi Dương. Gia hỏa đáng giận, có biết kết cục khi tự tiện xông vào thành trì Tinh tộc ta? Thập phu trưởng hung thần ác sát phẫn nộ quát, Vân Phi Dương chạy đến gây chuyện đâu sợ bố con thằng nào, bản thiếu ra ngoài chưa bao giờ giao yêu bài, Bố Lạc Thành cũng không ngoại lệ, rất ngông cuồng, rất phách lối. Quỷ tộc võ giả nội thành thầm bội phục, không hổ là con em Bách Lý gia, thật vênh váo a, đổi lại chính mình, khẳng định không dám dương oai ở địa bàn Tinh tộc. Thập phu trưởng trừng trừng, tiểu tử, ngươi có thể tùy ý ra vào ở khu vực thuộc quỷ tộc, nhưng đến khu vực Tinh tộc ta quản hạt, phải dựa theo quy củ. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi, Tinh tộc người muốn gây sự, thập phu trưởng kém chút đau sốc hông, tên này không dựa theo quy định đưa ra yêu bài, đã thương thủ hạ mình rồi đi vào thành, lại có mặt mũi nói Tinh tộc ta đang gây sự, ai nha nha, thập phu trưởng cả giận nói, bắt người này lại, tuân mệnh. Đám thủ hạ huy động đại thủ chụp vào Vân Phi Dương, nhưng còn chưa chạm đến đã bị lực lượng mạnh mẽ hung hăng bắn ra, oanh, oanh, mấy tên Tinh tộc cự nhân ầm vang ngã xuống đất áp sập kiến trúc chung quanh. Bụi đất nhất thời tràn ngập gần phân nửa thành trì. Hư, Vân Phi Dương từ trong bụi đất bay lên, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về hư không huy quyền, trực tiếp đánh bay thập phu trưởng kia ra ngoài. Bành, bành, thân thể to lớn bay xa trăm trượng, vô số kiến trúc to lớn bị đụng vỡ nát. Xong, con cháu Bách Lý gia này muốn nháo sự tại địa bàn Tinh tộc a, rất nhiều quỷ tộc võ giả sụp đổ. Theo hiểu biết của bọn họ, nội thành có một vạn phu trưởng tọa trấn, nếu như kinh động hắn, người này nhất định không may. Ầm ầm, thập phu trưởng đứng lên từ phế tích, vỗ ngực phát ra nộ hống, hiển nhiên đang gọi viện binh. Xoát, 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 thời gian cực ngắn, Tinh tộc binh lính đóng giữ nội thành từ các phương vị khác xông lại, số lượng khoảng hơn 100. Bên trong có một tên bách phu trưởng, hắn phẫn nộ hỏi, A Lâm, tình huống như thế nào? Thập phu trưởng gọi A Lâm chỉ Vân Phi Dương, phẫn nộ nói, đại nhân, tiểu tử này không giao ra yêu bài, tự tiện xông thành còn ra tay đã thương ti chức. Bách phu trưởng nghe có người không giao yêu bài, còn mạnh mẽ đã thương người xông vào thành nhất thời thì giận, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, thật sao? Vân Phi Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cười nhạt một tiếng, xoát, đột nhiên, bách phu trưởng giơ đại quyền hung hăng nện xuống mang theo lực kình đủ để so với chí tôn trung kỳ, lực lượng bạo phát, phòng ốc xung quanh bị tác động sụp đổ, Tinh tộc võ giả tính khí thật táo bạo, hoàn toàn không cân nhắc, lực lượng của mình sẽ phá hư thành trì. Vân Phi Dương thích nhất loại phương thức này, bởi vì như thế mới có thể trong thời gian ngắn nhất phá hư, từ đó chọc giận Tinh tộc, xoát, hắn phòng thủ mà không chiến, thi triển thân pháp né qua một bên, mà khi nắm đấm sắc oanh đến nện trên mặt đất, không ít kiến trúc sụp đổ, đáng giận, bách phu trưởng phẫn nộ nâng quyền, lần nữa đánh tới Vân Phi Dương, đáng tiếc, hung hăng nện xuống đến vẫn không đánh trúng đối phương, ngược lại liên lụy không ít kiến trúc, thất thần làm gì, bắt hắn cho ta, bách phu trưởng cả giận quát, xoát. Xoát, trăm tên lính ầm ầm chộp tới Vân Phi Dương, còn hắn thì giống như con khỉ, chợt tới chợt lui, bành, bành, oanh, 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 thời gian rất ngắn, kiến trúc nội thành đã bị trăm tên lính oanh tạc khi truy đuổi bị phá hư hầu như không còn. Vân Phi Dương một bên chạy, một bên cười nhạo, đám đầu to, đến đây bắt ta đi, gia hỏa đáng giận, Tinh tộc võ giả phẫn nộ, tựa như mất đi lý tính, điên cuồng phóng về hướng Vân Phi Dương. Nếu như từ trên cao nhìn xuống thì có thể nhìn thấy những nơi Vân Phi Dương đi qua, phòng ốc đổ sụp, bụi đất tung bay. Sau nửa canh giờ, gần nửa kiến trúc thành Tây bị Tinh tộc binh lính phá hủy, một mảnh hỗn độn, trăm tên Tinh tộc truy đuổi Vân Phi Dương thì thở hồng hộc đứng tại chỗ, trừng muốn rách cả mí mắt, mệt. Vân Phi Dương rơi vào trên nóc nhà, cười nói, vậy đến phiên ta, xoát, khi nói chuyện, mũi chân điểm một cái,
cả người lăng không bay lên đánh ra mấy chưởng, xoát, xoát, từng đạo chưởng ấn tựa như đạn pháo đánh tới nội thành, phạm vi đủ để bao phủ trăm trượng, oanh, oanh, phạm vi chưởng ấn oanh tạc, vô luận tinh tộc binh lính, kiến trúc đều bị đả kích trầm trọng. Sau khi kết thúc, tòa thành nguyên bản vung vứt hiện ra vô số dấu vết, mảng lớn kiến trúc bị vỡ nát hư vô, các binh sĩ tinh tộc thảm hại hơn, từng người ngã trên mặt đất, hoặc bị oanh sát tại chỗ, hoặc trọng thương hôn mê. Tên này hạ độc thủ, quỷ tộc võ giả nội thành trừng mắt, rốt cục ý thức được sự việc bị náo lớn. A, à, thấy thủ hạ tử thương vô số, Bách phu trưởng phẫn nộ rống to, quanh thân bộc phát ra khí kình khủng bố. Không tốt, Bách phu trưởng cuồng bạo kìa, mau tránh ra. Tinh tộc cùng quỷ tộc võ giả nội thành hải nhiên đại biến, chợt lui nhanh ra sau. Cuồng bạo, Vân Phi Dương hơi hoảng hốt, rất nhanh phát hiện, bắp thịt hai tay tinh tộc đầu mục đang nộ hống kia bạo tăng, dần dần hiện ra như màu đá tựa như thi triển một loại vũ kỹ tăng phúc nào đó. Đây là độc hữu vũ kỹ của tinh tộc, tên cuồng bạo, cũng có thể xưng thần thông, tác dụng là cường hóa bắp thịt thân thể, từ đó đề bạt lực lượng. Tiểu tử, chết đi. Bách phu trưởng được cường hóa, phẫn nộ huy động hai tay, mạnh mẽ lực lượng bạo phát hình thành thao thiên cự lãng, chí ít đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, nhưng vẫn nâng quyền nghênh đón. Bành, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, lực lượng chạm vào nhau sinh ra dư uy để phòng ốc ngàn trượng xung quanh sụp đổ, võ giả chạy chậm bị quét bay ra ngoài. Đăng, trừng, trong bụi đất, Vân Phi Dương lão đảo rút lui, lui đến trăm trượng mới đứng vững thân thể, biểu hiện trên mặt dị thường khó coi. Hiển nhiên, tên này đang diễn trò, Bách phu trưởng cho rằng hắn khó có thể chống lại cùng mình, lúc này xông lên, lần nữa vung hai nắm đấm hung hăng nện xuống, oanh, oanh, khí lãng mạnh mẽ lại đánh tới phá hủy phòng ốc chung quanh, bụi đất tràn ngập, che lấp mặt trời, đăng, đăng, đăng. Vân Phi Dương bạo lui ra ngoài từ trong bụi đất, biểu hiện trên mặt có hơi dữ tợn, hô, Bách phu trưởng lần nữa oanh quyền đầu đến, lực lượng mạnh hơn hai lần trước, hiển nhiên muốn oanh sát tên quỷ tộc này tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi phá hủy không ít phòng ốc, Vân Phi Dương vẫn lui nhanh, vẫn sắc mặt khó coi, lực lượng còn chưa đủ, Bách phu trưởng phẫn nộ huy quyền, điên cuồng oanh tạc, một quyền mạnh hơn một quyền, oanh, oanh, oanh. Sau khi cuồng oanh loạn tạc, Bách phu trưởng thở hồng hộc dừng lại, ánh mắt lấp lóe vẻ sụp đổ và tuyệt vọng, bởi vì, kinh qua điên cuồng công kích, gia hỏa đáng giận kia vẫn một mực thối lui, một mực sắc mặt khó coi, nhưng không ngã xuống. Vân Phi Dương không ngã, nhưng khu Tây Bố Lạc Thành lại bị phá hư nặng, gần thành phế tích, cư dân trong nội thành khóc không ra nước mắt, xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tung một chân hung hăng đá tới, trực tiếp đạp Bách phu trưởng bay ra ngoài, sau đó mà rơi trên mặt đất, thản nhiên nói, ngu ngốc, tên này, mọi người kinh hãi, một chân đạp bay Bách phu trưởng đang cuồng bạo, thực lực người này rất mạnh. Vừa rồi một mực thối lui chắc là đang đùa bẩn đối phương. Các ngươi chọc giận Bách Lý Phi Dương ta thì phải trả giá lớn, ta muốn phá hủy tòa thành này. Xoát, Vân Phi Dương phi thân lên lơ lửng giữa trời, hai tay mở ra, khí tức cường đại cấp tốc ngưng tụ hóa thành từng đại thủ. Không tốt, hắn muốn hủy thành. Võ giả bên trong Bố Lạc Thành kinh biến, bị dọa hai chân run rẩy nhau nhau chạy trốn. Xoát, nhưng vào lúc này, tại vị trí trung tâm nội thành, bên trong một tòa cung điện khổng lồ đột nhiên bay ra lưu quang ngưng tụ lực lượng cường thế. Hửng, Vân Phi Dương cười lạnh. Một đại thủ ngưng tụ bên người chụp về phía lưu quang, oanh, cả hai chạm vào nhau, nổ tung giữa không trung, xoát, ánh sáng oanh tạc chưa tan hết, một tinh tộc võ giả mặc kim sắc chiến giáp bay đến, treo giữa không trung, lạnh nhạt nói, tiểu tử, đừng được voi đòi tiên, là vạn phu trưởng. Tinh tộc võ giả nội thành phấn khởi không thôi, rất nhiều quỷ tộc võ giả thì âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tên này đã kinh động vạn phu trưởng có thể so với thiên tôn, kết cục khẳng định không may. Vân Phi Dương nói, rốt cục cũng đi một đối thủ ra dáng, xoát, khi nói chuyện, đại thủ ngưng tụ quanh thân được nguyên niệm thao, ngang nhiên đánh tới nội thành, vạn phu trưởng phẫn nộ quát, làm càn, hai chữ vừa hô ẩn chứa một loại khí tràn nào đó, trong nháy mắt chấn vỡ vô số đại thủ đang đánh xuống dưới. Vân Phi Dương ngạc nhiên, âm ba vũ kỹ, có thể cuồng bạo cường hóa nhục thân, rồi dùng âm thanh hình thành vũ kỹ phá hoại, tinh tộc thật có điểm không giống bình thường, đáng tiếc, Vân Phi Dương cười nói, vẫn quá yếu, xoát. Vừa nói xong vung tay lên, líp nha líp nhíp chưởng ấn lần nữa xuất hiện, số lượng nhiều đến nỗi khiến người ta hoa mắt, thành này, không cần thiết tồn tại, ngàn vạn chưởng ấn từ trên không trung ầm vang rơi xuống mang theo lực lượng mạnh mẽ để vạn phu trưởng cũng kinh hãi. Đại thủ Vân Phi Dương lúc trước ngưng tụ vạn vật tịch diệt chưởng học được từ võ phần nhưng chỉ vận dụng một thành lực lượng, cho nên bị âm ba vũ kỹ của vạn phu trưởng phá giải dễ như trở bàn tay, mà lần này,
ngưng tụ ra thêm lít nha lít nhít chưởng ấn, lực lượng đề thăng thành 3 phần, số lượng lại nhiều thì hiện ra sự khủng bố. Thực lực vạn phu trưởng mới đến thiên tôn sơ cấp, dù đối mặt 3 phần vạn vật tịch diệt chưởng cũng không dám đón đỡ. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo chưởng ấn mang theo lực lượng cường đại vô tình đánh về phía thành trì. Bành! 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 Một phen cùng oanh loạn tạc, Bố Lạc thành lịch sử lâu đời bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một vùng phế tích. Tinh tộc, quỷ tộc võ giả kịp thời trốn ra đứng ở khu vực an toàn, từng người đều trợn mắt hốc mồm. Trước mắt vạn phu trưởng, hủy luôn cả tòa thành, thực lực con cháu Bách Lý gia kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thành trì bị hủy, bụi đất tung bay. Một quan vạn phu trưởng giữa không trung âm tình bất định, sau cùng cẩn thận hỏi, các hạ là ai? Vân Phi Dương tung vạn vật tịch diệt chưởng mang theo đến lực lượng để hắn ý thức đến, thực lực đối phương rất mạnh, chí ít trên mình. Hai tay Vân Phi Dương ôm ngực, thản nhiên nói, Bách Lý gia, Bách Lý Phi Dương. Nếu như nói, võ giả lúc trước vẫn chỉ phỏng đoán, khi nghe hắn tự giới thiệu, nhất thời triệt để khẳng định. Sắc mặt vạn phu trưởng rất khó nhìn, nhưng vẫn chắp tay nói, nguyên lai là dòng chính Bách Lý gia, thất kính thất kính. Thành trì mình đóng giữ bị hủy lại còn có thể giao lưu khách khí, có thể thấy được, Bách Lý gia rất đáng sợ. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, thành nhỏ loại này, Bách Lý Phi Dương ta muốn vào thì vào, bất kỳ người nào dám cản, kết cục sẽ như thế. Nói rồi tiêu sái rời đi, nhìn hắn dần dần biến mất, vạn phu trưởng kia nắm chặt song quyền, lửa giận xuất hiện trong hai con ngươi, tiếp theo bay về một hướng khác. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, nói thầm, tên này chắc đi cáo trạng. Để người ta hủy mất thành trì mình đóng giữ trước mắt bao người, không đi tìm cấp trên cáo trạng thì đâu thể nuốt xuống cục tức này. Vài ngày sau, Vân Phi Dương lần nữa cải trang, xuất hiện ở một thành trì tinh tộc quy mô nhỏ hơn. Lần này khác với Bố Lạc thành, không có bị binh lính ngăn cản, nhưng khi vừa mới tiến vào thành lại bị rất nhiều tinh tộc xem thường. Tại thành trì tinh tộc, quỷ tộc bị xem thường rất bình thường, bởi vì tinh tộc võ giả tiến vào thành trì quỷ tộc cũng sẽ bị xem thường. Chính vì bầu không khí này mới cho Vân Phi Dương có cơ hội để lợi dụng, cố ý phát sinh xung đột cùng mấy tên tinh tộc trên đường phố, sau đó đánh một trận tơi bời. Như thế tự nhiên kinh động tinh tộc binh lính nội thành, bọn họ chạy tới, khẳng định thiên vị đồng bào mình. Vân Phi Dương dưới cơn nóng giận, giao thủ với tinh tộc binh lính, lần lượt kinh động Bách Phu Trưởng, rồi Thiên Phu Trưởng đóng giữ thành trì. Phù phù, Thiên Phu Trưởng có thể so với Chí Tôn ngã trên mặt đất, Vân Phi Dương mới thu quyền, khóe miệng hiện ra mỉm cười, mà xung quanh vô số kiến trúc đổ sụp hóa thành một vùng phế tích, võ giả trong nội thành hoảng sợ không thôi. 3. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, quay người rời đi, mà Thiên Phu Trưởng thống khổ ngã trên mặt đất còn phẫn nộ quát theo. Ngươi là ai? Nhớ kỹ, ta gọi Bách Lý Mục. Bách Lý Mục. Chẳng lẽ người này là dòng chính Bách Lý gia? Ta nghe nói vài ngày trước, một tên dòng chính Bách Lý gia đi ngang qua Bố Lạc thành, một lời không hợp đã phá hủy cả tòa thành. Đáng giận, dòng chính Bách Lý gia quá phách lối rồi. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương dùng tên giả Bách Lý Chấn Vũ xuất hiện lần nữa tại một thành trì khác bên ngoài mấy ngàn dặm. Vẻn vẹn nửa canh giờ, tinh tộc binh lính và thiên phu trưởng tòa thành kia đã bị đạp ngã. Không khác gì nhiều, tiếp tục náo loạn sợ rằng sẽ phản tác dụng. Vân Phi Dương trở về bộ lạc. Sau khi trở về, hắn đi vào Phi Dương Đại Lục, tiếp tục một bên lĩnh hội thượng càng tiên công, một bên nghiên cứu chế tạo đan dược, đến đề cao thực lực tổng hợp của binh lính linh tộc, sử dụng kế ly gián. Xúi dục hai tộc giao chiến chỉ là âm mưu đơn giản, thật muốn giải quyết bọn hắn vẫn phải dựa vào linh tộc đại quân. Gia Cát Cẩm trong khoảng thời gian này cũng tích cực trù bị, chỉ cần Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng thì sẽ mang theo đại quân mở ra hành trình tại Cửu U Giới. Tuy chính tầng địa ngục Cửu U Giới bị dung hợp lại cùng nhau, nhưng vẫn phân chia chính khu vực, bình thường lấy mệnh danh địa ngục trước kia. Tỷ như Hắc Thần địa ngục sau khi dung hợp sẽ được xưng Hắc Thần ngục, chính là một trong bốn ngục tinh tộc nắm giữ. Mà tại khu vực trung ương Hắc Thần Ngục thì có tinh tộc chủ thành, Hắc Thần Thành. Giờ khắc này, bên trong cung điện sang trọng, năm tinh tộc võ giả khoác trọng giáp ngồi trên ghế đang trò chuyện với nhau. Vạn năm trước, quỷ, tinh nhị chủ đánh với yêu chủ, không rõ sống chết, năm đại tướng tinh tộc liền thay trưởng khống toàn bộ tinh tộc. Năm người mặc trọng giáp chính là năm đại tướng tinh tộc, người tu vi cao nhất đã đạt đến lục phẩm bán tiên, thấp nhất cũng là tam phẩm bán tiên. Bành, đại tướng tên A Lý Nại, phẫn nộ lên tiếng. Quỷ tộc Bách Lý gia thực quá càn rỡ, ngắn ngủi một tháng đã có ba tên dòng chính đến nháo sự trong thành trì ta quản hạt. Quỷ tộc hiện tại ngày càng quá phận, một tên đại tướng khác có chút khó chịu cho ý kiến. Yêu tộc bị diệt vạn năm, dư nghiệt không đủ mấy chục vạn, khó có thành tựu, không bằng trực tiếp khai chiến quỷ tộc đi. Một tên đại tướng góp lời, lời vừa nói ra được A Lý Nại đồng ý. Nếu như khai chiến, bản tướng đi xung phong. Đại tướng ở vị trí trung tâm lắc đầu, không thể làm loạn. Người này tên Trọng Tôn Đình.
đứng đầu ngũ tướng tinh tộc, tu vi cao nhất, lục phẩm bán tiên, bốn người ở hiện trường là thiên lôi hắn sai đâu đánh đó. Đại ca, không khai chiến, chẳng lẽ nhìn xuống? A Lý Nại bực tức hỏi. Trọng Tôn Đình bình tĩnh nói, nhìn một chút, gió êm sóng lặng, lui một chút, trời cao biển rộng. Đám người cạn lời, tu luyện trong Phi Dương đại lục mấy năm, Vân Phi Dương về đến ngoại giới, cải trang dịch dung tiến về tinh tộc thành trì. Để hắn thất vọng là, phiền toái mình lúc trước gây ra cũng không có nổi sóng, tuy hai tộc ngứa mắt lẫn nhau nhưng vẫn có thể sống chung hòa bình, không phải chứ, vậy mà cũng nhịn được, hay do ta gây phiền chưa đủ lớn, không để tinh tộc phẫn nộ, Vân Phi Dương nói thầm, tránh ra, tránh ra. Nhưng vào lúc này, đường đi rộng rãi truyền đến tiếng hét phẫn nộ, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại thì gặp từng đoàn tinh tộc võ giả mặc áo giáp đi tới, bọn họ mặc khoác khải giáp đen bóng, tốc độ chỉnh tề, hiển nhiên càng chuyên nghiệp hơn binh lính giữ cửa. Cư dân nội thành nhao nhao né tránh, Vân Phi Dương cũng vô thức tránh đi, hỏi thăm quỷ tộc võ giả bên cạnh, bằng hữu, bọn họ là ai? Quỷ tộc võ giả kia thấy đồng tộc mình hỏi, lúc này giải thích, Hắc Thằng Ngục, Hắc Diệu Quân, Hắc Diệu Quân, Vân Phi Dương nỉ non một câu. Quỷ tộc võ giả nói tiếp, để cho Hắc Diệu Quân xúc động, chắc hẳn đã phát hiện khoáng mạch nào đó rất lớn. Hắc Diệu Quân là một quân đoàn nổi danh nhất tinh tộc, quy mô chừng 100 vạn, phân tán trong mỗi thành trì tinh tộc. Có thể trở thành một thành viên của Hắc Diệu Quân, không chỉ phải có thân thể cường đại, còn phải có thực lực đủ mạnh. Vạn năm trước giao chiến cùng yêu tộc, quân đoàn này là chủ lực từng công hạ không ít thành trì, chiến công hiển hách, khó trách, bọn họ phát ra khí thế không phải binh sĩ phổ thông có thể so sánh. Vân Phi Dương mới không để ý đến Hắc Diệu Quân, hay Bạch Diệu Quân, hiện tại hắn càng để ý đến khoáng mạch hơn. Chủ nhân, Thiên Cẩu truyền âm, cửu u sinh sản tam sắc thánh thạch, vật này chỉ có trong mỏ quặng. Vân Phi Dương nói chi tiết một chút, Thiên Cẩu lúc này nói việc mình biết ra, cuối cùng, Vân Phi Dương mới hiểu tam sắc thánh thạch, cửu u ẩn chứa ba loại thiên địa thuộc tính, cho nên uẩn dục rất nhiều khoáng thạch đặc thù, đại biểu lớn nhất chính là tam sắc thánh thạch, khoáng thạch này có ba màu sắc khác nhau, phân biệt ngưng tụ yêu khí, quỷ khí và tinh khí ba loại, độ tinh khiết cực cao, không chỉ có thể lấy ra trực tiếp hấp thu, còn có thể dùng để chế tạo trang bị, như linh thạch tiểu thần giới, có thể cầm tu luyện hoặc coi như tiền tệ. Bọn người này muốn đi tìm mỏ quặng, ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, mỏ quặng tam sắc thánh thạch còn thừa chắc rất ít, mình đi theo lấy thân phận quỷ tộc cướp, khẳng định càng hữu hiệu hơn việc phá hư thành trì. Quyết định như vậy, Vân Phi Dương ẩn vào đám người, lặng lẽ theo đám quân nhân, rất nhanh ra khỏi thành, vừa đi vừa chế định kế hoạch kế tiếp. Một lúc lâu sau, trăm tên Hắc Diệu Quân đi ra ngoài thành vài trăm dặm đến một vách núi địa thế tương đối cao, tên Bách Phu trưởng vất tay ra hiệu, xoát, xoát, vài binh lính ra khỏi hàng, trong tay bọn họ nắm giữ vật y như la bàn, sau đó bày dưới đất, ông, một lúc sau, năm cái la bàn rung nhẹ, tản mát ra hào quang lóa mắt cũng chiếu xạ tại lên vách núi, quả nhiên có mỏ quặng. Bách Phu trưởng lúc này hạ lệnh, phong tỏa nơi đây, bất kỳ người nào không có phận sự, không được đi vào. Tuân mệnh, mấy chục tinh tộc nhân nhanh chóng phân tán, trấn giữ tại xung quanh dốc núi, các binh lính còn lại thì bắt đầu động thủ khai quật. Trên đại thụ cách đó không xa, Vân Phi Dương quan sát hết thảy, cười thầm, trước để cho các ngươi đào, chờ đào ra xong, ta lại đi đoạt. Nói rồi nằm trên cành cây nghỉ ngơi, nếu như hắn muốn một mình nuốt mỏ quặng, có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng như thế thì không có ý nghĩa, cũng không có cách nào chia rẽ hai tộc. Hắc Diệu Quân hiển nhiên có rất nhiều kinh nghiệm khai quật mỏ quặng, vẻn vẹn một ngày đã đào ra một thông đạo bên trong vách núi. Đại nhân, một binh lính đi ra từ trong động, bưng lấy một khỏa khoáng thạch có ba màu sắc khác nhau, hưng phấn nói, tìm đến mỏ quặng, rất tốt. Bách Phu trưởng cười rộ lên, Vân Phi Dương trốn trên đại thụ phóng thích nguyên niệm quan sát tam sắc thánh thạch lớn cỡ nắm tay, thầm nghĩ, không khác gì linh thạch, đáng tiếc, thuộc tính bên trong không thích hợp nhân loại. Xoát, khi nói chuyện, hắn từ trên cây nhảy xuống. Tâm niệm khẽ động, gọi bọn người La Mục và mấy chục binh lính linh tộc ra, toàn thân bọn họ áo đen, chỉ lộ ra hai ánh mắt, quanh thân tản ra quỷ khí nhàn nhạt, hiển nhiên, Bách Quỷ Dạ Hành đã dung nhập vào thân thể đám người, nhìn qua không khác quỷ tộc. Phi Dương ca, La Mục thấp giọng nói, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Vân Phi Dương nói, động thủ. Tâm tình A Môn Hữu hiện tại rất thoải mái, hắn thống lĩnh đội điều tra mỏ quặng này, qua mấy tháng dò xét, rốt cục phát hiện thêm một tòa mỏ quặng, chỉ cần mang tin tức đưa về Hắc Thằng Ngục, nhất định sẽ được phía trên ca ngợi, từ đó thu được không ít tài nguyên tu luyện. Đại nhân, trong sơn động, một binh lính điều tra khoáng thạch thu hồi la bàn, nói, mỏ quặng này sâu khoảng ngàn trượng, phạm vi chừng 20 dặm, 20 dặm, A Môn Hữu mừng lớn, đây chính là một mỏ quặng quy mô trung đẳng, nhanh thông báo phía trên, để bọn hắn phái càng nhiều thợ mỏ đến khai thác, tuân mệnh, oanh, oanh.
Oanh! Đột nhiên, ngoài động truyền đến tiếng nổ vang, một binh lính từ bên ngoài xông vào, hoảng sợ hô: "Đại đại nhân, không tốt!" Oanh! Binh lính ầm vang ngã xuống đất mà chết. Ở phía sau, La Mục che mặt thu hồi quyền đầu, ngạo nghễ nói: "Mỏ quặng này thuộc về chúng ta, các ngươi là ai?" Bách phu trưởng phẫn nộ nói: "Dám đến cướp mỏ quặng Hắc Diệu quân ta!" Nhìn chúng, xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch bị ổi xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt hắn, giơ quyền đầu đánh tới. Bành, 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 một quyền tiếp một quyền, vô cùng hăng hái. Lấy thực lực bọn người La Mục, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết 100 tên Hắc Diệu quân, cho nên chỉ cần một lát, Bách phu trưởng và các binh lính đã bị giải quyết. Đương nhiên, bọn họ cũng không có giết người diệt khẩu, mà cố ý để Bách phu trưởng và số ít binh lính đào tẩu. Đại đại nhân, đám người này tuy che mặt nhưng khẳng định là võ giả quỷ tộc, đáng giận. A Môn Hữu kéo thân thể bị thương, phẫn nộ nói: "Nhất định phải bẩm báo lên trên để bọn họ nhanh phái cường giả tới." Sau khi chiếm được mỏ quặng, Vân Phi Dương đi tới, một tay giáng trên thạch bích, dễ như trở bàn tay gỡ xuống một viên tam sắc thánh thạch. "Thứ này tuy không có tác dụng với nhân loại, nhưng hữu dụng đối với ta." Hắn cười nói, mới tới cửu u giới, Vân Phi Dương đã nghĩ đến việc có nên tu luyện yêu, quỷ, tinh tam đạo. Bây giờ đã có thứ cùng loại với linh thạch, vậy thì cứ tu luyện. Hắn nắm giữ nghịch thiên quyết, có thể luyện hóa hết thảy thuộc tính, lại có thôn vệ thần thông. Xoát, Vân Phi Dương đưa hai tay ra dán trên thạch bích, bàn bạc hậu thổ thuộc tính theo cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn vào trong, rất nhanh đã lan ra toàn bộ mỏ quặng. Tiếp theo tâm niệm khẽ động, từng khỏa tam sắc thánh thạch bị đưa vào Phi Dương đại lục. Mỏ quặng 20 dặm, để thợ mỏ tinh tộc tới khai thác chí ít cần mấy năm, lại trong nháy mắt bị hắn lấy hết. Quả nhiên thần tốc. Phi Dương đại lục, một khu vực trống trải cách Thiết Quốc thành không xa, hơn 10 vạn khỏa tam sắc thánh thạch chồng chất như núi xuất hiện ở đó. Răng rắc, răng rắc, thần thần ngồi phía trên, say sưa nhai ngon lành, nói: "A Nông, ăn ngon hơn linh thạch." Mặc dù là thần thú, nhưng dù sao cũng là yêu tộc, ba loại thuộc tính bên trong tam sắc thánh thạch khẳng định rất mỹ vị. Không sai. Sau khi Thao Thiết nuốt một khỏa, nói: "Năng lượng ẩn chứa bên trong vừa lúc bản vương cần, nếu như ăn hết, chắc có thể đề bạt một chút xíu lực lượng." "Ăn hết?" Vân Phi Dương hung hăng lường hắn một cái. "Ngươi nghĩ hay thật." Hắn ngồi xếp bằng xuống. "Các ngươi chỉ có thể ăn 10 khỏa, ta muốn hấp thu." "Cắt!" Thao Thiết bất mãn. "Thật keo kiệt." Hạo Hãn vũ trụ sinh ra vô số vị diện phong cách khác hẳn, sinh linh ở bên trong sáng tạo những thứ chỉ thuộc riêng về mình. Nhân loại võ đạo, ma tộc ma đạo tuy khác tên nhưng trăm sông đổ về một biển, truy cầu đột phá bản thân, nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn. Mà ở cửu u giới có yêu đạo, quỷ đạo, tinh đạo, ba đạo không khác gì võ đạo và ma đạo. Ba tộc loại dựa vào tâm pháp thu thiên địa thuộc tính cũng có thể hấp thu tam sắc thánh thạch ẩn chứa ba loại thuộc tính để đề cao. Bất quá, tam sắc thánh thạch có chút hy hữu, người bình thường rất khó thu hoạch số lượng lớn, cho nên lấy tam sắc thánh thạch để tăng cao tu vi rất xa xỉ. Vào hôm nay, bên trong Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương đang làm hành động được gọi là xa xỉ đó, xa xỉ đến cùng cực. Xoát, hắn ngồi xếp bằng trước đống đá, vung hai tay, mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bay lên lơ lửng giữa không trung. Hưu, hưu, thôn vệ thần thông thi triển, ba thuộc tính bên trong tam sắc thánh thạch hóa thành từng sợi lưu quang trong nháy mắt dung nhập vào thân thể Vân Phi Dương. Nghịch thiên quyết vận chuyển, ba loại thuộc tính khác nhau bị tách ra, tiếp theo hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào đan điền. Ba loại năng lượng tinh thuần hóa thành ba đầu tinh hạch, chúng dần dần hình thành, mới đầu yếu ớt, càng về sau càng sáng chói. Một lát sau, năng lượng bên trong mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bị thu hết hóa thành hòn đá phổ thông, ngã trên mặt đất. Thao Thiết bên cạnh co giật khóe miệng nghĩ thầm, tốc độ tên này hấp thu tam sắc thánh thạch còn nhanh hơn bản vương ăn, không sợ no bạo thân thể à. Xoát, xoát, lại có mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch được nâng lên như vừa rồi, bị thu lấy thuộc tính dung nhập vào cơ thể Vân Phi Dương, không ngừng cường đại ba tinh hạch. Nửa tháng sau, hơn 10 vạn khỏa tam sắc thánh thạch bị thu hết, mà ba tinh hạch được ngưng luyện trong thân thể Vân Phi Dương càng cường hãn hơn. Đáng tiếc, chỉ đến phá toái cảnh. Vân Phi Dương rất không hài lòng, hắn cần càng nhiều tam sắc thánh thạch hơn để ba đạo cấp tốc lớn mạnh. Như thế đã không tệ, ngắn ngủi nửa tháng, từ không đột phá đến phá toái cảnh, mà còn là yêu, quỷ, tinh ba đạo. Đương nhiên, Vân Phi Dương có năng lượng hạch của ba đạo, không có vũ kỹ thì cũng chỉ bài trí. Phi Dương ca, vào lúc này, là một bên ngoài truyền đến âm thanh, đại quân tinh tộc giết tới. Vân Phi Dương ngay lập tức về đến cửu u giới, nguyên niệm bao phủ thì bên ngoài hầm mỏ bị vô số binh lính vây quanh, số lượng ít nhất 10.000. Vân Phi Dương cười, phái nhiều người tới như vậy, có thể thấy, mỏ quặng tam sắc thánh thạch vô cùng trọng yếu đối với tinh tộc. Phi Dương ca, để chúng ta đánh một trận cho đã tay đi. La Mục xoa xoa tay, chiến ý dạt dào,
Vân Phi Dương từ chối, các ngươi đi Phi Dương đại lục tu luyện, ta tự mình tới giải quyết bọn chúng. Bên ngoài hầm mỏ, Vạn Phu trưởng lĩnh quân hạ lệnh xông vào, nhưng sau khi tiến vào, phát hiện không có một ai, nhất thời mờ mịt. A Môn Hữu, người đâu, chẳng lẽ đã đi? A Môn Hữu rất buồn bực, mới qua hai ngày thôi, đám quỷ tộc võ giả che mặt đánh lui mình, sợ viện quân giết tới nên sớm đã rút lui. Đại nhân, nhưng vào lúc này, một binh lính phụ trách dò xét khoáng thạch lên tiếng, trong động không có tam sắc thánh thạch, sắc mặt A Môn Hữu đại biến, Vạn Phu trưởng còn cả giận quát, A Môn Hữu, có phải hỗn đảng ngươi gạt ta, nơi này không có mỏ quặng cũng không có quỷ tộc võ giả tập kích. A Môn Hữu hoảng hốt trả lời, đại nhân, tiểu nhân nào dám lừa ngươi, hai ngày trước thật phát hiện mỏ quặng 20 dặm ở chỗ này, ý ngươi là, đám quỷ tộc kia trong hai ngày ngắn ngủi khai thác hết mỏ quặng 20 dặm, Vạn Phu trưởng cười lạnh, cái này, A Môn Hữu sụp đổ, hắn không tin có người có thể trong hai ngày khai thác hết mỏ quặng 20 dặm, nhưng chỉ có thể nói tiếp, rất có thể đã bị bọn họ đào mất, Vạn Phu trưởng phẫn nộ quát, ngươi nghĩ lão tử bị ngu, A Môn Hữu nhanh khóc, nghĩ thầm, khoáng thạch 20 dặm đến cùng đi đâu, chẳng lẽ lại chắp cánh bay đi. Đại nhân, một tên binh lính vội vã xông tới, báo, có một người thân phận không rõ đang xông tới, bên ngoài hầm mỏ, Vân Phi Dương thu quyền, hơn 10 binh lính Hắc Diệu quân công tới ngã trên mặt đất, xung quanh hắn, mấy ngàn tinh tộc võ giả vây vòng tròn, nhưng kiên kỵ thực lực, không ai dám xông lên, soát, Vạn Phu trưởng từ trong động bay ra, rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám tổn thương binh lính Hắc Diệu quân ta, Vân Phi Dương cười nói, Bách Lý Phi Dương. Ngươi chính là Bách Lý Phi Dương, tên Vạn Phu trưởng kia có chút kinh ngạc, hiển nhiên biết dòng chính Bách Lý gia tộc trước mặt này từng nháo sự ở Bố Lạc Thành, hừ, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, trước đây không lâu dám nháo Bố Lạc Thành, hôm nay tới mỏ quặng khiêu khích, thật vô pháp vô thiên, ta chỉ đi ngang qua đây lại bị những binh lính này ngăn cản, rõ ràng các ngươi đang gây sự, Vân Phi Dương nói, Vạn Phu trưởng nói, đây là trọng địa có mỏ quặng, bọn họ đương nhiên canh giữ, a, à, Vân Phi Dương nói, nguyên lai là mỏ quặng. Khó trách có nhiều binh lính đóng giữ như thế, vừa vặn, ta đang thiếu chút tam sắc thánh thạch, đi vào lấy chút nhé. Sắc mặt Vạn Phu trưởng đột nhiên khó nhìn, tiểu tử, nơi đây là mỏ quặng tinh tộc ta phát hiện, quỷ tộc ngươi có tư cách gì đi vào lấy, không có tư cách. Vân Phi Dương đi từng bước một tới, binh lính vây xung quanh theo hắn tiến lên. Vạn Phu trưởng phẫn nộ nói, bắt hắn lại cho ta, hô. Hô, vừa dứt lời, các binh sĩ bạo phát khí tức dơ trọng quyền đánh tới Vân Phi Dương. Sau nửa canh giờ, toàn bộ vạn tên Hắc Diệu quân ngã trên mặt đất, hoặc hôn mê, hoặc ngã trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Vân Phi Dương còn từ hầm mỏ đi ra, lạnh lùng trách cứ, trong động một khỏa khoáng thạch cũng không có, các ngươi trông coi quái gì thế, nói rồi tiêu sái rời đi. Đáng giận, Vạn Phu trưởng phẫn nộ nắm tay, A Môn Hữu còn yếu ớt nói, đại đại nhân, tên dòng chính Bách Lý gia này quá phách lối. Vạn Phu trưởng nỗ lực đứng lên, nói, lập tức bẩm báo đại tướng. Khoáng thạch trong khoáng mạch bị dòng chính Bách Lý gia quỷ tộc cướp đi, A Môn Hữu mừng rỡ trong lòng, mỏ quặng 20 dặm đột nhiên biến mất, lúc này đẩy trách nhiệm cho quỷ tộc Bách Lý gia, trách nhiệm của mình nhỏ đi không ít, không tệ, không tệ. Vân Phi Dương đi trên đường thu hồi nguyên niệm, nhếch miệng cười to, không uổng công ta cố ý xuất hiện ngược các ngươi một hồi, tên này đến hầm mỏ vì để cho bọn hắn cơ hội vu oan Bách Lý gia, như thế mới có thể để cừu oán càng nhiều, ta cũng không tin, nhiều khoáng thạch như vậy bị cướp. Tinh tộc còn có thể nhịn được, Vân Phi Dương lẩm bẩm, khi nói chuyện, hậu thổ phóng thích, dung nhập vào trong lòng đất, cấp tốc lan tràn ra bốn phía, thuận lợi bắt được một cái mỏ quặng bên ngoài vài trăm dặm, đoạt thêm vài mỏ quặng mới được, hậu thổ của Vân Phi Dương có thể dò xét rất xa trong đất bùn, chỉ cần phát hiện mỏ quặng, dù có binh lính tinh tộc trấn thủ cũng đoạt không chút kiên kỵ, ngắn ngủi một tháng, hắn đoạt sáu mỏ quặng, đã thương không ít binh lính tinh tộc, thu hoạch được mấy chục vạn khỏa tam sắc thánh thạch, như thế trong vòng nghìn dặm, tinh tộc đại quân đóng trong mỏ quặng vừa giận lại vừa nơm nớp lo sợ. Nghe nói gần đây quỷ tộc rất càn rỡ, liên tục cướp mấy mỏ quặng của tinh tộc ta, nhất định do dòng chính Bách Lý gia làm, thực quá làm người tức giận, không thể để cho bọn họ phách lối như vậy, đuổi tất cả võ giả quỷ tộc nội thành ra ngoài hết đi. Trong mỗi thành trì, rất nhiều tinh tộc võ giả khó chịu sinh ra tâm lý cực đoan mâu thuẫn, bắt đầu nhằm vào quỷ tộc võ giả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỷ tộc bị đuổi ra, thậm chí xảy ra đánh nhau, mà hữu nghị giữa hai tộc cũng dần sinh ra vết rách, kẻ cầm đầu để hai tộc mâu thuẫn, Vân Phi Dương thì hiện đang điên cuồng hấp thu tam sắc thánh thạch trong Phi Dương đại lục. Sau khi hấp thu hơn 10 vạn khỏa, ba đạo cảnh giới của hắn đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, không được, quá chậm, Vân Phi Dương không hài lòng, đột nhiên hiện ra một ý nghĩ trong đầu, dung hợp ba đạo,
một khỏa tam sắc thánh thạch ẩn chứa ba loại thuộc tính, phân biệt uẩn dục ba loại linh hạch, nếu như có thể hợp ba làm một, bồi dưỡng một loại kéo theo hai loại khác, tốc độ hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Nghĩ liền làm, Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển nghịch thiên quyết tiến hành dung hợp ba đạo, lẽ ra, hắn trải qua ma vũ dung hợp ba đạo khác cần phải thông thạo mới đúng, nhưng kết quả lại không như ý. Qua một đoạn thời gian nếm thử, Vân Phi Dương phát hiện, độ khó cho ba đạo dung hợp cực cao, đành phải đổi dung hợp yêu, quỷ hai đạo. Khoan hãy nói, qua mấy tháng nỗ lực cộng thêm nghịch thiên quyết, thuận lợi để tinh hạch yêu, quỷ hai đạo hòa làm một thể. Hô, lực lượng tinh thuần cuồn cuộn tràn vào hai tay Vân Phi Dương, hắn kinh ngạc nói, dung hợp hai đạo thực lực để của ta có thể so với hư không cảnh khai khiếu kỳ tầng 9. PS, cảnh giới này chỉ nói đến yêu quỷ hai đạo, còn cảnh giới chân chính của Vân Phi Dương vẫn là thiên tôn sơ kỳ. Nếu như lại dung nhập tinh đạo, chắc có thể đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, sau đó lại đề thăng đến cường độ nhất định rồi dung hợp cùng võ đạo, có thể thuận lợi bước vào thiên tôn trung kỳ đây. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe tinh quang, hiện tại hắn muốn đột phá một cảnh giới nhỏ, độ khó sẽ rất lớn, có thể làm được chỉ dựa vào thượng càn tiên công và sinh mệnh thụ. Lúc này lấy dung hợp ba đạo để tăng cao tu vi, hiển nhiên, càng nhanh hơn hai loại trước một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có vô số tam sắc thánh thạch, nếu không, rất khó tại trong đột phá yêu, quỷ, tinh ba đạo nhanh chóng. Soát, Vân Phi Dương đứng lên, vỗ tay, dù không vì gợi ra tranh chấp hai tộc, ta cũng phải đoạt thêm tam sắc thánh thạch. Đêm tối, trong hầm mỏ quy mô trung đẳng, mấy chục thợ mỏ đang cực khổ khai thác, bành, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, một hắc y nhân tiêu sái bay vào, vung tay lên, ném toàn bộ mấy chục thợ mỏ ra ngoài, hưu, hậu thổ thuộc tính rót vào. Tâm niệm vừa động, mấy vạn khỏa tam sắc thánh thạch trong bùn đất đều bị Vân Phi Dương thu vào Phi Dương Đại Lục. Ngày thứ hai, tin tức lại có thêm một mỏ quặng bị quỷ tộc võ giả trộm điên cuồng truyền ra, khiến cho tinh tộc trong các thành lớn phẫn nộ không thôi. 3. Chủ thành Biệt Ly Ngục, một trong tinh tộc ngũ đại tướng, A Lý Nại phẫn nộ khiển trách, đám phế vật các ngươi ngay cả mỏ quặng cũng không giữ nổi còn mặt mũi tới gặp bản tướng. Tướng quân, tu vi tặc khấu trộm mỏ quặng quá mạnh, lại xuất quỷ nhập thần, thực rất khó bắt. Một tên vạn phu trưởng khổ sở nói, trong khoảng thời gian này, ba mỏ quặng hắn trưởng quản đều bị cướp, sớm làm qua bố trí nhưng vẫn không cách nào ngăn cản. Vạn phu trưởng bên cạnh hắn cũng có mỏ quặng bị trộm nhưng làm sao cũng bắt không được người, rất biệt khuất, cũng rất bất đắc dĩ. Hừ, A Lý Nại lạnh lùng nói, bản tướng tự thân xuất mã, bắt tên trộm cắp kia, sau đó phải chém hắn thành muôn mảnh. Đám vạn phu trưởng vui vẻ, tu vi tướng quân đã bước vào tam phẩm bán tiên, có hắn xuất mã. Chỉ cần quỷ tộc võ giả còn dám tới trộm khoáng thạch, khẳng định chắp cánh khó thoát. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương xếp bằng trên ngọn núi, quanh thân tản ra ba loại thuộc tính khác nhau. Giờ phút này, hắn đang tiến hành dung hợp quỷ yêu hai đạo và tinh đạo, cũng là thời điểm khó khăn nhất. Thời gian từng chút trôi qua, nửa năm sau, khí thế quỷ yêu hai đạo chiếm thượng phong, thành công dung hợp hoàn mỹ cùng tinh đạo. Trong đan điền, quỷ, yêu, tinh ba loại tinh hạch đã hòa làm một thể, hóa thành tinh hạch ba màu. Hô, Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, nỉ non, ba đạo dung hợp, cảnh giới cũng bước vào hư không cảnh đại viên mãn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cảnh giới cửu u của hắn là hư không cảnh đại viên mãn, nhưng thực lực chân chính có thể so với hóa thần cảnh, thậm chí cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ba đạo dung hợp đề bạt lực lượng cao hơn nhiều cảnh giới, chỉ cần tu luyện ba đạo đến hóa thần cảnh thì thể dung hợp cùng đại đạo khác. Vân Phi Dương lẩm bẩm, muốn từ hư không cảnh đại viên mãn đột phá đến hóa thần cảnh tự nhiên cần đại lượng tam sắc thánh thạch, cho nên hắn lần nữa trở về cửu u, tiếp tục cướp đoạt. Oanh, trong một khoáng mạch, Vân Phi Dương đánh binh lính đóng giữ bay ra ngoài, thuần thục thu hết tam sắc thánh thạch bên trong bỏ vào trong túi, 100 vạn khỏa chắc đã đủ để cho ba đạo bước vào hóa thần cảnh. Vân Phi Dương nói thầm, mà khi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lại cảm giác ngoài động hiện ra khí tức cường đại, bán tiên, sắc mặt Vân Phi Dương biến hóa, lúc này bay ra khỏi hầm mỏ. Chỉ thấy bầu trời nơi xa, một tinh tộc võ giả mặc chiến giáp quy cách rất cao phẫn nộ bay tới, tiểu tử, dám nhúng chàm khoáng thạch tinh tộc ta, ngươi quả nhiên sống không kiên nhẫn. Đại tướng A Lý Nại đang bay tới, đại thủ bỗng nhiên vung lên, hô, khủng bố tinh khí bạo phát hóa thành cự thủ ngang nhiên đánh xuống, cường độ để không gian vỡ nát, khắp nơi rạn nứt, không tốt. Vân Phi Dương giật mình, giờ phút này, hắn không có khả năng chạy trốn dưới oanh kích cường thế của tam phẩm bán tiên. Chỉ có thể triệu hoán thái hư bạch kim chiến giáp ra. Oanh, tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một nguồn máu, thừa dịp khoảng cách còn xa thi triển huyền diệu thân pháp chạy trốn. Hả? A Lý Nại có chút hoảng hốt, lại cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng mình có thể chạy trong tay bản tướng. Hô, vừa dứt lời,
tinh khí càng cường thế hơn cấp tốc ngưng tụ hóa thành từng đầu mãnh thú gào thét đánh tới hướng Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, một tôn cự đại pháp tướng xuất hiện, huyễn hóa ra từng chưởng ấn đánh tới đám mãnh thú. Bành, 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 chưởng ấn do pháp tướng biến ảo đánh nát từng đầu mãnh thú do tinh khí hóa thành, Vân Phi Dương thì khí huyết quay cuồng rơi trên một tảng đá lớn. Mẹ kiếp, chủ quan rồi. Vân Phi Dương không nghĩ tới sẽ có cường giả bán tiên đột nhiên xuất hiện, trong lúc vội vã triệu hoán Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, mặc dù chống đỡ được một chưởng, nhưng cũng bị thương nhẹ. Soát, A Lý Nại bay tới, lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nói, có thể hóa giải chiêu thức của ta, thực lực ngươi cũng không yếu hơn nhất phẩm bán tiên, cũng khó trách, đám thủ hạ của ta không có cách bắt ngươi để ngươi đánh cắp không ít tam sắc thánh thạch. Vân Phi Dương không nói, âm thầm vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, tu sửa kinh mạch bị hao tổn trong thời gian nhanh nhất. Đáng tiếc, A Lý Nại lạnh lùng nói, trước mặt tam phẩm bán tiên như bản tướng, chung quy vẫn quá yếu. Vân Phi Dương cười lạnh, ngươi rất tự tin, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng có chút giật mình, mình trong khoảng thời gian này đoạt chút khoáng thạch lại kinh động đến một tam phẩm bán tiên. Chút khoáng thạch, tên này thật không biết xấu hổ, hắn đoạt tam sắc thánh thạch tính cả lần thứ nhất cộng lại đã hơn 100 vạn, mà đây là số lượng rất lớn a. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, A Lý Nại ngạo nghễ nói, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay, khủng bố tinh khí cấp tốc ngưng tụ tạo ra khí lưu khuấy động ngàn dặm, ánh mắt Vân Phi Dương lóe lên chiến ý, đột phá đến thiên tôn sơ kỳ, tên này còn chưa có chân chính buông tay đánh một trận, tam phẩm bán tiên trước mặt vừa vặn có thể dùng để trắc thí lực lượng, vậy Bách Lý Phi Dương ta hôm nay phải kiến thức thực lực tam phẩm bán tiên một chút xem thế nào. Lúc này vẫn không quên giả mạo dòng chính Bách Lý gia tộc, quả nhiên, A Lý Nại mắc lừa, ánh mắt của hắn lóe ra tia lạnh lùng, Bách Lý gia, bản tướng nhớ kỹ, ngày khác sẽ đi quỷ giới đòi công đạo. Khi nói chuyện, vung tay lên, quát lạnh, còn về ngươi, lấy cái chết tạ tội đi. Hô, tinh khí ngưng tụ trong thiên địa như thủy triều lăn lộn, bao phủ về phía Vân Phi Dương mang theo khí tức khủng bố làm người ta kinh ngạc run sợ. Vân Phi Dương lúc này bạo phát thuộc tính trong cơ thể ngưng tụ ra cự đại pháp tướng, hai tay vung vẩy, hình thành phòng ngự kết giới. Đương nhiên, vì không để bại lộ, thiên cẩu thủy chung gia trì nồng đậm quỷ khí từ đó che giấu khí tức thuộc tính của hắn. A Lý Nại cười lạnh, loại phòng ngự kết giới này cũng muốn ngạnh kháng công kích của ta, quả thật buồn cười. Hô, hô, tinh khí như thủy triều tăng tốc gào thét đến, cuối cùng chạm vào phòng ngự kết giới. Bành, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh nát phòng ngự kết giới, pháp tướng cũng phai mờ thành hư vô. Phốc, Vân Phi Dương lại phun ra một nguồn máu, thi triển thân pháp né tránh dư uy. Ông, khí lãng phai mờ, không gian bị phá hư rất nhanh bình thường trở lại. A Lý Nại còn cười lạnh, chỉ phun một nguồn máu, phòng ngự thân thể ngươi rất mạnh. Vân Phi Dương vững chắc thân thể giữa không trung, nói thầm, lấy nhục thân đơn thuần quả thật khó chống lại tam phẩm bán tiên. Sinh mệnh thuộc tính uẩn dục, thương thế khôi phục nhanh chóng, hắn cười nói, xem ra, cần phải ứng phó cẩn thận, nghiêm túc. A Lý Nại cười cợt, tiểu tử, ý ngươi là vừa rồi chỉ đang đùa giỡn, ngươi cho rằng thế nào? Vân Phi Dương lắc lắc cánh tay, cuồng vọng, ánh mắt A Lý Nại lạnh dần, cấp tốc xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, cự quyền ngang nhiên áp xuống, lực lượng mạnh hơn trước, nhưng Vân Phi Dương không né tránh, thần lực quanh thân bạo phát, giơ hai tay chính diện nghênh đón quyền đầu to một ngọn núi lớn trước mặt, oanh, gợn sóng năng lượng cuồng bạo bạo phát, mặt đất ngàn dặm xung quanh trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít vết rách, mà hoa cỏ cây cối thì đã hôi phi yên diệt. Vị trí trung tâm, hai tay Vân Phi Dương hiện lên hình thác thiên vững vàng đón đỡ quyền đầu của A Lý Nại, một nửa bắp chân hãm vào trong lòng đất. Hiện tại hắn trừ việc không thi triển các ác chủ bài như chiến thần hồn thể tam biến thì đã vận dụng lực lượng mạnh nhất, mặc dù vững vàng đón đỡ một quyền thế đại lực trầm nhưng vẫn hơi có vẻ cố hết sức. Đột phá đến chí tôn hậu kỳ, hắn có thể dễ như trở bàn tay chà đạp nhất phẩm bán tiên, nhưng đột phá đến đại viên mãn bước vào thiên tôn sơ kỳ vẫn yếu hơn tam phẩm bán tiên, cái này rất bình thường. Dù sao, mỗi một phẩm giai đề bạt của bán tiên, lực lượng đều gia tăng hơn 10 lần, nếu như đối thủ là nhị phẩm bán tiên, lấy thực lực hắn bây giờ, khẳng định tùy tiện giải quyết. Nói đơn giản, Vân Phi Dương không sử dụng chiến thần hồn thể tam biến và một ít đòn sát thủ, thực lực cao hơn nhị phẩm bán tiên, yếu hơn tam phẩm bán tiên. A Lý Nại giật mình, hiển nhiên không ngờ, quỷ tộc võ giả này lại có thể chống được một quyền của mình. Bất ngờ sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt bỗng nhiên dùng lực, ném cự thủ ra, lăng không bay lên, quát lạnh, vạn vật tịch diệt chưởng, xoát, xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, vô số chưởng ấn xuất hiện giữa không trung mang theo lực lượng cường thế như đạn pháo điên cuồng đánh xuống. Không tốt, A Lý Nại biến sắc, nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng thân thể to lớn tiếp nhận lít nha lít nhít chưởng ấn, quanh, 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 tiếng bạo hưởng bên tai không dứt,
khắp nơi run rẩy, dù mấy ngoài ngàn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chấn cảm kịch liệt. Muốn nói bi kịch nhất vẫn là một tòa thành trì cách đó 2.000 dặm, bị khủng bố chấn động, kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Lực lượng cường đại cỡ nào a? Rất nhiều tinh tộc võ giả đứng bên trong phế tích, thần sắc hoảng sợ không thôi. Giao thủ bán tiên cấp như Vân Phi Dương và A Lý Nại đối với bọn hắn, quả thực tựa như trải qua ngày tận thế. Khu vực giao chiến, bụi đất tràn ngập che lấp cả mặt trời, sắc mặt Vân Phi Dương giữa không trung lại hiện vẻ nghiêm túc. Tuy thi triển vạn vật tịch diệt chưởng, mỗi một chưởng đều đánh vào thân tinh tộc bán tiên nhưng không cho rằng có thể đánh đối phương trọng thương. Quả nhiên như vậy, một trận cuồng phong thổi qua, thổi tan bụi đất, chỉ thấy A Lý Nại đứng lên, hai con ngươi to lớn lấp lóe phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi chọc giận bản tướng. A Lý Nại nắm chặt song quyền, từng gân xanh tuôn ra, da thịt cấp tốc lột xác thành màu đá, rõ ràng đang tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hô, đạt được cường hóa, quanh thân hắn nhất thời bộc phát ra khí lãng khủng bố, phun trào ra bốn phía. Hưu, Vân Phi Dương triệt thoái ra sau mấy bước, thầm nghĩ, lực lượng chí ít đề thăng hơn năm thành so với lúc trước. Chết, vào lúc này, song quyền to lớn do bắp thịt bạo tăng của A Lý Nại bỗng nhiên đánh xuống, một quyền này thật có lực lượng lay động đất trời, những nơi đi qua, thiên địa vỡ nát, vạn vật phai mờ, không thể liều mạng. Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, thi triển túy ảnh bộ lấy thời gian nhanh nhất lao ra, sau đó chạy trốn. Ầm ầm, A Lý Nại đánh hụt nện trên mặt đất, lít nha lít nhít vết rách sâu không thấy đáy hiện ra tựa như vực sâu vạn trượng. A Lý Nại trong trạng thái cuồng bạo, lực lượng đề bạt rõ rệt để Vân Phi Dương lựa chọn phòng thủ mà không chiến, bắt đầu chạy trốn. Thực ra hắn có thể thi triển chiến thần hồn thể tam biến, tăng phúc lực lượng, từ đó đánh một trận, nhưng cũng không làm thế, vừa nãy đã vận dụng rất nhiều vũ kỹ nhân loại, nếu như lại thi triển thần kỹ, rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Thứ hai, mình náo không khác gì nhiều, lúc này đã không cần thiết liều mạng cùng một tam phẩm bán tiên. Xoát, thi triển thân pháp, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, phi nhanh về phía vô tận bầu trời, trong thời gian rất ngắn đã bỏ xa đối phương. A, lực lượng A Lý Nại được gia tăng nhưng bàn về tốc độ lại khó đuổi kịp Vân Phi Dương, chỉ có thể đứng tại chỗ, phẫn nộ gào thét. Bách Lý Phi Dương, chờ đó cho bản tướng, thanh âm phẫn nộ truyền khắp thiên địa thật lâu chưa tiêu, Vân Phi Dương đã bay đi thì cười thầm, đúng rồi, chỉ đầu mâu về hướng quỷ tộc, chỉ về hướng Bách Lý gia đi, cũng không lâu lắm, Vân Phi Dương về đến bộ lạc yêu tộc, sau đó dung nhập vào Phi Dương đại lục bắt đầu hấp thu đại lượng tam sắc thánh thạch thu hoạch được trong khoảng thời gian này, chắc có thể giúp ta đột phá ba đạo đến hóa thần cảnh đại viên mãn, từ đó dung hợp cùng võ đạo, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động. Mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bay lên, năng lượng bị điên cuồng thu lấy. Quả nhiên, sau khi yêu quỷ tinh ba đạo dung hợp, lần nữa hấp thu tam sắc thánh thạch mang đến năng lượng cao gấp 3 so với trước kia. Trước kia, một khỏa tam sắc thánh thạch cung cấp ba đạo, bây giờ dung hợp, ba loại thuộc tính chỉ cần quẩn dục trong tinh hạch ba màu, một lần quẩn dục ba đạo, càng mừng rỡ hơn là, hấp thu không bao lâu, sinh mệnh tinh linh ngủ say trăm năm đã tỉnh lại, vội vàng nói, chủ nhân, nhanh dùng sinh mệnh thuộc tính của ngài đến uẩn dục ta trưởng thành đi nào. Tiểu gia hỏa nghiện, Vân Phi Dương cười nói, chờ ta hấp thu những viên đá này rồi lại đến uẩn dục ngươi trưởng thành. Tốt thôi, sinh mệnh tinh linh đáp. Vân Phi Dương tiếp tục vùi đầu vào việc hấp thu tam sắc thánh thạch, trọn vẹn nửa năm mới thu hết. Không ngoài sở liệu, thu hết tam sắc thánh thạch, ba đạo cảnh giới của hắn đã đạt tới tầng thứ hóa thần cảnh đại viên mãn. Bành, một quyền vung ra, lực kình bạo phát, Vân Phi Dương thầm nghĩ, cường độ hiện tại đã sánh ngang với chí tôn trung kỳ, hóa thần cảnh, thực lực chí tôn trung kỳ chính là kết quả của quỷ yêu tinh ba đạo hòa làm một thể, tiếp đó là nên nếm thử dung hợp ba đạo này cùng kiếm vũ ma các đạo. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hợp nhất, bắt đầu câu thông tinh hạch ba màu và chân long hạch, không hề nghi ngờ, nếu như có thể dung hợp thành công, hắn lại tăng thêm ba đạo, thực lực khẳng định bay vọt về chất, chỉ là sự việc không có đơn giản như Vân Phi Dương muốn. Khi hai loại tinh hạch vừa chạm vào nhau đã truyền ra lực bài xích mãnh liệt, phốc, Vân Phi Dương phun ra một nguồn máu, máu trong cơ thể sôi trào, hắn ngưng trọng nói, không được, cảnh giới không thăng bằng, cưỡng ép dung hợp chỉ mang đến phản vệ, xem ra phải uẩn dục năng lượng tam sắc tinh hạch đến bán tiên mới có thể dung hợp thành công, chí tôn trung kỳ đến bán tiên, chênh lệch rất lớn, theo Vân Phi Dương, dựa vào hấp thu tam sắc thánh thạch đơn thuần tuyệt không có khả năng đạt tới, nếu như ba đạo không thể dung hợp thì không thể bồi dưỡng sinh mệnh thụ. Nếu không, chân long hạch lại đề thăng cường độ, chênh lệch giữa hai bên chỉ lớn hơn. Vân Phi Dương rối rắm, chuyện cho tới bây giờ, hắn dừng một chút, mục quan lãnh lệ lên, chỉ có thể dựa vào thôn vệ thần thông và nghịch thiên quyết đi thu năng lượng hạch của cường giả quỷ, yêu hai tộc. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương bế quan tu luyện, cửu u rất không yên ổn,
bởi vì tinh tộc đại tướng A Lý Nại lẻ loi một mình tiến về quỷ tộc tìm Bách Lý Gia. Đại tướng đột nhiên đến để Bách Lý Gia rất mờ mịt, sau đó xung đột trong lời nói, cuối cùng đánh nhau. A Lý Nại lấy thực lực cường đại đánh sấp mấy tên trưởng lão Bách Lý Gia, Bách Lý Gia lão tổ ra sân, đánh 3 ngày 3 đêm mới đánh lui. Việc này nhấc lên sóng to gió lớn tại quỷ giới, mấy đại gia tộc quan hệ với Bách Lý Gia không tệ nhau nhau điều động cường giả bao vây A Lý Nại đang chạy trốn. Tin tức truyền về tinh tộc, một trong các đại tướng, Long Đa nhất thời giận tím mặt, mang 100.000 hắc diệu quân bay thẳng đến khu vực quỷ tộc. Vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, một khi vận dụng đại quân, sự việc lập tức sẽ nghiêm trọng. Bên quỷ tộc biết được tinh tộc điều động 10 vạn đại quân chạy đến giao giới của hai bên, lúc này cũng điều động đại quân trấn thủ biên cương. Kết quả là, mấy ngày ngắn ngủi, tình thế thăng lên thành chiến tranh, đại quân hai tộc dương cung bạc kiếm tại chỗ giao giới phía tây nam, tùy thời có khả năng khai chiến. Hồ nháo, trong đại điện hắc thằng thành, Trọng Tôn Đình phẫn nộ quát, Long Đa bị gì thế? Không có mệnh lệnh bản tướng mà dám một mình điều động đại quân tiến về biên cảnh. Đại ca, dòng chính Bách Lý Gia của quỷ tộc trộm 100 vạn khoáng thạch của tinh tộc ta, quỷ tộc không bàn giao, ngược lại phái người bao vây A Lý Nại, thực khinh người quá đáng. Hai đại tướng khác rất phẫn nộ, nếu như không phải Long Đa trước một bước phái binh đi cứu viện A Lý Nại, chỉ sợ bọn họ đã sớm khởi hành. Trọng Tôn Đình mặt lạnh nói, nếu còn náo nữa khẳng định sẽ gây nên đại chiến hai tộc. Đại chiến thì đại chiến, tinh tộc chúng ta làm thế nào sợ bọn quỷ tộc? Đại ca, sau khi yêu tộc bị diệt, tinh tộc chúng ta khôi phục nguyên khí đã có mấy ngàn năm, là thời điểm khai chiến cùng quỷ tộc, độc chiếm cửu u rồi. Hai đại tướng cho ý kiến, Vân Phi Dương thật đoán đúng, quỷ tinh hai tộc liên minh đánh tan yêu tộc chắc chắn sẽ không an vui hiện trạng, khẳng định nghĩ đến việc đánh bại đối phương. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, báo cáo, tướng quân, tiền tuyến truyền đến cấp báo, quỷ tộc lại tăng thêm 30 vạn binh. Sắc mặt Trọng Tôn Đình âm trầm, đại ca, quỷ tộc điều binh đại quy mô, hiển nhiên đã muốn xóa bỏ ước hẹn đồng minh chuẩn bị phát động chiến tranh, tinh tộc ta không thể nhẫn nữa. Đúng vậy, đại ca, hạ lệnh đi, toàn diện khai chiến cùng tinh tộc, không phải vậy bọn họ sẽ cho rằng tinh tộc chúng ta dễ khi dễ. Hai tên đại tướng thúc giục, hận không thể nhanh chóng lãnh binh xuất chinh giết quỷ tộc trời đất mù mịt. Trọng Tôn Đình trầm ngâm, nói thật, hiện tại hắn không hy vọng khai chiến, dù sao, không có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống cả quỷ tộc, nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, bối rối báo cáo, tướng quân, Phân Thủy Thành có quỷ tộc đánh lén, thành trì thất thủ, đáng giận. Hai tên đại tướng phẫn nộ, Trọng Tôn Đình vốn đang muốn nhìn xuống, ánh mắt dần lạnh lẽo, nói, hai người các ngươi phân biệt xuất lĩnh đại quân, một phương đi trợ giúp Long Đa, một phương đi đoạt lại Phân Thủy Thành, tuân mệnh. Hai đại tướng vội vàng rời đi cũng lấy tốc độ nhanh nhất điều động đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới giao giới hai tộc, không hề nghi ngờ. Thăng bằng mấy ngàn năm của quỷ tinh hai tộc rốt cục bị đánh vỡ, sắp xung đột vũ trang. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.